lung châu của hắn, vấn đề là một cái hỏa dương tộc nho nhỏ mà cũng có vật huyền diệu này. Điều này thật là có chút ra ngoài dự đoán, đem cảnh tượng chuyển đến phía ngoài tường thành, phụ nhân thần sắc âm trầm, trôn miệng phân phó nói. Thanh âm làm cho mặt đất run rẩy càng lúc càng lớn, hiển nhiên đám quái vật này còn cách thổ thành không xa. Tám gã xà nhân phụ trách thúc dục tinh cầu mặc áo bào trắng kia nhất thời đều gia tăng thúc dục pháp quyết, trong tinh cầu các hình ảnh hơi mờ đi như bị một mảnh phiến hồng hà bao phủ, một lát sau thì hiện ra hình ảnh mới. Rõ ràng đây là cảnh tượng bốn phía bên ngoài thành, lúc này trời đã chạm vạng tối nên hình ảnh trong tinh cầu nhìn từ xa rất là hôn ám, chúng xà nhân đều ngưng thần chăm chú nhìn vào nhưng nhất thời đều không thể phát hiện ra cái gì. Nhưng hô hấp của đám xà nhân trong điện lúc này lai cũng không khỏi đình trệ lại. Chỉ có Hàn Lập vẫn lạnh lùng nhìn hết thảy cảnh này, biểu tình so với lúc trước thì không có gì thay đổi. Mọi người chờ đợi không bao lâu thì mặt đất bỗng nhiên chấn động một chút, ầm một tiếng vang động rồi đột ngột yên tĩnh một cách quỷ dị. Không bao lâu sau, hơn phân nửa xà nhân áo bào trắng trong miệng phát ra thanh âm ít thật sâu một hơi lương khí, một nửa khác thì sắc mặt đều đại biến. Chỉ thấy từ trong bóng đêm mờ mịt bỗng nhiên chui ra một đàn cự nhiêu cao ước chừng 7-8 trượng, thân dài vài chục trượng, cả người mặc hắc lân giáp. Mà ở trên lưng quái vật này lại có một cái bành to như cái nhà, bên trong đều có một bóng người cao thấp bất động đang đứng, mà trên lưng mỗi một đầu cự nghiêu đều có rất nhiều cái bành như vậy mà hình thể cự nghiêu này tuy rằng thật lớn nhưng giờ phút này lại đang chậm rãi mà đi. Dĩ nhiên cả đám giống như u linh một chút tiếng vang cũng không có phát ra, từ từ tiếp cận tường thành thổ thành. Cái này hình như là ô giáp thú, chẳng phải phía trên chính là một gã xà nhân áo bảo trắng hai mắt trợn lên, có chút nói lắp bắp thì thào. Ô la tộc, điều đó khôn có khả năng, chúng nó sớm đã bị hoa thì tộc chúng ta diệt sát sạch sẽ rồi mới đúng một gã xà nhân khác dưới tình thế cấp bách lớn tiếng phủ nhận nói đúng vậy như thế nào có thể là tộc nhân này đúng rồi chúng nó sớm đã nên biến mất cách đây mấy vạn năm rồi đám xà nhân áo bào trắng bên cạnh giường như đều có thêm can đảm liên thanh đồng ý nói nhưng lúc này bóng người trên lưng cự như hoàn toàn thoát ra khỏi bóng đêm tiếp cận đến tường thành hình dáng mỗi người trên lưng đều có thể nhìn thấy rõ ràng thì đám tế tự xà nhân đang nói chuyện nhất thời đều ngậm chặt miệng khôn nói gì nữa vẻ mặt khó coi dị thường chương 1543, địch hiện, nhân ảnh ở phía trên ô giáp thú, nửa người phía trên nhìn kỳ thì đúng là một nữ tử có làn da màu tím nhạt phai, hai mắt màu hắc lục. Đám người này đều có tóc dài, thân mặc chiến giáp màu đen, trong tay cầm các loại binh khí đen thui, bộ dáng nghi thanh mục tú. Vừa lúc này, nữ tử ở phía trên ô giáp thú không tiếng động nhảy xuống nên để hiện lộ ra toàn bộ thân hình. Hàn lập nhìn về phía tinh ầu thấy vậy thì đồng tử chợt co rụt lại nữ tử này từ phần eo trở xuống rõ ràng là nửa thân con rết. Thân hình của nữ tử với hơn 10 CA chân thật nhỏ phối hợp nửa trên hình người, cho dù là Hàn Lập khi nhìn thấy cũng không khỏi cảm thấy nổi lên một trận da gà, trong lòng hơi phát lạnh. Đám dị tộc nữ tử này giống như mỗi người đều đã được huấn luyện qua, chỉ tốn một khắc công phu đã sắp thành hàng chỉnh tề. Trong đó một nữ tử tựa hồ có thân phận đột nhiên tiến lên vài bước, đi lên phía trước những người khác hướng về phía trước, nhìn bức tường đất rồi đột nhiên cười một tiếng, miệng mở rộng để lộ ra đầy răng nanh rất nhỏ phía trong hơn nữa còn thè ra một cái lưỡi giống như lưỡi rắn khuôn mặt nữ tử nguyên bản mi thanh mục tú mềm mại lúc này chợt trở nên hết sức dữ tợn sự tương phản này làm cho những ai nhát gan mà lần đầu nhìn thấy cảnh này trực tiếp bị dọa mà ngất đi cũng không phải là không có khả năng hàn lập vì rằng không đến mức kinh ngạc như thế nhưng đồng dạng cũng hoảng sợ khóe mắt khẽ run rẩy một chút những người khác tự nhiên đều thấy được cảnh này cô gái sắc mặt âm trầm dị thường còn đám hỏa dương tộc xà nhân còn lại đều lặng ngắt như tờ, cả đám trong mắt đều lộ ra ý sợ hãi. Hừ, cho dù là ô la tộc thì như thế nào? Chẳng qua là một ít dư nghiệt mà thôi, năm đó hoa thị tộc chúng ta có thể đem bọn họ diệt trừ sạch sẽ, hiện tại chúng ta đồng dạng cũng có thể làm được. Mặt khác hai tộc kia sở dĩ bị diệt tộc là do bị chúng nó đánh lén mà thôi. Nếu đã có phòng bị thì bản tộc chẳng lẽ lại sợ hãi một ít tàn binh bại tướng này hay sao? Phụ nhân hừ lạnh một yếng, Tay áo bảo hướng về phía thủy tinh cầu run lên. Nhất thời hồng quang chợt lóe, ánh lửa bốn phía tinh cầu đều tắt, cả tòa pháp trận đình chỉ vận hành, tất cả hình ảnh trong nháy mắt cũng biến mất vô tung vô ảnh. Đám xà nhân áo bảo trắng vừa nghe được lời này thì tinh thần chấn động, đồng thời khom người xưng phải. Vẻ kinh sợ trên mặt bọn họ thoáng cái đã biến mất hơn phân nửa, trở nên phấn chấn dị thường. Hàn Lập nhìn thấy cảnh này thì thần sắc vừa động, khóe miệng lộ ra một tia cười thâm ý sâu sắc. Vừa rồi phụ nhân nhìn như chỉ hừ nhẹ bình thường một chút, nhưng kỳ thật đã sử dụng một loại bí thuật chi phối tinh thần nào đó. Bí thuật này tuy bí ẩn dị thường nhưng đối với người đã tu luyện ẩn qua đại diễn quyết như Hàn Lập mà nói thì lại dễ dàng bị phát hiện ra. Nếu không đám tế tự cấp thấp nào có thể dễ dàng bị ảnh hưởng mà phát ra chiến ý như thế. Nếu đã biết hành tung địch nhân là tốt rồi, các ngươi chia làm bốn đội, phân biệt đi đến bốn cửa thành đốc chiến. Nếu đụng độ với ô la tộc tế tự thì nhất định phải ngăn lại nếu có kẻ nào dám lùi bước vào lúc này thì lập tức lấy tộc quy chừng trị đương trường phụ nhân đứng dậy lành lạnh phân phó nói hai bên xà nhân liền nghiêm nghị đứng lên cùng thi lễ tuân mệnh sau đó dựa theo an bài ban đầu quay đầu chia làm bốn đội đi ra khỏi đại điện trong nháy mắt trong điện chỉ còn lại có phụ nhân cô gái cùng với hàn lập và bốn gã xà nhân khác bốn gã xà nhân này tuổi cũng không nhỏ đều có tu vi kết đan sơ kỳ xem như tồn tại có tu vi gần với phụ nhân trong tộc Hàn Lập thản nhiên đưa mét nhìn quét bốn gã xà nhân này một cái sau đó liền không thèm để ý đến nữa. Phụ nhân thở dài một hơi, quay đầu lại nhìn Hàn Lập muốn nói cái gì đó nhưng ngay tại giờ phút này, bỗng nhiên từ phía nổi lên tiếng nổ kinh thiên động địa rồi âm thanh bạo liệt lập tức liên miêng vang lên không dứt, mặt đất một lần nữa chấn động phát ra thanh âm ầm ầm. Đã bắt đầu công thành, sắc mặt phu nhân khẽ biến một chút, cười khổ một tiếng nói. Như thế nào, hỏa đạo hữu không tính toán đi ra ngoài sao? Hàn Lập trên mặt lộ ra một tia kỳ quái hỏi, đi ra ngoài căn bản là không cần thiết, nếu ta không đoán sai thì cao tầng của ô la tộc sẽ chủ động tìm tới nơi này. Phụ nhân lắc đầu nói, Nga, có loại sự tình này, Hàn Lập thực sự có chút ngoài ý muốn, qua thì bộ tộc chúng ta cùng ô la tộc là sinh tử đại địch nên đối với tập tính của chúng nó cũng hiểu biết một ít. Tuy rằng ta đã xem tất cả cấm chế mở ra nhưng hơn phân nửa là không thể ngăn chặn được thần thông giả chân chính trong tộc này, Bọn họ tối am hiểu bí thuật ẩn nặc lẻn vào nên khi đối địch bao giờ cũng hoan hỉ trước tiên đem người có tu vi cao nhất bên đối phương đánh chết, sau đó thông danh hành hạ đến chết các đê giai đối thủ khác. Phụ nhân miễn cưỡng cười giải thích hai câu, thì ra là thế. Hàn lập sờ sờ cầm, lộ ra vẻ có chút suy nghĩ, nhưng một lát sau khẽ cười một tiếng, nói một câu làm cho sắc mặt phụ nhân lập tức đại biến. Nói như vậy, vị ẩn nấp ở bên cạnh đạo hữu này đều không phải là người do hỏa đạo hữu bố trí đến để trợ giúp vậy để ta đây thỉnh hắn đi ra. Cái gì, chúng nó đã đến đây. Phụ nhân thất thanh đứng lên, nhưng nàng vừa dứt lời thì Hàn Lập đột nhiên vung tay hướng tới phía một cây cột gỗ phụ cận hư không đánh ra một chảo. Nhất thời một cái bàn tay to trong suốt từ hư không hiện ra nhằm hướng cây cột gỗ hung hăng chụp tới. Phốc một tiếng, bàn tay to chưa chụp chúng được gì thì từ cây cột đã liền có một đao hắc quang kích bắn ra, sau khi chợt lóe ra xa hơn 20 trượng thì linh mang chợt lóe, đột quang này liền hóa thành một gã ô la tộc nhân hiện ra phụ nhân cùng hỏa dương tộc nhân vừa thấy người ô la nhân này thì nhất thời kinh hãi đều làm ra tư thế đề phòng. Bàn tay phụ nhân vừa lật chuyển thì trong tay liền có một thanh đoạn con màu đỏ đậm. Trông giống như là làm bằng đá. Bốn gã xà nhân áo bào trắng khác nhau trong tay cũng nhoáng lên một cái, trong tay đều xuất hiện một cái ngân trường nhật, hàn quang lóng lánh giống như một con rắn bạc nhỏ đang lúc lắc đầu. Hai tay cô gái hạ xuống, hoàng đại cung trên lưng không biết khi nào đã tới trong tay và một mũi bạch cốt tiến cũng chợt lóe lên, tên đã lên cung. Ô la nhân bị Hàn Lập bước ra có làn da tím nhạt, nhưng hai con mắt lại màu ngân chói mắt làm cho khuôn mặt trông có vài phần quỷ dị. Mặt nó không chút thay đổi nhìn chằm chằm vào Hàn Lập, đối với hành động của đám phụ nhân thì căn bản là thờ ơ khôn thèm để ý, trong miệng đột nhiên lạnh như băng nói: "Khí tức của ngươi không đúng, không phải là hoa thị tộc, là thượng tộc nhân của bộ tộc nào? Có thể khám phá ra ẩn nặc thuật của ta thì chỉ có thể là Bạch Nhãn tộc hay là Thiên Huyễn tộc?" vị ô la nhân này hiển nhiên đã nhận sai hàn lập thành dị tộc nhân của hai bộ tộc có linh mục thần thông nổi tiếng trên lôi minh đại lục hàn lập mỉm cười chưa nói gì ngược lại ánh mắt lại hướng tới một góc tối trong đại điện đảo qua rồi một ngón tay lẳng lặng điểm tới một cái phóc suy một tiếng một thanh tiểu kiếm như tia chớp bắn ra chợt lóe một cái đã bay tới chỗ đó mà chạm xuống có một tiếng vang nhỏ rồi chỗ góc tối bỗng nhiên có một đạo ô mang bay ra cùng tiểu kiếm nhất thời đan vào nhau đồng thời một đạo âm ảnh từ từ bay ra làm mang trong mắt hàn lập chợt lóe lên thanh tiểu kiếm phía xa xa thanh quang đại phóng kiếm quang trong nháy mắt đem hắc mang chém nát rồi lập tức chợt lóe lên đã chém ngược về bóng đen mới xuất hiện tốc độ cực nhanh so với lúc trước còn nhanh hơn gấp bội bóng đen bị thanh quang tốc độ rất cao đánh tới nhưng kẻ này cũng thật bất phàm thân hình khẽ uốn éo một cái đã liền hóa thành một cây hắc ti bắn ra ngoài chỉ chớp lên một cái hắc ti đã hiện tại ngoài 10 trượng nhưng làm cho người ta giật mình chính là tiểu kiếm cũng nhoáng lên một cái đồng dạng hóa thành một cây thanh ti mau chóng đuổi theo. Hắc ti nguyên bản muốn dừng lại nhưng thấy thanh ti chợt lóe lên bay đến trước mặt mình thì cả kinh lại bắn ra xa. Trong phút chốc cả đại điện liên tục vang lên tiếng suy suy. Một thanh một hắc, hai đạo quang tia, một trước một sau như ẩn như hiện không ngừng truy đuổi nhau trên không trung của đại điện. Chỉ thấy một khắc trước, lưỡng đạo quang tia còn đang ở bên này đại điện thì ngay sau đó đã thấy quỷ dị hiện ra tại một chỗ khác trong góc đại điện hai người độn tốc cực nhanh, chỉ thấy mọi người trong điện trợn mắt há hốc mồm. Bỗng nhiên hắc ti phía trước hơi chậm lại nhưng sau đó lại hóa thành bảy tám đạo quang ti độc nhất vô nhị, chợt lóe lên đồng thời bắn về bốn phương tám hướng. Thấy vậy Hàn Lập khẽ nhướng mày khẽ vung một tay đem thanh ti quay về, sau một cái chấp động thì một lần nữa hóa thành thanh tiểu kiếm thu vào trong thân thể. Thủy Trung từ đầu tới cuối, trên mặt Hàn Lập vẻ mặt đều thong dong dị thường, giống như là phủi bụi mà thôi. Mấy đạo hắc ti kia sau khi phân công nhau bắn đi, trên không trung đại điện xoay quanh một cái rồi một lần nữa tụ lại hóa thành một cây. Sau đó ô mang chợt lóe hiện ra một gã ô la nhân con mắt màu đạm kim. Nàng này hung tợn nhìn chằm chằm vào hàn lập, vẻ mặt tràn đầy phẫn nộ. Vừa thấy nữ nhân mắt màu đạm kim này, phụ nhân thân hình run lên. Kim ngân song đồng, quả nhiên là dư nghiệt của ô la vương tộc. Đại tế ti của lưỡng tộc cũng là do các người động thủ đánh chết a. Nói xong lời này, nàng nhìn chằm chằm vào ô la nhân mới xuất hiện trên mặt tràn đầy biểu tình khó có thể tin. Hừ, người thật có chút nhãn lực, nhưng nếu chúng ta tự mình ra tay thì vận mệnh của bộ tộc các ngươi nhất định sẽ kết thúc. Ô la nhân ánh mắt màu kim đồng thoáng nhìn, trong miệng phát ra âm thanh sắc nhọn. Lúc này, tên ô la nhân xuất hiện trước kia thân hình nhoáng lên một cái, phảng phất như quỷ mị biến mất, ngay sau đó lại hiện ra bên cạnh ô la nhân mắt màu kim đồng, sóng vai đứng cùng nhau. Hàn lập nhìn thấy nhị nữ thì hai mắt híp lại một chút, hai ô la nhân này trên người có mò tầng linh quang quỷ dị bao phủ lấy thần niệm cường đại của hắn mà cũng vô pháp trực tiếp nhìn thấu tu vi sâu cạn của đối phương xem ra đối phương khẳng định là có dị bảo hộ thân nhưng không biết là loại bảo vật nào trong lòng cân nhắc như thế nên hàn lập không có ý tứ lập tức ra tay phụ nhân đứng một bên ánh mắt chấp động vài cái chưa kịp nói cái gì thì thiếu nữ đứng bên cạnh đột nhiên dương hoàng đại cung trong tay lên mà kéo cốt tiễn trong tay buông lỏng ra phốc suy một tiếng một đạo hoàng bạch lưỡng quang bắn vào ra rồi lập tức run lên, nhất thời đầy trời đều là tên vàng nhắm vào hai tên ô la nhân đối diện bắn tới. Theo suy nghĩ của Châu Nhi, dù sao trận chiến này khẳng định là không thể tránh khỏi nên tự nhiên là không cần nói cái gì vô nghĩa, phải tiên hạ thủ vi cường. thấy vậy, phụ nhân đầu tiên là cả kinh rồi lập tức cắn răng một cái, đâm lao phải theo lao, hồng đoàn côn trong tay vừa động liền hóa thành một con hỏa dao đỏ đậm rời tay bắn ra. Xà nhân áo bào trắng tứ phía thấy vậy nhìn nhau liếc mắt một cái, Ngân Trường nhận trong tay cùng huy động phát ra từng đạo ngân ánh hùng hổ chém thẳng ra ngoài. Trong lúc nhất thời, mấy người Hỏa Dương tộc liên thủ khởi xướng công kích. Các loại linh quang đan vào nhau, giống như trong nháy mắt có thể đem hai gã Ô La nhân bao phủ bên trong, dù thân ở trong thế công cuồng mãnh như thế nhưng hai nữ nhân Ô La lại bỗng nhiên nâng một tay lên rồi một đoàn điều mang bạo phát ra. Chúng nó lập tức hóa thành hai luồng hắc quang vựng, quay tròn nhanh trước người nhị nữ. Chương 1544, Linh Tuyền tà quang tiếng gầm rú nổi lên, các loại công kích chợt đánh tới phụ cận vầng sáng, các loại quang đoàn màu sắc khác nhau cùng nhau bạo liệt, thành thế cực kỳ kinh người tựa hồ như ngay sau đó sẽ đem hai luồng hắc quang vượng xé rách dập nát. Nhưng vào lúc này, phía trong hắc quang vượng chợt toát ra quang mang kim ngân thâm thúy kỳ lạ. Tùy theo đó, hai quầng sáng nọ cuồng trướng khuếch tán ra rồi hai hóa làm một. Một phiến hắc quang đường kính mấy trượng hiện ra, chỗ trung tâm của phiến hắc quang này có một quang mang kim ngân kỳ lạ đan vào nhau mà chớp động liên tục, Vô luận là vô số tiến thì hay là đạo mang của bốn gã xà nhân tế tự, mà thậm chí ngay cả hỏa giao do bảo vật trong tay phụ nhân biến thành đều bị hút vào trong đó không thấy bóng dáng. Đòn công kích liên thủ này thanh thế thật lớn nhưng lại giống như phù dung sớm nở tối tàn. Chỉ thấy dưới bóng hắc quang có hai cái thân ảnh đứng yên bất động cùng bốn đạo nhãn thần lạnh như băng. Tuyền Linh Tà Quang, các ngươi dĩ nhiên đã tu luyện thành công thần thông này. Hỏa Dương tộc nhân trong điện thấy cảnh này thì trong lòng đều trầm xuống, mọi công kích trong tay bỗng nhiên ngừng lại phụ nhân thì trong miệng lại chua sót thì thào một câu. Nhưng kim ngân song đồng ô la nhân đứng đối diện vào lúc này thân hình vừa động, hai tay bỗng nhiên đều động, một tay vừa nhấc vươn một ngón tay nhằm ra xa xa điểm một cái. Mục tiêu đúng là hai người phụ nhân và thiếu nữ, chỉ thấy hắc quang vượng lâm run lên rồi hai đạo kim ngân tế ti chợt lóe lên kích bắn ra. Mau tránh ra, không nên đón đỡ, phụ nhân kinh hãi, vội vàng cảnh báo châu nhi đồng thời bên ngoài thân thể bạch quang chợt lóe lập tức hóa thành một đạo bạch quang bay đi tránh né thiếu nữ đồng dạng trong lòng dùng mình, nhưng tu vi của nàng chỉ có kim đan kỳ, muốn phi độn thoát ra thì đã có chút không còn kịp rồi, một đạo kim ngân tế ti giống như thuấn di thoáng một cái hiện ra trước mặt. Rơi vào đường cùng lúc này hai tay nàng chỉ có thể vội vàng hành động, một cây cốt tiến quỷ dị đã hiện ra trên hoàng đại cung, một tay đột nhiên lôi kéo rồi buông ra. Một tiếng tiến rời cung cực lớn truyền ra, hoàng bạch linh quang đại phóng, cốt tiến ra khỏi cung đã lập tức hóa thành một đạo cột sáng to cỡ cánh tay điên cuồng phun ra vừa lúc đón nhận kim ngân tế ti đã đến trước người. Hai cái này thanh thế rất lớn nhưng lúc tiếp xúc lại hoàn toàn vô thanh vô tức. Tiếp theo cũng chỉ thấy cột sáng màu hoàng bạch linh quang chợt ngưng lại rồi liền quỷ dị bắn quay ngược trở về. Cho dù thiếu nữ phản ứng cực nhanh nhưng trong khoảng cách gần như thế mà công kích phát ra lại bất khả tư nghị bắn ngược trở về nên căn bản là không thể kịp phòng ngự cái gì, trong miệng chỉ có thể hét lên một tiếng kinh hãi, đại cung cầm trong tay theo bản năng nâng lên chặn trước người. Một tiếng vừa rồi có bao nhiêu uy lực thì nàng rất rõ nên không hề hoài nghi nếu bị chúng một kích phản về này thì ngay cả thân thể lẫn nguyên thần đều lập tức biến thành hư ảo. Nàng trong tay thậm chí còn nghe được phụ nhân phát ra một tiếng thét kinh hãi. Ngay sau đó, nàng cảm thấy lòng bàn tay chấn động, đại cung một chút đã bị cột sáng đánh bay ra ngoài, nhất cổ nhiệt nóng rực trong nháy mắt đem toàn thân bao lại làm cho châu nhi vô kế khả thi chỉ có thể nhắm mắt chờ chết. Ngay trong nháy mắt này, đột nhiên có người đưa tay nhẹ nhàng túm lấy cổ áo của thiếu nữ, thiếu nữ nhất thời được bao bọc trong một mảnh thanh quang rồi biến mất khôn thấy bóng dáng. Lúc này âm thanh một tiếng nổ kinh thiên động địa truyền ra. Thiếu nữ cả kinh, hai mắt mở ra thì lại phát hiện ra chính mình đã đứng cách đó hơn 10 trường, cột sáng vừa rồi đã xuyên thủng vị trí nàng đứng lúc trước, thừa thế còn bắn vào đại điện đánh đổ vách tường phụ cận. Kết quả cuối cùng sau khi va chạm với ngũ sắc quang hà trên cấm chế thì bộc phát ra một đoàn linh quang chói mắt rồi sau đó biến thành hư ảo. Bất quá, kim ngân tế thì đi sát theo sau cột sáng đang đánh tới vách tường thì bỗng nhiên lại biến đổi phương hướng mà kích bắn tới trước người thiếu nữ. A, à, thiếu nữ hét lên một tiếng kinh hãi, nhưng không chờ nàng kịp có hành động gì thì đã cảm thấy chỗ cổ áo căng lên, chỉ thấy mơ hồ một chút rồi lại thấy bản thân mình lại một lần nữa thuần di đến một địa phương khác phụ cận. Thiếu nữ lúc này mới tỉnh ngộ vội vàng quay đầu lại, chỉ thấy phía sau nàng có một người, một tay chắp sau lưng, một tay tùy ý dị thường nắm lấy cổ áo nàng, thần sắc đạm mạc dị thường. Không phải Hàn Lập thì còn là người phương nào. Ở xa xa, Kim ngân tế ti kia sau khi lại một lần nữa thất bại thì chợt lóe lên không ngờ lại tiếp tục kích bắn đến, tựa hồ không đánh chết thiếu nữ thì quyết không bỏ qua. Ở một nơi khác trong đại điện, một đạo kim ngân tế ti khác đồng dạng đang truy đuổi theo phụ nhân bay tán loạn khắp nơi mà phụ nhân dù sao cũng có tu vi nguyên anh, dưới tình huống toàn lực phi động hơn nữa còn được bốn gã xà nhân mặc áo bào trắng đem ngân mang trong tay nhắm tới kim ngân tế ti diên cuồng cản trở nên nhất thời có thể miễn cưỡng tự bảo vệ được mình. Có thể phản lại công kích, cái này thật có chút hy tứ. Hàn Lập thì thào nói một câu nhưng tay áo bảo run lên, một mảnh hà quang màu xám nhất thời hiện ra trước người Châu Nhi. Nhưng kim ngân tế ti này sau khi chui vào trong đó thì chỉ thoáng một chút liền dường như không bị ngăn cản lại xuyên thủng mà ra bộ dáng không bị nguyên từ thần quang khắc chế. Châu Nhi vừa thấy cảnh này thì sắc mặt trắng bệch, nhưng phanh một tiếng, một tầng ngũ sắc quang diễm lại hiện ra đem kim ngân tế ti thu vào trong đó. Tế ti nguyên bản độn tốc kỳ khoái vô cùng vừa tiến vào trong quang diễm thì lại giống như là cá lọt lưới, lập tức trở nên chậm chạp vô lực. Hàn lập khóe miệng nhếch lên, không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười nhưng ngay sau đó vẻ tươi cười của hắn lại như động lại bởi vì trên thân kim ngân tế ti đột nhiên xuất hiện quang mang kỳ lạ đại phóng, sau đó lập tức khôi phục lại sự linh hoạt ban đầu, chợt lóe lên một cái đã chạy thoát ra khỏi ngũ sắc quang diễm rồi lại tiếp tục đánh tới trước người thiếu nữ. Kinh biến như thế làm cho Châu Nhi thần sắc mới hòa hoãn trong lòng lại phát lạnh nghĩ lần này thật sự tuyệt sẽ không may mắn tránh thoát được. Nhưng biến hóa kế tiếp lại làm cho nàng trợn mắt há hốc mồm. Đạo tế thi này khôn có chút dấu hiệu nào nhoáng lên một cái đã lại quỷ gì tiêu thất trước người đồng thời ngay xót gió khoảng không gian sau lưng hàn lập chợt dao động, kim ngân tế ti lóe lên chui ra kích bắn đến biến hóa này cực nhanh, giống như điện quang đá lửa. Trên mặt Hàn Lập vẻ ngạc nhiên chợt lóe lên nhưng cũng không thèm tránh né chút nào, chỉ thấy trong mắt Hàn mang chợt lóe và há mồm ra. Phanh một tiếng, một đoàn ngân hỏa cầu trượt phun ra, sau khi lóe lên thì cùng kim ngân tế ti va chạm vào nhau. Lại một màn làm cho người ta giật mình xuất hiện, kim ngân tế ti ngay cả nguyên từ thần quang và ngũ sắc hàn diễm đều không thể vây khốn được lúc này lại đang bị ngân diễm bao vây lấy, liền giống như gặp phải khắc tinh, chỉ thấy kêu lên tư lưu một tiếng rồi thu nhỏ lại cỡ quả trứng gà. Mà ngân sắc hỏa cầu sau khi thiêu đốt tế ti một chút thì lại biến hình, biến ảo thành một con chim nhỏ màu ngân sắc. Lúc này bằng mắt thường có thể thấy bên trong kim sắc ngân quang cầu kim ngân tế ti đang tan rã với tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt đã biến mất vô tung vô ảnh. Ngân sắc hỏa điều lập tức mở hai cánh ra, phát ra một tiếng thanh minh đắc ý rồi bỗng nhiên thân hình chợt lóe lên biến mất một cách quỷ mị. Mà tiếp theo, tại một góc khác trong đại điện, đạo kim ngân tế ti đang đuổi theo phụ nhân khiến nàng chật vật không chịu nổi kia phía trước ngân quang chợt lóe lên rồi hỏa điều không một tiếng động chui ra thoáng cái há mồm đã đem tế ti trốn tránh không kịp toàn bộ nuốt vào trong bụng tùy theo phanh một tiếng vang nhỏ thân hình ngân sắc hỏa điều ngay tại chỗ bạo liệt rồi hóa thành nhiều điểm ngân quang mà tiêu thất lúc này hàn lập mới tựa như cười như không cười xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía hai gã ô la nhân phía xa xa Tình hình giao thủ vừa rồi thoạt nhìn như phức tạp dị thường nhưng kỳ thật cũng bất quá chỉ trải qua mấy cái hô hấp mà thôi. Đám người phụ nhân đều không khỏi lộ ra vẻ may mắn như tìm được đường sống trong chỗ chết. Lúc này, các nàng mới rốt cuộc mới hiểu được vì sao lưỡng tộc cao tầng lại dễ dàng bị giết giết như thế. Đừng nói là lưỡng tộc đại tế ti kia thần thông không bằng phụ nhân được ăn luyện tiên quả mà cho dù tu vi có cao hơn phụ nhân mấy bậc thì cũng quyết không thể ngăn cản được một kích của tuyển linh tà quang này. Hàn Lập dĩ nhiên ngoài ý muốn có thần thông có thể khắc chế được tà quang này, điều này làm cho nàng cảm thấy mừng rỡ. Cảm thấy may mắn, thực rõ ràng, hai gã ô la tộc nhân này cũng không phải là kẻ mấy người các nàng có thể ngăn cản được, toàn bộ phải trông cậy vào vị Hàn tiên sinh mời đến này. Nghĩ đến đây, phụ nhân không lưỡng lự lên tiếng nhắc nhở, Hàn tiền bối, nên cẩn thận một chút, linh tuyển tà quang kia chẳng những có thể hất ngược côn kích lại, khắc chế phần lớn các loại thần thông cấm chế, hơn nữa còn kỳ độc vô cùng một khi bị bắn chúng là lập tức lan ra toàn bộ thân thể, căn bản là không thể khu trừ. Năm đó không ít tộc nhân thần thông bản tộc đều là chết thảm dưới thứ tà quang này. Phụ nhân có vẻ thật sự lo lắng, ngân sắc hỏa điều kia sau khi từ trong cơ thể hàn lập bay ra hấp thu linh tuyền tà quang thì về sau không biết có lưu lại di chứng gì không. Kỳ độc, hàn lập thần sắc vừa động, thực sự có chút ngoài ý muốn. Bất quá phệ linh thiên hỏa nếu có thể cắn nuốt cái gọi là linh tuyền tà quang này thì tự nhiên là cũng sẽ đem chất độc này tiêu hủy đi, có thể nào tổn thương đến hắn mảy may. Đương nhiên là về uy năng của phệ linh thiên hỏa, Hàn Lập tự nhiên sẽ không tùy tiện nói thêm cái gì, chỉ nhìn nàng gật gật đầu tỏ vẻ đã biết. Ánh mắt hắn vẫn đang nhìn hai gã ô la nhân đối diện lúc này cũng không có rời đi. Người dĩ nhiên cắn nuốt linh tuyền tà quang, trong đám hắc quang, hàn lấp không thể nhìn ra biểu tình trên mặt của hai gã ô la vương tộc nhưng thấy trong ngữ khí của đối phương truyền ra tràn ngập sự cực kỳ kinh ngạc hắc hắc hai loại thần thông này của các ngươi cũng thật là có chút uy lực đáng tiếc là các ngươi chưa tu luyện đến nơi nếu không cho dù ta linh hoạt tới mấy cũng không nhất định có thể dễ dàng khắc chế như thế tốt lắm xem ra lần này tới thật sự cũng chỉ có hai người các ngươi nên sớm xem các ngươi đuổi đi rồi ta còn muốn trở về tĩnh dưỡng hàn lập cười khẽ một tiếng khẩu khí dĩ nhiên một bộ căn bản không đem hai người đối diện để vào trong mắt, nói xong thân hình nhoáng lên một cái, cứ như vậy mà trực tiếp bước nhanh tới. Hàn lập bước nhìn như không mau nhưng mỗi bước bước đi lại kéo dài đến mấy trượng, chỉ thấy chấp lên mấy cái thì đã cách hai gã ô la vương tộc bất quá hơn 20 trượng, mà cùng lúc đó, trên người hàn lập kim quang đại phóng, một tầng lân giáp kim sắc quỷ dị hiện lên đồng thời trên đỉnh đầu cũng có một vòng kim quang vượng từ từ trồi lên mà trong trung tâm vầng sáng này rõ ràng có một cái kim sắc pháp tướng ba đầu sáu tay ngồi xếp bằng. Trong ba khuôn mặt của pháp tướng thì có hai cái rõ ràng dị thường, giống hệ khuôn mặt hàn lập mà thân mình pháp tướng tỏa ra kim sắc chói mắt cũng sấp xỉ thật thể bình thường. Vừa thấy hàn lập hiển lộ ra dị dung như vậy, không riêng phụ nhân cùng hỏa dương tộc nhân mà ngay cả hai gã ô la vương tộc cũng cảm thấy hoảng sợ. Cơ hồ một chút trần chờ cũng không có, trong phiến hắc quang vượng kia có âm thanh vù vù nổi lên, đột nhiên toàn thân run lên biểu hình vặn vẹo rồi trượt lóe lên hóa thành một cái hắc cự nhận dài chừng bảy tám trượng nghênh đón phía trước hàn lập hung hăng chảm xuống chương 1545, nghìn chảm sát cự nhân toàn thân tối đen như mực bên trong có một đạo kim ngân quang hồ chấp động không thôi có vẻ thần bí vạn phần hàn lập nhìn thấy cảnh này thì nhíu mắt một cánh tay vừa nhấc hướng ra phía xa xa chộp ra một chảo trên đỉnh đầu màu vàng pháp tướng bỗng nhiên trợn tròn bốn mắt sáu cái cánh tay vung lên đồng dạng cũng như đang ôm đồm cái gì bộ dáng của động tác này giống liệt hàn lập phía dưới oanh một tiếng nổ vang lên một cái bàn tay to màu vàng thể thích không thua gì cự nhận hiện lên phía dưới cự nhân rồi nâng lên trên hai cái va chạm với nhau kim quang trong hắc mang điên cuồng lóe lên một trận nhưng bàn tay to màu vàng lại không chút sứt mẻ cự nhận cứ thế mà bị chặn ở giữa không trung hai gã ô la nhân đối diện thấy cảnh này thì đều cả kinh nhưng gã kim đồng ô la nhân hai tay liền bấm thần chú thân thể trong nháy mắt cuồng trướng lên, to lớn gấp mấy lần đồng thời sau đuôi kim quang chợt lóe, huyễn hóa ra một cái vĩ câu thật lớn ánh vàng rực rỡ, vừa động một cái đã giống như tia chớp chạy nhanh tới chỗ Hàn Lập. Ngân Đồng Ô La Nhân đứng sóng vai cùng nàng kia lại há mồm, sắc mặt dữ tợn, trong yết hầu phát ra một tiếng hét nhẹ giống như thú gầm. Tiếp theo, trên đỉnh đầu nàng hiện lên một mảnh xương mù màu trắng, trong xương mù thấp thoáng có ngân quang chớp động rồi hiện ra hư ảnh một con rết mặt người thật lớn. Chỉ thấy ngân quang chợt lóe lên, Hư ảnh dĩ nhiên hóa thành một đạo ngân mang lao thẳng tới Hàn Lập. Chưa đến gần mà con rết mặt người này đã há to mồm phun ra một mảnh màu bạc quang hà phủ xuống. Đối mặt với một kích liên thủ của hai gã ô la vương tộc, vẻ mặt Hàn Lập vẫn không chút thay đổi. Nhưng một ống tay áo bảo của hắn run lên, nhất thời hơn 10 khẩu thanh sắc tiểu kiếm bắn ra, thoáng một cái đã hóa thành một mảnh thanh sắc kiếm quang nhằm hướng về phía màu vàng cự câu. Chỉ thấy kim câu kêu lên vù vù, mặt ngoài bỗng nhiên hiện ra vô số ký hiệu tựa hồ chuẩn bị thi triển ra uy năng gì đó nhưng ngay sau đó, thanh quang chợt lóe lên, vô số thanh ti chụp xuống, kim câu nhất thời gào thét một tiếng rồi lập tức bị chém thành vô số khối nhỏ rơi xuống dưới khiến cho tên kim đồng ô la nhân kia kinh hãi. Cùng lúc đó, đối phó con rết mặt người kia, Hàn Lập vừa nhấc tay kia, năm ngón tay mở ra, bàn tay trở nên tối đen như mực. Năm ngón tay hơi hơi vừa động, trước người Hàn Lập lập tức hiện lên một quầng sáng màu xám đem con rết mặt người đang phun ra ngân hà ép xuống dưới. Tiếp theo, Quầng sáng mở trong lòng bàn tay hắn chợt lóe lên rồi một tòa đen tiểu sơn đen tuyển quỷ dị hiện lên. Hàn lập nhìn con rết mặt người đã tới phụ cận tùy ý lật bàn tay. Một màn kinh người xuất hiện, tiểu sơn trong lòng bàn tay trong nháy mắt nhoáng lên một cái rồi biến mất không thấy. Ngay sau đó, không gian phía trên con rết mặt người sáo động, tiểu sơn lại hiện ra trong một phiến quang hoa màu xám. Nhưng giờ phút này, sau khi hắc sắc tiểu sơn hiện lên thì bên ngoài lại có một trận ô mang lưu chuyển, thể tích trong nháy mắt cuồn trướng gấp trăm lần, biến thành một ngọn núi màu đen cao vài chục trường. Ngọn núi hơi cử động cái đã bám chặt vào lưng con rết mặt người. Hư ảnh con rết mặt người đầu tiên hiện ra biểu tình cực kỳ thống khổ, đồng thời trong miệng phát ra một trận âm thanh tê tê quái dị, thân hình bị cự lực đè mà rơi thẳng từ trên không trung xuống. Ngân đồng o la nhân phía sau thấy vậy thì cả kinh, hai tay cuốn quyết biến hóa pháp quyết giống như bánh xe nhưng trên gương mặt thanh tú lại hiện ra một cái ngân văn trông có vẻ dữ tợn dị thường. Tiếp theo nàng há mồm phun ra một ngụm máu huyết màu bạc nhạt. Ngụm máu huyết này vừa ra khỏi miệng liền phanh một tiếng, hóa thành từng cái ký hiệu hình vòng xuyến màu bạc, sau khi chợt lóe lên thì lướt qua nhập vào trong thân thể con rết phía xa xa không thấy bóng dáng. Phía xa xa, con rết mặt người giống như được tăng thêm uy năng gấp bội, thân hình đang đau đớn dưới tiểu sơn lúc này chợt phát ra ngân quang sáng ngời, dĩ nhiên có thể dưới sự đè nén của Hắc Tiểu Sơn mà rung đùi đắc ý đứng lên. Thậm chí nửa thân mình dưới đem tiểu sơn gắt gao cuộn lấy, bộ dáng như muốn đem tiểu sơn này trở thành vật của mình. Nhìn thấy tình hình này, trên mặt Hàn Lập hiện lên một tia thần sắc kỳ quái rồi bàn tay tối đen hướng về phía Tiểu Sơn xa xa đồng thời trong miệng nhẹ phát ra một câu trọng. Hắc sắc Tiểu Sơn run lên, bên ngoài đột nhiên thả ra một mảnh quang mang kỳ lạ màu xám trắng, mặc dù hình thể không thấy có biến hóa gì nhưng sức nặng một chút đã tăng vọt lên hơn 10 lần có thừa. Con giết mặt người nguyên bản còn có thể miễn cưỡng chống đỡ được lúc này lại không có chút lực ngăn cản nào, thân thể giống như lưu tinh từ trên cao nhanh chóng rất xuống. Sau một tiếng nổ kinh thiên động địa, cả đại điện đều chấp lên một trận kịch liệt, hắc sắc tiểu sơn đã đem con rết mặt người đập lên trên mặt đất. Trong vòng 30 trượng xung quanh, mặt đất bỗng sụt xuống hơn trượng để lộ ra một cái hố to kinh người. Mà hắc sắc tiểu sơn lúc này đang vững vàng nằm ở trung tâm cái hố to, phía dưới con rết mặt người sau khi gào thét một tiếng thì liền biến thành nhiều điểm ngân quang tán loạn tiêu thất. Nguyên tử thần sơn sau khi được hàn lập dung nhập với cái thạch đôn cổ quái kia thì trọng lượng của nó đủ có thể so với vạn trượng cự sơn chân chính, do đó con rết kia sao có thể thừa nhận được. Mà ngay lúc hư ảnh của con rết bị diệt thì trong nháy mắt ngân đồng ô la nhân ở xa xa sắc mặt trắng bệch há miệng phun ra một ngụm máu tươi nhưng lúc này đây máu tươi không phải là đạm màu bạc mà có màu hắc hồng dị thường. Hết thảy việc này cũng bất quá xảy ra trong mấy cái hô hấp. Một tên ô la nhân khác bởi vì chính mình biến thành màu vàng cự câu bị phi kiếm của Hàn Lập dễ dàng chảm nát mà có chút sợ run, lúc này vừa thấy đồng bạn đã bị thương không nhẹ thì sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, thân hình bỗng nhoáng lên một cái vọt đến phía sau ngân đồng ô la nhân đưa một bàn tay vỗ vào sau lưng hắn. Ngân đồng ô la nhân sau khi trên người ánh kim ngân đại phóng thì khí sắc có vẻ tốt lên rất nhiều. Hàn lập lại hừ lạnh một tiếng, hướng lên hơn 10 khẩu thanh sắc tiểu kiếm không chung phất tay một cái. Tất cả phi kiếm run lên, phá không kích bắn tạo ra vô số đạo thanh ti bắn đi. Hai gã ô la nhân thấy vậy thì trên mặt rốt cục hiện ra thần sắc kinh sợ, sau khi liếc mắt nhìn nhau một cái thì đột nhiên đồng thời vung hai cánh tay lên, hai vầng sáng màu đen quay tròn hiện lên đem thân hình hai người bao bọc lấy. Trong nháy mắt công phu này, hơn 10 đạo thanh ti mang theo âm thanh suy suy bắn lên trên vầng sáng màu đen. Hàn lập thấy cảnh này, trên mặt lệ sắc chợt lóe lên, trong lòng không chút do dự thúc dục kiếm quyết. Thanh ti sau khi run lên thì hóa thành một khẩu thanh sắc phi kiếm dài chừng một thước nhưng sau khi theo kiếm quang chợt lóe lên thì tất cả đều trở nên cực kỳ ảm đạm, giống như là tồn tại thành từng đạo hư ảnh đây đúng là hàn lập sau khi tinh luyện phi kiếm mà có được thần thông kiếm linh hóa hư mà kiếm ảnh nọ sau khi bay quanh vầng sáng màu đen một cái thì liền giống như có tiếng nổ kích bắn xuống bóng kiếm ảm đạm vừa tiếp xúc với vầng sáng màu đen thì thanh quang chợt lóe lên nhưng lại vô thanh vô tức xuyên thủng mà qua vầng sáng màu đen dĩ nhiên giống như không còn tồn tại nữa bộ dáng như không thể ngăn cản hai gã ô la nhân phía dưới hiển nhiên không nghĩ tới sẽ có loại sự tình bất khả tư nghị này phát sinh mắt thấy bóng kiếm đã đến gần thân hai người hoảng sợ vội vàng động thân phân biệt hóa thành lưỡng đạo hắc tuyến kích bắn mà ra bỏ trốn mất dạng nhưng khoảng cách gần như thế mà tốc độ công kích của bóng kiếm này lại nhanh như vậy hiển nhiên muốn đi cũng đã muộn chỉ thấy vô số bóng kiếm đan vào nhau xuyên tới đồng thời có hai tiếng kêu thảm thiết truyền ra thân hình hai gã ô la nhân này liền bị xuyên thủng nát bấy xa xa thấy hết thảy cảnh này phụ nhân châu nhi cùng hỏa dương tộc nhân nhất thời trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên nhưng trong mắt hàn lập lam mang chợt lóe thân hình đột nhiên nhoáng lên một cái, người liền lập tức mang theo một chuỗi tàn ảnh hiện ra bên cạnh tàn thi của hai gã, đưa tay tìm tòi đồng thời nhắm hướng phụ cận giống như tia chớp hư không phát ra một chảo. Có hai tiếng phốc suy trầm đục phát ra, trên hai bàn tay đột nhiên bộc phát ra một tầng màu bạc ngọn lửa, trong năm ngón tay đã xuất hiện hai luồng kim ngân quang mang chợt lóe lên rồi liền bị ngọn lửa hung hăng bao vây trong đó. Đúng là một con rết màu vàng và một con rết màu bạc hai con rết này chỉ dài có một tấc nhưng trên đầu đều có gương mặt của nữ nhân dung mạo rõ ràng là bộ dáng hai gã ô la nhân lúc trước hai con rết nằm trong sự bao vây của ngọn lửa màu bạc trong miệng chi chi kêu lên thất thanh trên mặt cũng đều hiện ra biểu tình kinh sợ phải biết rằng hào quang màu bạc phát ra bên ngoài hai người đúng là linh tuyền tà quang kia nếu đổi lại là loại cấm chế khác thì chỉ sợ sớm đã phá vỡ mà đào tẩu được nhưng lại bị hàn lập cố tình dùng phệ linh thiên hỏa là khắc tinh vây khốn nên một chốc đã thành cá trong lưới Hàn Lập cũng căn bản không có ý tứ thả nguyên thần của hai gã ô la nhân này ra nên liền đem hai đoàn hỏa diễm màu bạc trên tay hợp lại rồi tùy ý trà sát. Hai con rết trong hỏa diễm màu bạc sau khi hỏa diễm trà sát thì thu nhỏ lại, sau một lát công phu thì ánh bạc trở nên ảm đạm, bản thể của hai con rết vừa tiếp xúc với ngọn lửa màu bạc thì lập tức hóa thành hai cỗ khói xanh tiêu tán. Đến lúc này, mới tính là Hàn Lập đã hoàn toàn giết chết hai gã ô la tộc vương này. Bất quá hắn cũng thật sự không có để ý nhiều đến việc này bởi vì mới vừa rồi trong lúc giao thủ, hai gã ô la nhân này tu vi nhiều lắm chỉ có hóa thần sơ kỳ. Nếu không phải linh tuyển tà quang kia có chút cổ quái mà nói thì sớm đã bị hắn trong nháy mắt diệt sát. Bất quá, Hàn Lập lại rất để ý đến việc không thể trực tiếp dùng thần niệm tra xét ra tu vi hai người, ánh mắt vừa chuyển bỗng nhiên rơi xuống trên hai cái tàn thi kia. Một tay đưa ra, hai cái tàn thi bay lên không hướng về phía hắn từ từ bay tới. Hai mắt Hàn Lập híp lại, Lam mang chấp động cẩn thận điều tra một lần. Chỉ một chốc hai mắt hắn bỗng nhiên sáng ngời đưa tay phất một cái. Có hai tiếng siêu siêu truyền đến rồi hai cái khăn màu xám từ trên hai người này bắn ra, rơi xuống trong tay Hàn Lập. Hàn Lập cúi đầu nhìn vào, thần sắc bỗng nhiên vừa động, bàn tay lập tức vừa lật chuyển, hai cái khăn biến mất không thấy bóng dáng. Đa tạ Hàn Huynh ra tay tương trợ, ân cứu mạng này, nhiều thế hệ hỏa dương tộc chúng ta nhất định sẽ không quên. Lúc này, phụ nhân mang theo thiếu nữ kinh nghỉ đi tới, không thể che giấu được hỉ sắc nói. Về phần Hàn Lập vừa rồi lấy đi hai cái khăn đen thì căn bản là không đề cập tới một câu. Giờ phút này nàng mới chính thức biết, thần thông của Hàn Lập còn lớn hơn dự đoán, còn muốn mạnh hơn không biết bao nhiêu lần nên trong lòng vừa cảm kích vạn phần đồng thời cũng kính sợ dị thương. Châu Nhi vừa rồi thấy Hàn Lập đại triển thần thông, đối mặt đã đem thủ phạm diệt tộc mà các nàng cho rằng không thể ngăn cản dễ dàng triệt sát thì trong lòng hoảng sợ nàng tuy thận trọng không có nói cái gì nhưng trong ánh mắt nhìn về phía Hàn Lập thì đồng dạng thêm phần kính cẩn. Về phần đám tế tự xà nhân kia cũng xuống lại, thần tình tươi cười, một bộ rất là cung kính. Ha ha, đây chỉ là việc nhỏ, dù sao lần này đã ra tay thì đám ô la nhân còn lại bên ngoài kia ta cũng sẽ giúp các ngươi đuổi đi. Ánh mắt Hàn Lập sau khi đảo qua trên người mấy người nọ thì lại khẽ cười một tiếng nói. Nghe Hàn Lập nói vậy, đám người phụ nhân tự nhiên là quá đói vui mừng, trong miệng liên thanh cảm ơn. Chương 1546, Hắc xa, Hàn Lập mỉm cười, đem phi kiếm cùng Hắc Sắc Tiểu Sơn thu lại sau đó phất tay áo bảo một cái. Một đoàn kim quang bắn ra, sau khi xoay quanh một cái thì hóa thành một con tiểu thú trông giống như con báo rừng ở trước người vài thước. Đúng là báo lân thú. Vừa thấy con thú này, phụ nhân và các tế tự xà nhân khác đều ngẩn ra nhưng sau khi dùng thần niệm đảo qua trên người tiểu thú thì đều hít một ngụm lương khí trên người con thú này tản ra khí tức cực kỳ cường đại làm cho phụ nhân với tu vi như thế cũng cảm thấy trái tim băng giá. Đi, đem tất cả ô la nhân giết chết, hàn lập hứa ong tiểu thú thản nhiên phân phó một câu, báo lân thú nghe vậy, trong mắt hung quang chợt lóe thân hình nhoáng lên một cái. Một chút huyễn hóa ra bảy tám cái hư ảnh độc nhất vô nhị hướng ra cửa điện bắn nhanh mà đi. khi thấy thú ảnh hơi thấp thoáng một cái đã ra xa hơn 10 trượng đồng thời chợt lóe lên cái nữa thì đã biến mất vô tung vô ảnh độn tốc cực nhanh làm cho người ta khó có thể tin. Sắc mặt phụ nhân có chút tái nhợt, sau một lúc mới miễn cưỡng duy trì được sự chấn định nhưng trong lòng hoảng sợ thế nào có thể nghĩ được. Bất quá nàng lập tức nhớ tới cái gì, bỗng nhiên lấy trên người ra một cái lệnh bài nhanh chóng điểm lên không vài cái đồng thời trong miệng lẩm bẩm. Nhất thời phía trên lệnh bài linh quang chợt lóe lên bắn vào ngũ sắc quang hà bên ngoài đại điện rồi biến mất không thấy. Nếu sự tình đã giải quyết xong thì Hàn Mỗ sẽ không ở lại đây nữa, ta về trước tĩnh dưỡng đầu linh thú này các ngươi không cần lo lắng, xong việc nó sẽ trở lại bên ta. Hàn Lập bình tĩnh nói, lập tức hắn cũng không nghe phụ nhân cùng đám tế tự hỏa dương tộc nhân nói cái gì cảm kích nữa, trên người thanh quang chợt lóe rồi hóa thành một đạo thanh hồng phi độn mà đi. Sau mấy chấp động, thanh hồng đã bắn ra khỏi đại môn mà biến mất tung tích. Chỉ còn lại đám hỏa dương tộc xà nhân hai mặt nhìn nhau. Đại tế tự, nếu không phải ngươi ra mặt lưu vị hàn tiên sinh này lại thì chúng ta chỉ sợ thật sự đợi ích gặp tai ương diệt tộc sau một lúc lâu một gã xà nhân áo bào trắng thở dài một hơi rất có ý may mắn nói ai nói không phải lúc trước chúng ta đối việc đại tế tự đem liệt dương thần đan dễ dàng đưa cho ngoại nhân con có cảm thấy khó hiểu hiện tại xem ra đại tế tự đúng là nhìn xa trông rộng a một gã tế tự áo bào trắng khác cũng liên tục gật đầu nói phụ nhân nghe hai người khen ngợi xong thì lại nở nụ cười khổ hai vị cũng quá xem trọng ta ta lúc trước thực hiện cũng là cử chỉ bất đắc dĩ chính là trời phù hộ tộc ta, hàn tiên sinh thần thông to lớn còn trên cả dự đoán của thiếp thân. Châu Nhi, ngươi cảm thấy thần thông của hàn tiên sinh so với sư phó của ngươi như thế nào? Phụ nhân cuối cùng quay đầu hướng cô gái hỏi, thần sắc ngưng trọng dị thường. Châu Nhi sau khi nghe mẫu thân mình hỏi như thế thì chân mày cau lại, sau một lúc lâu mới trần chờ trả lời, sư phụ ta là tồn tại thượng tộc ngũ giai, nhưng cho dù sư phó tự thân tới nơi đây mà muốn giải quyết hai gã ô la vương tộc này cũng phải gặp khá nhiều khó khăn, không thể thoải mái diệt sát như thế. Nghe thiếu nữ hàm hồ trả lời, phụ nhân tự nhiên hiểu được ý tứ nên sau khi gật gật đầu thì vẫn chưa lộ ra thần sắc kỳ quái gì nhưng mấy tên tế tự áo trắng bên cạnh thì lại tỏ ra kỳ quái. Thậm chí có một người lầm bẩm nói, hàn tiên sinh chẳng lẽ là thượng tộc cao dai tồn tại, nếu là như thế mà nói thì ngân sa cư sĩ cực mạnh tại hải vực phụ cận cũng có thể không phải đối thủ. Cái này khó mà nói. Ngân xa cư sĩ đồng dạng cũng là thượng tộc tam giai tồn tại, cho dù tu vi không sai biệt lắm, lúc tranh đấu còn phải xem thần thông tu tập cũng như bảo vật uy năng lớn nhỏ nữa. Phụ nhân thở dài ra một hơi, chậm rãi nói, nghe xong lời này, mấy tên xà nhân áo bảo trắng kia cũng gật gật đầu, trong lòng đều như tự cân nhắc cái gì, nhất thời không người nào mở miệng. Hàn tiên sinh tính toán ở lại hỏa vân đảo bao lâu? Có tính toán thường xuyên ở lại đây hay khôn? Rốt cục có một người sau khi do dự một chút thì hỏi. Cái này thật sự khó nói. Bất quá phỏng chừng sẽ không lập tức rời đi nhưng cũng sẽ không ở lại lâu lắm. Lấy tu vi của hàn tiền bối căn bản khôn phải tiểu tộc chúng ta có thể giữ lại. Tựa hồ biết ý tứ của tên tế tự nọ, phụ nhân thần sắc vừa động nhưng lại lập tức lắc đầu nói. Nghe phụ nhân nói như thế, tên xà nhân áo bảo trắng trong mày mà không khí trong đại điện lại im lặng không một tiếng động. Tốt lắm, việc khác để sau hãng nói. Chiến đấu bên ngoài vẫn chưa kết thúc, Tuy hai gã ô vương tộc đã bị đánh chết nhưng vẫn có thể còn có cao dai ô nhân khác tồn tại. Linh thú của Hàn Tiên Sinh tuy lợi hại không chắc có khả năng đem tất cả nhất nhất diệt sát sạch sẽ. Chúng ta mau đi ra hỗ trợ một chút đi. Phụ nhân sau khi đảo qua ánh mắt thì bỗng nhiên phân phó nói. Bốn gã xà nhân áo bào trắng vừa nghe lời này thì trong lòng tỉnh ngộ đều không người xưng phải. Vì thế sáu người vội vàng khu động độn quang bay ra đại điện nhằm hướng có tiếng kêu lớn nhất mà bay nhanh đi không bao lâu sau hàn lập đã về tới chỗ ở rồi lập tức đi vào trong căn nhà gỗ đem cấm chế một lần nữa mở ra và khoanh chân ngồi ở trên giường ánh mắt hắn chấp động trên mặt hơi hiện ra một tia trầm ngâm hai gã ô la nhân có tu vi cao nhất này đã bị đánh chết lại có báo lân thú ra tay tương trợ cuộc chiến thổ thành tự nhiên đã định kể từ đó hắn tính toán ra coi như đã trả hết nợ tình cảm phụ nhân tặng đan phía dưới liền cần tiêu tốn nửa năm thời gian đem một ít tổn thương còn sót lại chữa trị hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu sau khi cân nhắc, khóe miệng Hàn Lập khẽ lộ ra một tia mỉm cười nhưng ngay sau đó lại nghĩ tới cái gì bỗng nhiên một tay vừa lật, hắc quang chợt lóe lên rồi một cái khăn hiện lên. Đúng là bảo vật hắn lấy được từ hai gã ô la vương tộc nhân. Hàn Lập bắt tay vào tìm hiểu, trên mặt lộ ra biểu tình cảm thấy rất hứng thú. Cái khăn này bề mặt hơi tối, hơi mỏng nhưng sờ lên lại cảm thấy mềm mại dị thường, bóng loáng mà ôn lạnh. Hơi thoáng động mặt ngoài có vô số hắc sắc ký hiệu hiện lên chấp động, vừa thấy đã biết không phải bảo vật bình thường. Hàn lập nhìn trong chốc lát sau đó vươn một ngón tay điểm lên bề mặt, chỗ đầu ngón tay thanh quang chợt lóe, đại lượng linh lực tinh thuần điên cuồng chú nhập vào. Tùy theo ngón tay run lên, hắc xa bay lên trời, sau khi xoay tròn thì hạ xuống hóa thành một vật bán trong suốt to cỡ một trường. Hàn lập hai mắt nhíu lại nhìn vào vật ấy, một tay bắt quyết miệng niệm thần chú đánh ra một đạo thanh quang vào cái khăn. Pháp quyết chợt lóe lên lướt qua nhập vào trong hắc xa, tiếp theo nhẹ nhàng bay lên rơi xuống đỉnh đầu hàn lập vừa lúc đem toàn bộ thân hình hắn che đậy lại một màn kinh người xuất hiện. Sau khi hắc xa chụp xuống, thân hình hàn lập nguyên bản rõ ràng dị thường trong nháy mắt đã trở nên mơ hồ dị thường. Tiếp theo hơi hơi chớp động vài cái rồi liền biến mất vô tung vô ảnh. Trong mắt hàn lập chợt lóe lên vẻ kỳ quái, nâng một tay lên nhìn nhìn rồi lại cúi đầu nhìn nhìn thân thể. Trong mắt lam mang đột nhiên chớp động hơn nữa càng ngày càng mạnh. Một lát sau trên mặt hắn lộ ra vẻ tươi cười. quả nhiên đúng vậy. Nếu hắn không đem linh mục thần thông vận chuyển cực hạn mà nói thì đều không thể trực tiếp khám phá ra kỳ hiệu ẩn hình của hắc xa này. Nghĩ đến lúc trước hai gã ô la nhân kia đã dùng bảo vật ẩn hình này lẻn vào trong đại điện. Trong lòng nghĩ như thế, một lũ thần niệm của Hàn Lập bỗng nhiên phóng ra ngoài muốn trực tiếp xuyên thủng qua hắc xa nhưng thần niệm vừa tiếp xúc với hắc xa thì lại giống như rơi vào mê võng, căn bản không thể đem xuyên thủng qua hắc xa. Xem ra hắn không thể nhìn thấu tu vi của hai gã ô la vương tộc kia cũng là vật này. Sau khi suy nghĩ, hắn đột nhiên đưa tay nắm lấy một góc hắc xa, trong lòng thúc giục pháp quyết run lên. Hắc xa chợt lóe lên quang mang kỳ lạ rồi dĩ nhiên nhập vào trường bào trên người ẩn nặc đi không thấy. Hàn lập lại một lần nữa dụng thần niệm hướng thân thể chính mình nhìn quét qua vài lần mà trên mặt lộ ra vẻ vừa lòng. Hắc xa này thật sự là nhất kiện bảo vật phụ trợ khó được. Tại phương diện ẩn hình thần kỳ dị thường, chỉ sợ không kém hóa thanh phù kia. Hóa thanh phù kia mặc dù có hiệu quả ẩn nặc kinh người nhưng cũng có không hề ít hạn chế chẳng những thời gian phát động quá mức chậm chạp mà còn khiến cho không ít công pháp thần thông của hắn bị hạn chế. Mà hắc sa mặc vào thân chính là nhất kiện pháp khí đắc lực, vận dụng phi thường phương tiện uy năng thì còn tùy vào pháp lực của người nắm giữ, pháp lực bất đồng thì biểu hiện cũng bất đồng kinh người. Lúc trước nếu không phải tu vi của hai gã ô la nhân rất thấp thì hắn cũng không thể dễ dàng nhìn thấu hành thích của hai người. Sau khi cởi hắc sa ra, Hàn Lập để trên tay thưởng thức trong chốc lát rồi đem vật ấy thu lại. Thời gian kế tiếp, Hàn Lập không có bỏ lỡ chuyện của hắn, lập tức ngồi xuống nhắm hai mắt, thành thành thật thật tu luyện. Chỉ thấy bên ngoài thân hắn kim quang chợt lóe, một vòng sáng màu vàng từ đỉnh đầu phát ra, kim sắc pháp tướng lại chợt lóe lên hiện ra khoanh chân mà ngồi. Thân hình Hàn Lập vẫn không nhúc nhích, mấy ngày công phu chợt trôi qua, trong thời gian đó phụ nhân mang theo một ít linh dược quý hiếm cùng một số cao giai linh thạch, tự mình đưa đến trước cửa nhà gỗ. Lúc này, Hàn Lập vẫn chưa mở cửa nghênh đón, chỉ bảo nàng đem đồ vật này đặt ở ngoài cửa, bộ dáng sẽ không dễ dàng gặp khách. Phụ nhân thấy vậy, tự nhiên không dám có gì bất mãn theo lời mà đem đồ vật này đặt xuống rồi liền thức thời lập tức cáo từ bay khỏi nơi đây. Hàn lập lúc này mới sai để hồn đem đám đồ vật này trực tiếp thu vào còn bản thân mình thì từ đầu đến cuối chưa từng rời khỏi cái giường gỗ, thậm chí ngay cả mí mắt cũng không mở một chút. Thời gian cứ như vậy một ngày lại một ngày trôi qua, một chút mấy tháng đã qua đi. Trên đảo, phụ nhân cùng đám cao tầng hỏa đua ân tộc không một người nào dám đến quấy rầy hàn lập nhưng một ngày Hàn lập đang yên lặng vận chuyển công pháp đột nhiên mí mắt vừa động mở mắt mắt ra há mồm phun ra một đoàn ngân sắc hỏa cầu sau khi chấp động một cái thì hóa thành một con ngân sắc hỏa điều to cỡ nắm tay đúng là vệ linh hỏa điều Hàn lập nhìn thấy hỏa điều trong mắt hiện lên một tia kỳ quái hỏa điều này thoạt nhìn tựa hồ vẫn giống như trước đây nhưng sau khi dùng thần niệm đảo qua thì tự nhiên lại phát hiện ra trong cơ thể hỏa điều tựa hồ có thêm một cái gì vậy trong mắt hắn lam mang chợt lóe lên một lúc sau rốt cuộc thấy rõ ràng chỗ dị thường trong đó tại trong ngân sắc hỏa diễm rõ ràng có thêm một kim ti nhàn nhạt như không thấy mấy thứ này đúng là cái gọi là linh tuyền tà quang đã bị phệ linh thiên hỏa hoàn toàn đem luyện hóa xong mới xuất hiện hai cái này hẳn là có mối liên hệ hàn lập hơi lo nghĩ một tay bấm quyết nhị ẹm thần chú hướng ngân sắc hỏa điều trên không trung nhẹ nhàng điểm một chỉ nhất thời hỏa điều này giang hai cánh ra mà bay múa trên đỉnh đầu hàn lập nhưng sau khi bay hai vòng thì hỏa điều liền há mồm phun ra một cây kim ngân tế ti. Sau khi chợt lóe, kim ngân tế ti này liền đánh tới vách tường nơi có đặt cấm chế bên trên. Chỉ thấy cấm chế màu trắng mở chợt nhoáng lên một cái, kim ngân tế ti giống như bay qua không khí xuyên thủng vách tường mà qua. Chương 1547, Không Vân Tinh. Sau khi chợt lóe lên, tế ti co rút lại mà quay về, bộ dáng một chút trở ngại đều không có. Nhìn thấy cảnh này, trên mặt Hàn Lập lộ ra vẻ trầm ngâm lập tức lại thúc giục pháp quyết. Kim ngân tế ti lại từ trong miệng hỏa điều phun ra, mục tiêu đổi thành một cái ghế dựa bằng gỗ trong phòng. Một cảnh làm cho hàn lập dùng mình xuất hiện, tế ti sau khi xuyên qua cái ghế thì cái ghế nguyên bản đang phát ra mùi hương trong nháy mắt đã biến từ màu xanh thành đen thui, tiếp theo biến thành một cỗ khói nhẹ biến mất khôn thấy. Kim ngân tế ti này kỳ độc vô cùng, hàn lập thở ra một hơi, một tay bấm pháp quyết niệm thần chú, ngân sắc hỏa điều sau khi xoay quanh một cái thì hướng trên người phóng đại, sau khi lóe lên thì đã tiến nhập vào trong thân thể không ta ha si bóng dáng. mà Hàn lập lúc này lại nhắm hai mắt lại, tựa hồ lại bắt đầu nhập định nhưng ngay sau đó hắn bỗng nhiên lại mở hai mắt, đồng thời nhíu mày. ngay lúc Hàn sắc dị biến thì đồng thời có một thanh âm đàm thoại từ bên ngoài từ từ truyền đến. Van bối thanh tiểu muốn bái kiến Hàn tiên sinh, mong rằng tiên sinh có thể mở cửa gặp mặt. đúng là thanh âm của một nữ tử xa lạ dị thường, nghe có chút trầm thấp nhưng lại dung mãn dị thường hơn nữa lại có một loại cảm giác làm cho người ta không thể cự tuyệt. Thanh tiểu, Hàn Lập có chút nghi hoặc, có thể khẳng định, trực tiếp xuyên qua cấm chế, đem hết cảnh tượng bên ngoài thu vào trong mắt. Chỉ thấy bên ngoài, không biết khi nào đã xuất hiện một nữ tử còn trẻ, trên thân mặc bộ quần áo màu xanh, tuổi độ chừng 25-26, dung mạo cực đẹp, cũng có chứa một loại khí phái dung dung đẹp đẽ cao quý nói không nên lời thần niệm của hàn lập sau khi đảo qua người này thì ngoài ý muốn phát hiện ra nàng này nhìn như tuổi không lớn mà tu vi dĩ nhiên đã đến trình độ hóa thần trung kỳ tu vi xem như không kém hắn khẽ ngẫm nghĩ một chút rồi liền chậm rãi mở miệng đạo hữu là người phương nào hình như không phải là người của hỏa dương tộc trên hỏa vân đảo sao lại biết hàn mỗ ở trong này vãn bối sư phó của hỏa dương tộc châu nhi nguyên bản nghe nói hỏa dương tộc gặp đại địch cho nên tới tương trợ nhưng không nghĩ tới tiên sinh đã ra tay cứu dòng tộc của tiểu đồ khỏi đại kiếp nạn vãn bối nghe tiểu đồ nói tiên sinh thần thông quảng đại có thể là tiền bối thượng tộc thượng tam giai cho nên mới đến bái kiến một lần mong rằng tiên sinh có thể chỉ giáo một phen nữ tử mỉm cười nói trong lời nói có vẻ thành khẩn dị thương ngươi là sư phó của tiểu nha đầu kia được rồi qua mấy ngày nữa ta nguyên bản cũng muốn xuất quan tìm đồng đạo phụ cận để hỏi thăm ít sự tình nếu đạo hữu đã đến đây thì ta thật cũng không thể gặp một lúc hàn lập nghe vậy có chút ngoài ý muốn nhưng lập tức khẽ nở nụ cười Thanh Tiểu nghe Hàn Lập nói lời này thì ngẩn ra, chưa kịp trả lời cái gì thì bạch quang đang bao phủ căn nhà đột nhiên tự động tán loạn tiếp theo cánh cửa gỗ đinh một tiếng mà liền tự mở ra. Nữ tử sau khi hơi cân nhắc thì liền thong dong tiến lên vài bước đi vào. Sau khi tiến vào, nàng liếc mắt một cái liền nhìn thấy Hàn Lập đang ngồi ngay ngắn trên giường gỗ, trong đôi mắt hiện lên một tia kỳ lạ. Hiển nhiên dung nhan tuổi trẻ của Hàn Lập làm cho vị thanh tiểu tiên tử này cảm thấy ngoài ý muốn nhưng sau khi dùng thần niệm đảo qua trên người Hàn Lập thì trên mặt lập tức hiện ra kính sắc, hướng Hàn Lập xa xa thi lễ nói tiền bối quả nhiên là thượng tộc thượng tam giai tồn tại, xem ra bản bối lúc này đây tới đúng chỗ rồi. Đạo hữu pháp lực cũng không kém, trước tiên hãy ngồi xuống nói chuyện đi. Hàn Lập trong mắt lam mang chấp động đánh giá nàng vài lần sau đó thu hồi ánh mắt lại thản nhiên nói thanh tiểu trong miệng cảm ơn một tiếng rồi tìm một cái ghế cạnh giường gỗ ngồi xuống công pháp thanh đạo hữu tu luyện chính là phong thuộc tính công pháp a hàn lập bỗng nhiên hỏi một câu như thế lời kia vừa thốt ra làm cho nữ tử sắc mặt khẽ biến có chút giật mình nói tiền bối như thế nào lại biết chẳng lẽ tiền bối trước kia đã gặp qua vãn bối thanh tiểu nhịn không được hỏi cái này thì không phải bát quá ta thấy thân pháp đạo hữu linh động dị thường hơn nữa trên người ẩn ẩn lộ ra khí thức của bảo vật với nhiều phong thuộc tính nên ta mới hỏi như thế. Hàn lập nhẹ nhàng bâng quơ trả lời. Hàn lập trả lời thoải mái như thế nhưng trong lòng nữ tử đã có chút hoảng sợ. Phải biết rằng liếc mắt một cái nhìn ra tu vi của một người cũng không phải là việc khó nhưng nếu ngay cả bảo vật thuộc tính giấu giếm trong cơ thể mà cũng có thể liếc mắt một cái nhìn ra thì việc này cũng không phải cao dai tồn tại bình thường nào cũng có thể làm được. Lúc này tâm niệm của nàng nhanh quay ngược trở lại, thần sắc trên mặt càng thêm cung kính vài phần đồng thời cẩn thận hỏi tiền bối tuệ nhãn như đuốc. Vãn bối thật sự là chủ tu phong thuộc tính công pháp. Ta nghe Châu Nhi nói, tiền bối là một kiếm tu, hơn nữa còn không phải là người thuộc quần đảo hỏa hô chúng ta. Không biết tiền bối xuất thân từ hải vực khác hay là đến từ lôi minh đại lục. Hàn Lập nghe được câu này thì lại nở nụ cười nói, tại hạ không xuất thân từ hải vực phụ cận mà cũng không phải đến từ lôi minh đại lục. Nghe Hàn Lập trả lời, nữ tử khẽ nhíu mày, nhưng lập tức nhớ tới cái gì không khỏi thất thanh nói, tiền bối vừa nói như vậy chẳng lẽ là không đến từ đại lục này. Thanh tiên tử thật sự là người thông minh, Hàn Lập mỉm cười trả lời, nghe Hàn Lập một câu thừa nhận trong lòng nữ tử quay cuồng một trận. Một hồi lâu sau vẻ khác lạ trên mặt mới dần dần tan đi nhưng lại thở ra một hơi. Tiền bối có thể theo mặt khác của đại hỏa lục đến đây thì thần thôn to lớn có thể tưởng tượng. Trách không được, hai gã ô la vương tộc kia dễ dàng bị tiền bối diệt sát như thế. Bất quá từ mặt khác đại lục đến lôi minh đại lục chúng ta tiền bối bình thường sẽ không đi qua hỏa hô quần đảo chúng ta. Trong vạn năm qua, tiền bối thật sự là tu luyện giả thứ nhất từ đại lục khác tới hải vực này của chúng ta. Hắc hắc, nói như vậy, hàn mỗ thật sự là cảm thấy vinh hạnh. Bất quá tại hạ hiện tại ở nơi này lại hoàn toàn là do một chiêu huệ ngoài ý muốn, cũng không phải chính mình muốn đến đây. Hàn lập khóe miệng run rẩy một chút, lộ ra một tia cười khổ, mặc kệ tiền bối làm sao đến nơi này nhưng chắc chắn rằng công pháp thần thông của tiền bối khẳng định là không giống người thường mà vãn bối gần đây tu luyện lại gặp một ít vấn đề không biết có thể thỉnh giáo tiền bối một chút được không thanh tiểu thản nhiên cười nói thỉnh giáo thì không dám nhận hàn mẫu đối với công pháp huyền ảo của lôi minh đại lục đồng dạng cũng có chút hứng thú hai người ta có thể trao đổi một chút hàn lập cơ hồ không cần cân nhắc cái gì liền bình tĩnh gật gật đầu thanh tiểu nghe vậy thì mừng rỡ lúc này trong miệng liên thanh cảm ơn Nàng tự nhiên rất rõ ràng, cho dù Hàn Lập nói khách khí dị thường nhưng do tu vi hai người cách xa nhau nên khi trao đổi kinh nghiệm tu luyện công pháp thì kẻ có tu vi thấp lại chiếm tiện nghi lớn. Vì thế thời gian tiếp theo nàng bắt đầu hướng tới Hàn Lập thỉnh giáo một số vấn đề tu lưu hệt. Tuy nàng cùng Hàn Lập tu luyện công pháp rất là khác nhau nhưng tại bình cảnh tu luyện cùng một ít chỗ khó trong lĩnh ngộ công pháp thì khẳng định là hơn phân nửa có chỗ tương thông. Hàn Lập thật sự cũng không có che giấu gì, sau khi nghe xong thì cẩn thận cân nhắc rồi thật sự chỉ điểm một ít. Tuy Hàn Lập nói không nhiều lắm nhưng lấy thân phận luyện lư kỳ tu sĩ của hắn thì tự nhiên là làm cho không ít nghi nan của nữ tử đều được khai thông. Điều này làm cho Thanh tiểu vui mừng quá đỗi, ngưng thần lắng nghe, trong đôi mắt đẹp không ngừng xuất hiện tia sáng kỳ dị. Đương nhiên cũng bởi vậy, nữ tử khôn thể tránh khỏi đem một ít chỗ huyền ảo trong công pháp của mình tiết lộ vài phần. Có chút huyền diệu này cũng được Hàn Lập hấp thu quán thông nên không phải là không có thu hoạch. Hai người lần này nói chuyện với nhau cũng mất ước chừng nửa ngày. Sau khi Hàn Lập đem vấn đề cuối cùng của nữ tử giải đáp xong thì Thanh Tiểu nhắm đôi mắt đẹp lại, lặng lặng lĩnh ngộ một hồi lâu sau thì bỗng nhiên mở hai mắt ra nhìn Hàn Lập thi đại lễ vài cái, trong miệng cảm kích nói, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Mấy thứ này ước chừng có thể miễn cho vãn bối hơn 10 năm khổ tu. Không có gì, cái này cũng là cơ duyên của đạo hiếu, Hàn Mỗ đồng dạng có một số việc muốn hỏi đạo hiếu, coi như là tại hạ trao đổi đi. Hàn Lập thần sắc bình tĩnh nói, tiền bối có vấn đề gì cứ việc nói ra, Vãn bối mà biết nhất định sẽ không dám giấu giếm. Nữ tử không chút do dự trả lời. Kỳ thật cũng khôn có gì, tại hạ chính là muốn hỏi thanh tiên tử, các người ở nơi đây có truyền tống trận cự ly xa có thể trực tiếp đi tới mặt khác của đại hỏa lục hay không? Lời này vừa ra khỏi miệng, thần sắc hàn lập có chút ngưng trọng thêm vài phần. Truyền tống trận, tiền bối muốn trở lại đại lục của mình. Thanh tiểu tự nhiên đoán được dụng ý của hàn lập. Đúng vậy, thương thế của ta đã tính dưỡng không sai biệt lắm. Mà theo kinh nghiệm của tại hạ thì bình thường phàm là nơi có đại lượng tu luyện giả ở thì đều có truyền tống trận cư ly xa tồn tại mới đúng. Hàn lập gật gật đầu nói, tiền bối, lời này tuy rằng có đạo lý, nhưng theo thiếp thân biết thì thực tế lại có thể khiến tiền bối thất vọng. Nữ tử nghe Hàn lập nói xong thì trên mặt không khỏi lộ ra vẻ cười khổ. Cái gì, các người nơi này không có truyền tống trận? Hàn lập trong lòng trầm xuống, trầm giọng hỏi. Tiền bối nếu đến sớm mấy ngàn năm thì hỏa hô quần đảo chúng ta có một tòa truyền tống trận, có thể nối thẳng tới lôi minh đại lục. Nhưng mấy ngàn năm trước, truyền tống trận này đã bị một con cự thú đột nhiên theo một hải vực khác đến phá hủy, hơn nửa ngay cả mấy tên cao giai tu luyện giả trông coi truyền tống trận này đều bị con thú này nuốt tươi luôn. Trừ phi hàn tiền bối tự tin có thể một hơi bay từ nơi này trực tiếp trở về lôi minh đại lục còn bây giờ có thể nói phiến hải vực này kỳ thật hiện tại đã là một chỗ tuyệt địa. Ta nghĩ đây cũng là lý do cơ bản khiến cho đám ô la nhân không kiêng nể gì mà hiện thân đột nhiên công kích hoa thị bộ tộc thanh tiểu thở dài nói chẳng lẽ tòa truyền tống trận không thể chữa trị sao hàn lập giật mình hồi lâu sắc mặt khó coi hỏi một câu nếu có đầy đủ tài liệu mà nói thì việc chữa trị đương nhiên không thành vấn đề nữ tử khôn lưỡng lự trả lời nghe ý tứ của thanh tiên tử nói thì tài liệu không thể chuẩn bị đủ hàn lập nhướng mày hỏi hắn tự hỏi trên người mình có nhiều tài liệu hy hữu nên tự nhiên là trong lòng có hy vọng các tài liệu khác đều có duy chỉ có tài liệu không vân tinh sử dụng làm trung tâm pháp trận của truyền tống trận thì lại là vật quý hiếm dị thường duy chỉ có mấy khoáng mạch ở lôi minh đại lục chúng ta mới có sản xuất ra còn nơi này căn bản không thể tìm được nữ tử cẩn thận giải thích nói không vân tinh hàn lập vừa nghe tên vật ấy thì nhíu mày hắn thật đúng là lần đầu tiên nghe được loại tài liệu này cái này cũng không có gì kỳ quái truyền tống pháp trận huyền ảo như thế chỉ sợ là biện pháp bố trí ở các đại lục đều khác nhau rất lớn cho nên tài liệu sử dụng tự nhiên cũng khác biệt rất lớn thấy sắc mặt Hàn Lập dần dần âm trầm lại, Thanh Tiểu đột nhiên nói ra một câu làm cho Hàn Lập lâm vào ngẩn ngơ rồi lập tức vui vẻ. chương 1548, Lam Hồ Đảo. Cái gì, khối không vân tinh kia bị đầu hải thú nuốt vào trong cơ thể, hơn nữa hải thú con đang ở gần đáy biển dạo chơi. Hàn Lập thật sự có chút khó có thể tin. Đúng vậy, năm đó con hải thú kia mượn hải chiều gây sóng gió mới có thể vào tới chỗ truyền tống trận mà cũng một ngụm đem hơn phân nửa truyền tống trận đều nuốt vào không vân tinh liền rơi vào trong đó. Nguyên bản con thú này lúc ấy đã muốn ly khai hải vực này nhưng hơn trăm năm trước, không biết do nguyên nhân gì lại có người phát hiện ra nó ở đáy biển sâu phía nam. Lúc ấy số người cùng nhau phát hiện ra có hơn 10 thượng tộc nhưng trốn thoát được chỉ có hai, số còn lại đều đã ngã xuống. Sau hơn 10 năm liên tiếp, người ở hải vực chúng ta vì muốn mở ra truyền thống trận mới nên liên tiếp mấy lần tập kết nhân thủ muốn đánh chết con thú này nhưng con thú này thần thông thật lớn, hơn nữa lại rào hoạt dị thương khi thấy nhiều người thì liền trốn biệt dưới đáy biển sâu khôn hiện thân. Khi ít người thì lại lén khỏi sướng công kích khiến chúng ta ngược lại tổn hại không ít nhân thủ, thanh tiểu thở dài, có chút bất đắc dĩ nói. Con thú này có loại pháp lực thần thông gì mà khó giải quyết như vậy? Trong mắt hàn lập lộ ra thần sắc kỳ quái hỏi, dựa theo bình thường mà nói, một con hải thú cho dù tivi cảnh giới cao tới đâu nhưng nếu bị một đám tu luyện giả đuổi giết mà nói thì tuyệt không may mắn thoát khỏi chủng loại của con thú này thì chúng ta bây giờ vẫn không thể phân biệt ra, tựa hồ là một con hải thú biến dị. Từ xa nhìn lại giống như một đầu cự kình nhưng nó lại có thể đem hình thể tùy ý phóng to thu nhỏ, hơn nữa một khi thi triển một loại thủy thuật chạy trốn, do đã trải qua biến dị cường hóa nên có thể tại trong nháy mắt ra xa ngoài ngàn dặm. Cho dù chúng ta có đem con thú này bước đến tuyệt cảnh nhưng nó chỉ cần thi triển thuật này là có thể dễ dàng lao ra khỏi vòng vây, tóm lại là không thể chân chính vây chết nó. Hơn nữa hải thú này hung bạo dị thường, ngoại trừ hải vực đệ nhất nhân ngân xa cư sĩ ra thì những người còn lại căn bản không ai dám một mình đối mặt với con thú này. Nữ tử nhíu mày nói, tựa hồ cũng cực kỳ buồn bực. Nghe mấy câu nói này, hỉ sắc trên mặt hàn lập chờ tắt đồng thời cũng cảm thấy có chút khó giải quyết, nhưng hắn nghĩ lại một chút lại hoài nghi hỏi, nhiều như vậy năm, khối không vân tinh kia nằm trong cơ thể con hải thú này liệu có tổn hao gì không? Sẽ khôn sớm bị hấp thu hoặc là luyện hóa đi chứ? Việc này xin hàn tiền bối yên tâm không vân tinh có không gian thuộc tính trừ phi dùng đồng dạng không gian chi lực công kích nếu không căn bản không thể phá đi mà con hải thú kia tuy rằng thuộc tính tạp nham nhưng thân mình lại không thấu đáo không gian thần thôn điểm này chúng ta trải qua nhiều như vậy năm đuổi giết có thể hoàn toàn xác định nữ tử thập phần khẳng định nói hàn lập gật gật đầu cuối cùng đem một tia băn khoăn trong lòng xóa đi mà bắt đầu trầm ngâm không nói thanh đạo hiếu vị trí đại khái con hải thú kia thường lui tới chắc ngươi cũng biết chứ hàn lập hỏi một câu Hàn tiền bối muốn đi đánh chết con thú này. Nữ tử ánh mắt chợt lóe, ngưng trọng hỏi. Đúng vậy, trực tiếp bay trở về lôi minh đại lục tự nhiên là việc khôn có khả năng. Cho dù là một đường không ngừng hướng lôi minh đại lục mà đi thì cũng mất ít nhất phải hơn nửa năm. Đi qua hải vực trong thời gian dài như thế trừ phi thần thông của ta gia tăng gấp bội nếu không 89 phần 10 là sẽ ngã xuống trên đường. Nhưng nếu muốn trở lại phong nguyên đại lục thì trước tiên lại không thể không đi lôi minh đại lục một chuyến ở nơi nào mới có thể có siêu cấp truyền tống trận kéo dài qua đại lục. Các ngươi tam phiên năm lần mưu đồ con hải thú kia cũng là muốn chữa trị truyền tống trận mà thôi. Hàn lập sờ sờ cầm, thản nhiên nói, tiền bối nói cực kỳ có lý. Hải vực này tuy rằng còn có linh mạch nhưng các loại tài liệu và linh dược phụ trợ tu luyện đã cực kỳ thiếu thốn. Không ít người tu vi bị vây tại bình cảnh không thể tiến thêm. Trải qua mấy ngàn năm nữa là có thể thấy được còn tồn lại nơi đây ít ỏi thế nào nếu tiền bối thực sự có ý muốn diệt sát con thú này thì không bằng cùng chúng ta liên thủ. Nói tới đây, nữ tử hạ thấp thanh âm một chút rồi cười cười nói, tiếp theo còn thản nhiên nói thêm ta cũng không gạt tèn bối. Ta lúc này tới động phủ cũng chính là bởi vì bản hải vực đệ nhất nhân ngân xa cư sĩ muốn một lần tổ chức nhân thủ đi đánh chết con hải thú kia. Vãn bối đến bái kiến tiên sinh kỳ thật cũng có ý nhờ vả. Nếu các ngươi thật sự có thể chữa trị được truyền tống trận kia thì hàn mỗ tự nhiên là không ngại liên thủ một lần. Hàn lập cười không cần suy tư trả lời. Tiền bối yên tâm, về mặt các tài liệu cùng trận pháp sư thì chúng ta cũng không thiếu. Chỉ cần có không vân tinh là tuyệt đối có thể đem truyền tống trận chữa trị như lúc ban đầu. Thanh tiểu nghe vậy mừng rỡ, thật có thể như vậy là tốt nhất. Hàn lập gật gật đầu, lần này có tiền bối ra tay tương trợ mà nói là có thể thành công. Ngân xa cư sĩ đã ước định 4 tháng sau tụ tập tại phía nam lam hồ đảo để đi tìm hải thú kia. Tiên sinh nếu thực sự để ý đến việc này thì cầm ngân xa lệnh này. Thanh tiểu bàn tay vừa lật, lấy ra một khối ngân lệnh bài đưa tới. Hàn lập một tay đưa ra, lệnh bài lập tức lóe lên rồi bị nhiếp tới trong tay rồi cúi đầu đánh giá. Vật này toàn thân lóng lánh, giống như được tạo ra từ bạc tinh khiết, mặt ngoài có một chữ to xa. Trên mặt Hàn Lập không có gì khác thường đem lệnh bài thu lại. Thấy Hàn Lập đáp ứng thống khoái như thế, trong lòng Thanh Tiểu cũng cao hứng dị thường, sau khi cùng Hàn Lập hàn nguyên trong chốc lát thì rốt cục cung kính đứng dậy cáo từ sau khi nữ nhân này hóa thành một đạo bạch quang theo từ trong viện bay vụt lên trời thì cấm chế linh quang trên căn nhà gỗ lại chợt lóe sáng lên đồng thời cửa gỗ từ từ khép lại. Hơn hai tháng sau, một tiếng thét dài từ tiểu sơn truyền ra, thanh âm liên miên khôn dứt thẳng hướng lên chín tầng mây. Xà nhân hỏa dương tộc trên đảo cơ hồ ai cũng nghe được tiếng huyết gió này, vô luận địa vị cùng cấp bậc cao thấp thế nào đều kinh nghi nhìn lại. Phụ nhân đang ở trong đại điện cùng một ít cao dai xà nhân thương lượng nghị sự nghe được thanh âm này thì thần sắc vừa động, đi ra đại điện đứng ở quảng trường đồng dạng nhìn về hướng tiểu sơn. Ánh mắt nàng chấp động, thần sắc biến hóa không chừng, một lát sau, tiếng thét dài dừng lại. Lập tức một đạo thanh hồng từ dưới chân núi bắn nhanh ra, sau khi chấp động một cái bay lên chỗ cực cao thì tiếp theo xoay quanh một cái hướng về một phía hải đảo bay đi. Khôn có bao lâu sau, thanh hồng đã ra khỏi hỏa vân đảo hơn ngàn dặm bay trên mặt biển không chút không ngừng lại một đường theo hướng nam mà đi. Trong độn quang, sắc mặt hàn lập không chút thay đổi, Biến đổi khu động độn quang bay nhanh đi, một bên yên lặng cân nhắc chuyện tình của mình. Lúc này nếu có thể liên hợp với người ở hải vực này thuận lợi chém giết được hải thú là tốt nhất, như vậy có thể đến được Lôi Minh đại lục, sau đó tìm phương pháp phản hồi Phong Nguyên đại lục. Nếu không đắc thủ mà nói, hắn cũng chỉ có thể tạm dừng lại ở hải vực này, sau này tìm cơ hội khác hoặc là về sau sẽ tiếp tục đuổi giết hải thú kia. Dù sao lấy cái bình nhỏ cùng đại lượng linh dược tùy thân của hắn thì đủ có thể duy trì tu luyện một đoạn thời gian thật dài nhưng nói về nhân tộc sau khi ra đi thời gian dài như thế hàn lập còn thật không biết nhân tộc hiện tại tình hình ra sao có bùng nổ chiến tranh cùng liên quân dị tộc khác hay không thiên uyên thành có bình yên vô sự hay không thân là thành viên nhân tộc mặc dù hắn chỉ ở thiên uyên thành không lâu nhưng cũng quyết không nguyện nhìn nhân tộc xuất hiện ngập đầu tai ương bất quá hắn muốn trở lại nhân tộc cũng do một nguyên nhân trọng yếu khác là quan tâm đến việc nam cung uyển có thể phi thăng linh giới tuy rằng dựa theo phỏng đoán Nam Cung Uyển cũng sẽ dùng tiết điểm chi lực để phi thăng đến linh giới nhưng trong khoảng thời gian ngắn là không có thể, nhưng có một số việc cũng không ai có thể thập phần khẳng định. Vạn nhất vị kiều thê này của hắn có cái cơ duyên gì khác khiến cho trong khoảng thời gian ngắn cũng tiến dai lên hóa thần thì hiện tại đã hiện ra trong nhân tộc cũng không phải là không có khả năng. Mà lấy tu vi thần thông hiện nay của hắn đã muốn đủ để tự lập trong nhân tộc, có thể trực tiếp che chở Nam Cung Uyển. Tưởng tượng đến giọng nói và dáng điệu tướng mạo của ái thê, cho dù Hàn Lập tu luyện đến mức tâm trí kiên định như bàn thạch mà cũng không khỏi có chút thất thần. Nhưng một lát sau, hắn lại thu liếm tâm thần hết sức chăm chú chạy đi. Lúc này đây chạy đi lại thuận lợi hơn Hàn Lập dự đoán. Trừ bỏ trên đường chém giết hai con yêu cầm khôn biết tốt xấu ra thì dĩ nhiên một con hải thú cũng không đụng tới. Hơn một tháng sau, hắn dựa theo hải đồ rốt cục đã tới một hải vực xa lạ. Hiện giờ hắn vừa bay nhanh đi vừa dùng thần niệm điều tra mọi nơi mặt biển. Dựa theo hải đồ thì hắn hẳn là đã tới nơi gọi là Lam Hồ đảo kia rồi mới đúng nhưng xa xa nhìn lại, mặt biển phụ cận vẫn trống rỗng, nơi nào có tung tích đảo nhỏ xuất hiện đâu. Trong lòng Hàn Lập hơi có chút kỳ quái, sau khi bay về phía trước hơn trăm dặm thì đột nhiên thần sắc vừa động, liền điều chỉnh phương hướng và độn tốc thêm màu. Kết quả thời gian gần một bữa cơm sau, Hàn Lập dĩ nhiên tiến vào một mảnh hải vực kỳ quái. Thời tiết chợt thay đổi đột ngột, mặt biển tự nhiên nổi lên tuyết lớn, vô số bông tuyết trắng bị gió thổi hỗn loạn gào thét mà đến, làm cho người ta cảm thấy một cỗ khí thức băng hàn buốt đến xương. Mà quỷ dị chính là, mặt biển phía dưới lại không có dấu hiệu đóng băng chút nào mà lại ẩn hiện có một cỗ nhiệt khí cuồn cuộn trồi lên. Hai loại không khí nóng lạnh quỷ dị đan vào nhau quay cuồng, bạch sắc hải vụ dần dần nồng đậm lên. Hàn lập phi hành trong gió tuyết một khoảng cách sau đó hư không đánh ra một chảo, một khối nước biển trực tiếp bị cuốn lấy trong tay, dĩ nhiên nóng hầm hập, độ ẩm thập phần cao. Hàn lập nhíu mày, nhìn sương mù nồng đậm màu trắng phía xa nhưng độn quang vẫn không đình chỉ chút nào, chợt lóe lên chui vào sâu trong vụ hải. Hàn lập xâm nhập càng sâu thì gió tuyết trong không trung lại càng băng hàn, phía dưới nước biển tương phản, giống như nước sôi nóng bỏng dị thường. Thậm chí có những nơi trên mặt biển nước biển trực tiếp quay cuồng dựng đứng lên nhưng hàn lập đối với dị tượng này lại như không nhìn thấy, một đường đi về phía trước. Sau khi phi hành hơn 10 dặm thì bỗng nhiên trước mắt sáng ngời, sương mù biến mất mặt biển phía trước xuất hiện một tòa băng đảo trong suốt. Gió tuyết trên không trung đã ngừng lại nhưng nhiệt độ trong không khí so với lúc trước còn lạnh hơn ba phần. Mà nước biển cũng bắt đầu ngưng kết thành băng, hiện ra một tầng băng hơi mỏng, bộ dáng như nhiệt khí đã mất đi toàn bộ. Hàn lập không có nghĩ nhiều, nhất nhất thúc giục độn quang nhằm thẳng đến băng đảo bắn nhanh đi. Xa xa nhìn lại, đảo này diện tích cũng không nhỏ, thậm chí so với hỏa dương tộc hỏa vân đảo còn lớn hơn mấy lần. Chỗ đảo nhỏ này hẳn đúng là Lam Hồ đảo mới đúng. Lấy độn tốc của Hàn Lập tự nhiên là trước mắt đã đi tới băng đảo nhưng chưa chờ hắn bay vào trong đảo, bỗng nhiên từ chỗ sâu trong đảo đã truyền ra một tiếng gầm trầm thấp. Hàn Lập vừa nghe thấy tiếng gầm này thì sắc mặt bỗng nhiên đại biến, máu trong cơ thể giống như sôi trào cuồng động lên. Chương 1549, quái nga. Đây là, ánh mắt Hàn Lập chớp động, lộ ra sắc mặt kinh nghi nhưng lập tức hai tay bấm quyết niệm thần chú, trên người kim quang liên tiếp chớp động đem Phạm Thánh Chân Ma công vận hành lên. Một lát sau, hắn dựa vào công pháp huy năng đem dị trạng của máu huyết trong cơ thể mạnh mẽ chấn áp xuống nhưng không chờ cho cơ thể hắn hoàn toàn khôi phục bình thường da thịt phía sau lưng đột nhiên như bị thiêu đốt một trận cảm giác giống như bị lửa hong khô nóng rực hàn lập nhướng mày đưa một tay cởi trường bào trên người để lộ ra nửa người phía trên trần trụi tiếp theo giơ tay lên một đoàn kim quang từ trong tay bay ra nhoáng lên một cái lập tức hóa thành một cái tiểu kính bề mặt vàng rực rỡ cái kính này sau khi quay tròn một vòng thì hiện ra trên đỉnh đầu trên mặt kính có linh quang lóe lên rồi lập tức đem tất cả tình hình trên lưng Hàn Lập lộ ra rành mạch. Trên lưng Hàn Lập lúc này xuất hiện bốn cái hình xăm đồ án rõ ràng dị thường. Một con là Thái Phượng Diễm Lệ, một con là Thanh Sắc Đại Bàng, một là Ngũ Trảo Kim Long cùng với một con Ngũ Sắc Khổng Tước. Đây rõ ràng là bốn loại chân linh chi huyết mà Hàn Lập lúc trước đã dung nhập vào trong cơ thể, lúc này đang ngưng tụ hiện hình mà ra mà giờ phút này bốn cái đồ án đang sáng lập lòe các đồ án chân linh trên lưng hắn lấp lóe không thôi giống như sống lại nếu không có phạm thánh chân ma công trấn áp thì đám thực huyết ngưng tụ cùng nhau này rất có thể phá cơ thể bay ra hàn lập trong lòng hoảng sợ như thế nào thì có thể nghĩ hắn tự hỏi đã vận dụng bí thuật kinh chập thập nhị biến đem tứ loại chân linh chi huyết hoàn toàn luyện hóa sao lúc này lại xuất hiện tình hình quỷ dị như thế mà nguyên nhân tạo thành hết thảy điều này lại chính là một tiếng giống to xa xa kia mà thôi hàn lập tâm niệm chuyển động còn chưa nghĩ ra cái gì rõ ràng thì từ xa xa lại có một tiếng giống nữa chuyển đến chân linh đồ án trên lưng lại phóng ra một trận quang mang kỳ lạ rồi bắt đầu chạy vòng quanh không ngừng giống như muốn tìm chỗ thoát ra từ da thịt trên lưng mà rời khỏi cơ thể hàn lập hừ lạnh một tiếng một tay bấm quyết niệm thần chú trên thân thể kim quang đại phóng chân linh đồ án lập tức bất động phía ngoài da thịt hàn lập hít sâu một hơi bỗng nhiên một tay vung lên sau khi có tiếng vang phanh một tiếng thì cái kim sắc tiểu kính kia liền bạo liệt, hóa thành nhiều điểm kim quang biến mất. Mà trên mình hàn lập thanh quang chợt lóe rồi hóa thành một đoàn thanh hồng bắn nhanh mà đi, nhằm thẳng hướng phát ra tiếng giống to trong băng đảo mà đi. Tiếng giống này quỷ dị như thế lại có thể quấy nhiễu chân linh chi huyết trong cơ thể hắn đã luyện hóa mà hắn lại không thể hiểu được ngọn nguồn trong đó thì như thế nào có thể an tâm. Đương nhiên cái này cũng là do hàn lập tự cho mình hiện giờ thần thông tiến nhanh, ngoài tồn tại cấp hợp thể kỳ ra thì nguy hiểm bình thường căn bản không đáng để hắn để vào trong mắt. Nếu như là trước khi hắn tiến dai lên luyện hư kỳ thì nói không chừng trước khi hành độn còn phải do dự một lúc. Sau mấy cái chấp động, thanh hồng đã biến mất phía chân trời vô tung vô ảnh. Mà tiếng giống kia nhìn có vẻ như không xa lạ lắm nhưng hàn lập một hơi độn ra xa ba bốn mươi dặm mà vẫn không nhìn thấy nơi phát ra tiếng giống đó. Mà tòa băng đảo này cũng có chút quái dị, tựa hồ như bị một loại thiên nhiên từ lực bao phủ nên thần niệm chi lực bị làm cho suy yếu rất nhiều, với thần niệm của Hàn Lập mà cũng chỉ có thể dò xét được khoảng cách hơn 10 dặm. Bất quá, Hàn Lập đi thêm về phía trước một lát công phu thì thần sắc vừa động rồi bỗng nhiên dừng độn quang. Một lát sau, trên không trung phía trước linh quang chợt lóe, có 7 tám đạo màu sắc khác nhau độn quang hướng bên này bắn nhanh mà đến. Hàn Lập hai mắt nhíu lại, lập tức nhìn rõ những người trong độn quang. Kết quả hắn thầm giật mình, trong đồn quang này nam nữ đều có, tu vi mỗi người đều chỉ có nguyên anh kỳ nhưng kẻ nào kẻ nấy thần tình cực kỳ kinh hoàng liều mạng khu động độn quang bỏ chạy tựa hồ như phía sau đang có yêu ma truy giết bọn hắn. Hàn Lập hướng ra phía sau bọn họ đảo qua thì chỉ thấy mặt sau rỗng tuếch, nào có đồ vật gì. Hàn Lập nhướng mày vừa định chặn hỏi những người này thì bỗng nhiên có một tiếng gầm ầm vang từ xa xa cuồn cuộn truyền đến. Tiếp theo đó là một loạt tiếng gầm một tiếng núi tiếc một tiếng, liên miên không dứt. Nhất thời một màn hoảng sợ xuất hiện chỉ thấy theo tiếng gầm, vài tên nguyên anh kỳ linh quang bên ngoài thân loạn hoảng một trận, da thịt trở nên đỏ tươi rồi tiếp theo là vài tiếng kêu thảm thiết thê lương phát ra. Cơ hồ trong lúc nhất thời, thân thể của nguyên thần của những người này đều bạo liệt hóa thành từng đoàn huyết vụ tiêu thất vô tung vô ảnh giữa hư không. Hàn Lập trong lòng trầm xuống mà đúng lúc này, phía chân trời xa xa lại có linh quang chớp động, hai đạo độn quang đang bay nhanh tới. Hàn Lập ngưng thần vừa nhìn thì thấy nao nao, trong hai độn quang này có một cung trang nữ tử đúng là thanh tiểu mà một người khác còn lại là một vị thiếu phụ váy đen dung mạo không thua kém gì. Thần tình hai người mặc dù giống như những kẻ vừa bị nổ tung thân thể, mặt đầy kinh hoàng, nhưng bên ngoài thân các nàng linh quang chấp động không ngừng, không giống những người trước. Hiển nhiên là do hai nữ nhân này đều là hóa thần trung kỳ tồn tại, tu vi hơn xa đám người phía trước nhưng cho dù là như thế thì độn tốc của hai người cũng bị ảnh hưởng rất lớn, tốc độ so với bình thường thì chậm hơn phân nửa. Hàn lập nhíu mày vừa định lên đón nhưng ngay sau đó sắc mặt biến đổi, đồng tử chợt co rụt lại. Một cái bóng xám mơ hồ diện tích mấy trăm trượng đang hiện ra từ phía sau nhị nữ vài dặm truy đuổi đến. Một tiếng giống to rõ ràng là từ cái bóng xám này truyền ra. Mà với khoảng cách gần như thế, ngay cả Hàn Lập đem uy năng của Phạm Thánh chân ma công tăng lên tới hơn phân nửa mà vẫn có thể cảm nhận được bốn loại chân linh chi huyết trên lưng dục dịch. Ngay cả Hàn Lập thần thông bực này còn bị tiếng giống này ảnh hưởng như thế thì nhị nữ tu vi kém xa Hàn Lập, hơn nữa bóng xám lại gần hơn rất nhiều nên tự nhiên là càng bất hảo. Trong tiếng giống độn quang của hai người càng ngày càng chậm, giống như rơi vào một mảnh cấm chế vô hình, căn bản là không thể dẫy ra. Chỉ một lát công phu sau, bóng xám thật lớn kia đã kéo gần thêm khoảng cách với nhị nữ. Nhị nữ rơi vào đường cùng chỉ có thể quay trở lại phát động công kích. Một người trong tay bỗng nhiên xuất hiện một cây đại cung, một đoàn hoàng bạch quang mang chói mắt kỳ lạ chấp động rồi vô số quang sơn giống như mưa to bắn nhanh ra, phô thiên cái địa công kích tới. Còn thiếu phụ váy đen liền dương tay lên, mấy đạo bạch quang chợt lóe lên bắn ra sau đó phân hóa thành vài luồng điện dao trắng bắn về phía bóng xám. Hai nàng liên thủ công kích thật sự cũng có thanh thế không nhỏ, chỉ trong khoảnh khắc đã đi tới phụ cận bóng xám nhưng không chờ công kích tới gần, một đạo sóng dao động vô hình từ bóng xám bắn ra, vô luận là quang sơn hay là điện dao nhất nhất đều bị sóng dao động này cuốn đi. Sau khi bang bang hai tiếng thì tự động vỡ ra, căn bản là không thể chân chính tới gần bóng xám, mà bóng xám nhân cơ hội này sau khi chấp động mấy cái thì chỉ còn cách hai người bất quá gần một dặm. Nhị nữ trên mặt không còn một chút máu, mà xem tranh lệch tu vi của bọn họ với cái bóng xám này mà nói thì có muốn cũng không thể ngăn cản được tiếng giống của bóng xám, xem ra sẽ lập tức nổ tan xác mà chết. A, à, Hàn tiên sinh, tiền bối cứu mạng, thanh tiểu rốt cục trong lúc bối rối liếc mắt một cái nhìn thấy Hàn Lập ở phía trước cách đó không xa thì nhất thời mừng rỡ giống như bắt được cọng rơm, hướng Hàn Lập lớn tiếng cầu cứu. Nữ nhân kia thấy biểu tình của Thanh Tiểu như thế thì cũng ngẩn ra vội vàng quay đầu lại ly mắt nhìn Hàn Lập một cái. Hai mắt Hàn Lập lam mang chấp động chói mắt, hai mắt khôn chấp nhìn chầm chầm vào cái bóng xám ở xa xa, trên mặt hiện ra vẻ ngưng trọng dị thường. Dưới linh mục thần thông hắn đã đem hình dáng ẩn thân của bóng xám nhìn rõ ràng. Đây dĩ nhiên là một con quái vật phi Nga thật lớn. Con quái thú này có hai cánh, nếu mở ra hết có thể rộng tới trăm trượt, mà thân thể trước sau hai đoạn lại sinh ra hai cái đầu tròn dữ tợn cái trên thoạt nhìn có vẻ giống đầu sư tử, lông mau lún nhún, hai mắt xanh lét dị thường. Tiếng giống quái dị chính là từ trong cái mồm sư tử nọ phát ra mà ở phần thân dưới của phi Nga quả nhiên cũng có một cái đầu cự mãng màu xanh thấm, hai mắt nhắm nghiền nhưng có một cái lưới màu đen thì không ngừng thò ra thụt vào. Đây là quái vật gì? Như thế nào mà ta chưa bao giờ nghe nói qua? Thấy bộ dạng kinh dị của quái vật, ngay cả Hàn lập tự cho là kiến thức rộng rãi mà cũng phải hít một ngụm lương khí. Nhưng cũng may yêu lực trên người quái thú à ni thật sự không phải quá mức nghịch thiên, hình như là tồn tại cấp luyện hư hậu kỳ. Nhưng lúc này, sau khi thanh tiểu cất tiếng cầu cứu, ánh mắt hàn lập chợt lóe lên, đột nhiên hai tay áo run lên, nhất thời 72 khẩu thanh sắc tiểu kiếm bắn nhanh ra, sau đó chợt lóe lên hóa thành hơn 10 đạo thanh ti, phát ra thanh âm suy suy xé gió bắn nhanh ra. Việc này do nàng mời hắn tới, hơn nữa từng có một phen kết giao nên hắn tự nhiên sẽ khôn thật sự thấy chết mà không cứu lấy tốc độ phi kiếm của Hàn Lập, có thể nói là cực nhanh giống như điện quang đá hỏa thạch, tánh xé gió bên này vừa mới phát ra thì ngay sau đó chúng thanh ti đã trước người bóng xám phô thiên cái địa chém xuống. Quái Nga trong bóng xám hiển nhiên cũng không có dự đoán được côn kích của Hàn Lập lại nhanh như vậy nên chưa kịp thi pháp phòng hộ, cũng chỉ thấy mặt ngoài bóng xám thanh quang chợt lóe, rồi thanh ti liền dễ dàng xuyên thủng qua cái bóng xám, xuyên thủng qua thân thể cự Nga mà qua. Bóng xám đứng ở chỗ cũ, đồn thời tiếng giống quảng quạc cũng dừng lại. Mà thanh ti lại đang vây quanh thân hình khổng lồ của cự Nga, thanh mang chấp động liên tục. Quái Nga này một chút đã bị chém thất linh bát lạc, bị cắt thành vô số mảnh nhỏ. Nguyên thanh tiểu cùng tiểu phụ váy đen bản mệnh sắp khó giữ được thấy vậy thì vừa mừng vừa sợ, vội vàng thừa dịp thúc dục độn quang tạm thời thoát khỏi sự trói buộc của tiếng giống, đều liều mạng nhằm hướng hàn lập bên này bắn nhanh đến đồng thời thanh tiểu hé cái miệng nhỏ, từ xa xa phát ra thanh âm nhắc nhở nói. Đạo hữu cẩn thận, quái Nga này có bất tử chi thân, chỉ bằng vào bảo vật bình thường thì không thể chém chết nó. Bất tử chi thân, Hàn Lập hơi hơi sừng sốt mà lúc này, trong bóng xám xa xa dị biến đã nổi lên. Tàn thi của quái nga nguyên bản đã bị bầm thây vạn đoạn lúc này đồng thời tụ lại, một quần sáng mở chợt lóe lên rồi liền quỷ dị khôi phục như lúc ban đầu. Sắc mặt Hàn Lập trầm xuống, trong lòng thầm thúc dục kiếm quyết, hơn 10 đạo phi kiếm xoay quanh phụ cận lại hóa thành thanh ti hướng thân thể quái nga bắn tới. Quái vật giận dữ giống to một tiếng, Vỗ hai cánh nhất thời một tầng sóng dao động lúc trước lại xuất hiện đồng thời cũng hướng ra bốn phương tám hướng mà khuếch tán đi, một chút đã bắn nhanh tới đem tất cả thanh ti quấn vào trong đó. Tất cả thanh ti hơi dừng lại một chút sau đó lại hóa thành một thanh tiểu kiếm màu xanh dài độ một thốn. Tiếp theo có hai tiếng bang bang liên tiếp vang lên không dứt, chúng phi kiếm đều hóa thành đoàn đoàn thanh mang bạo liệt ra. Chương 1550, chiến đấu kịch liệt phần 1 cũng khôn biết sóng dao động vô hình là cái thần thông quỷ dị gì mà Thanh Trúc Phong Vân kiếm lại có bộ dáng hoàn toàn không thể ngăn cản được. Thanh tiểu cùng thiếu phụ mặc váy đen nhìn thấy cảnh này thì sắc mặt lại trắng bệch. Giờ phút này các nàng bất quá mới kéo giãn khoảng cách với quái nga một chút mà thôi, chỉ cần tiếng giống to lại vang lên thì khẳng định là không thể thoát chết. Hàn Lập nhìn thấy hơn 10 khẩu phi kiếm bạo liệt vỡ ra thì trên mặt vẫn không có gì kinh sợ, ngược lại sau khi hừ lạnh một tiếng thì đột nhiên một tay bấm quyết niệm thần chú, hướng ra phía xa xa ngưng thần một chút một màn kinh người xuất hiện, phi kiếm nguyên bản hóa thành vô số thanh quang bỗng nhiên nổi lên thanh âm vù vù, tiếp theo vây quanh cự Nga xoay tròn một trận rồi ánh thanh quang tụ tập phục hồi lại thành một đạo tiểu kiếm hàn khí lóng lánh như lúc ban đầu. Chúng phi kiếm sau khi quỷ dị chợt lóe lên thì vô số thanh ti lại đan vào nhau có vẻ như lần nữa đem quái Nga chém thành vô số mảnh nhỏ. Thần thôn này tự nhiên là phi kiếm kiếm linh hóa hư thần thông. Lần này, thanh tiểu nhị nữ nhìn thấy mà trợn mắt há hốc mồm nhưng các nàng lập tức tỉnh ngộ thúc dục độn quang nhanh hơn vài phần, sau mấy cái chấp động rốt cục đã chạy tới cạnh hàn lập rồi khôn ngoan dừng lại đa tạ tiền bối cứu giúp bất quá quái vật này quá lợi hại chúng ta hay là mau đào tẩu đi thanh tiểu thở phào một hơi hướng hàn lập vội vàng nói nhị vị đạo hữu tự tiện đi ta đối với quái vật này có chút hứng thú xem có thể giết đi hay không hàn lập thản nhiên trả lời tiền bối con thú này không biết từ chỗ nào chạy ra sự lợi hại không phải chỉ như vậy ngay cả ngân sa cư sĩ cũng đã chết thảm ở trong tay nó Chúng ta trước tiên rút lui khỏi nơi đây, sau đó hảo hảo nghĩ ra đối sách rồi lại đến đối phó với yêu nghiệt này cũng không muộn. Thiếu phụ mặc váy đen cũng có thiện ý khuyên bảo. Hiển nhiên tuy Hàn Lập vừa hiển lộ mò tay thần thông kinh người nhưng nhị nữ vẫn không cho rằng Hàn Lập thật sự có thể đánh bại quái nga này. Nhị vị yên tâm, Hàn Mỗ cho dù không địch lại nhưng tự bảo vệ mình tuyệt đối không cần lo. Hàn Lập mỉm cười vẫn lắc lắc đầu nói. Lúc này phía xa xa quầng sáng mở sau khi chấp động thì lại đem tàn thi của quái Nga một lần nữa dung hợp cùng nhau mà khôi phục như cũ. Nhưng do lần thứ hai bị chém giết nên làm cho quái vật này nổi trận lôi đình, cái đầu sư tử há to, một loạt tiếng giống còn to hơn lúc trước từ trong miệng tuôn ra đồng thời hai cánh biên cuồng vỗ lên. Nhất thời trên bầu trời phụ cận có tiếng ầm ầm như tiếng sấm nổ, đồng thời một vòng sóng dao động từ thân thể quái Nga nhộn nhạo mà ra sau đó điên cuồng hướng ra bốn phương tám hướng liên tiếp lan ra chúng phi kiếm đang dao động lại tắc tắc bạo liệt vỡ ra một lần nữa bị nghiền nát thành từng mảnh nhỏ thấy vậy nhưng quái nga vẫn không ngừng vỗ hai cánh xem ra vẫn không có ý dừng tay tuy rằng bởi nó bị phi kiếm chế trụ nên vẫn chưa tới gần được hàn lập nhưng khi tiếng giống chuyển đến thanh tiểu cùng thiếu phụ mặc phái đen hai người mới khôi phục lại sắc mặt bình thường lúc này lại đỏ lên dị thường tựa hồ toàn thân máu huyết sẽ lập tức phá cơ thể bắn ra hàn lập nhíu mày Uy năng của Phạm Thánh Chân Ma Công trong cơ thể sau khi tăng thêm hơn 2 phần thì dường như không có việc gì nhưng ánh mắt đảo qua thấy nhị nữ bộ dáng nguy hiểm như thế thì một cánh tay như tia chớp hướng về phía hai người hư không đánh ra. Chỉ thấy trên bàn tay kim quang chợt lóe, hai đạo cột sáng màu vàng chợt lóe lướt qua nhập vào trong thân thể nhị nữ. Thanh tiểu nhị nữ cảm thấy hiện tượng máu huyết sôi trào trong cơ thể lập tức thong thả chậm hơn phân nửa, huyết sắc trên mặt cũng biến mất hơn phần nửa. Nhị nữ thả lòng tâm tư một chút biết là do Hàn Lập ra tay tương trợ nên trong miệng liên thanh cảm ơn. Con thú này có tiếng giống rất cổ quái, phạm vị uy năng cũng cực lớn. Nhị vị đạo hữu đi trước một bước đi, Hàn Lập khoát tay nói. Hắn từ xa xa nhìn thấy trong phạm vị quanh quái Nga hơn ngàn trượng có thể thấy được một vùng không gian đang vặn vẹo. Địa phương lớn như thế mà dĩ nhiên trong chốc lát đã mơ hồ đi, trong chốc lát chỉ còn như là ảo ảnh cực kỳ quỷ dị không biết cái hiện tượng này là do tén giống của quái vật phát ra hay là do dao động vô hình từ hai cánh phát ra. Nhị nữ nguyên bản đã bị tiếng giống của quái Nga làm cho sợ hãi, hiện giờ từ xa xa nhìn thấy cảnh như vậy làm cho sợ hãi dị thường, sao còn dám do dự cái gì nữa. Sau khi khuyên thêm hai câu nhưng mắt thấy Hàn Lập vẫn khôn có ý rời đi thì chỉ có thể hướng Hàn Lập chỉnh đốn trang phục thi lẽ sau đó hóa thành lưỡng đạo kinh hồng phá không bay đi. Lúc này đây, các nàng một hơi bay ra hơn trăm dặm, mãi cho đến khi ra khỏi băng đảo, tiếng giống lọt vào tai như có như không mới dừng lại. Nhị nữ dừng độn quang lại, hiện thân huyền phù ở giữa không trung mà trong lòng vẫn còn sợ hãi nhìn lại phương hướng cũ. Thanh tỷ tỷ, người nó chính là Hàn Tiên Sinh ngươi nói lần trước a. À. Thiếu phụ mặc váy đen sau khi thần sắc khá chấn định thì nhịn không được hỏi. Không phải tiền bối thì là người phương nào nữa, Hàn Tiên Sinh là tồn tại cùng cấp bậc với ngân sa cư sĩ. Bất quá thần thông có vẻ còn mạnh hơn nhiều, Thanh Tiểu gật gật đầu nói cho dù thần thông có to lớn hơn thì cũng khôn có khả năng là đối thủ của con quái vật kia dù sao ngay cả ngân xa cư sĩ cùng với đầu linh thú ngân quang xa liên thủ mà cũng bất quá chỉ chống đỡ được mấy hiệp đã liền ngã xuống chết cái đầu rắn của quái vật này ở phía dưới so với đầu sư tử ở phía trên xem ra còn đáng sợ hơn vài phần hàn tiền bối ở lại thật sự là không khôn ngoan thiếu phụ mặc váy đen thở dài một hơi nói cái này khó mà nói xem ra tiếng giống này đối với hàn tiên sinh dường như không có tác dụng gì khẳng định là có đại thần thông nào đó hộ thân, hơn nữa có bộ dáng tự tin như vậy thì cho dù thật sự không địch lại quái nga thì việc thoát thân hẳn là không đáng ngại. Chúng ta tạm thời ở chỗ này chờ chốc lát đi, nhìn xem kết quả rồi nói sau. Vạn nhất không ổn thì chúng ta chỉ còn cách triệu tập tất cả thượng tộc đến bố trí vài loại pháp trận đại uy lực đối phó với quái vật này. Thanh tiểu đối với Hàn Lập hơi có chút tin tưởng hơn nữa suy nghĩ cũng cực kỳ sâu xa. Đối phó với yêu nghiệt này cũng chỉ có thể dựa vào pháp trận chi lực nếu không tụ tập đủ nhân thủ thì dưới một tén giống e là tất cả cũng chỉ có thể bỏ mạng nhưng quái vật này lại xuất hiện quá sớm. Nếu chỉ chậm chừng một tháng nữa mà nói thì số các đồng đạo không kịp đề phòng sẽ không biết có bao nhiêu người sẽ ngã xuống. Thiếu phụ cười khổ một tiếng, có chút khổ sở nói. Điều này cũng đúng, nhưng quái vật này không giống hải thú, không biết từ chỗ nào đến. Thanh tiểu nhìn về hướng quái Nga phía chân trời, trong mắt hiện lên một tia kinh nghi thì thảo nói một câu. Thiếu phụ mặc váy đen đồng dạng trên mặt hiện lên mọt tia nghi hoặc nhưng tự nhiên là không thể giải đáp được gì. Sau khi nhị nữ bay khỏi, mắt thấy phi kiếm đều bị một vòng vô hình chi lực kia nghiền nát đến mức không thể nát được hơn. Hàn lập khóe miệng nhếch lên nhưng trong đó lại có một tia cười lạnh. Ngay cả quái thú trước mắt là tồn tại luyện hư hậu kỳ, thần thông tựa hồ cũng không tầm thường nhưng với pháp thể song tu, phạm thánh chân ma công đã tu luyện đến đệ nhị bộ phận. Hơn nữa trên người lại có nhiều loại nghịch thiên thần thông, hàn lập như thế nào lại sợ hãi quái vậy này lúc này chỉ thấy hắn hai tay bấm quyết niệm thần chú trên người kim quang đại phóng trên đỉnh đầu hiện ra một cái vòng sáng màu vàng trong vầng sáng có một cái pháp tướng ba đầu sáu tay dần dần hiện ra hai mắt trợn lên sáu tay đều tự bấm quyết niệm thần chú trong miệng quát khẽ một tiếng kim sắc pháp tướng sáu tay đồng thời nhắm phía cự nga xa xa vung lên phốc phốc vài tiếng trầm đục truyền ra sáu cột sáng to thô màu vàng từ trong lòng bàn tay cuồng phun mà ra chợt lóe lên lướt về phía bóng xám mơ hồ xa xa Mắt Thầy sẽ đánh lên trên người cự nga. Nhưng một màn quỷ dị xuất hiện, bên ngoài thân hình cự nga bỗng nhiên trở nên mơ hồ, phương hướng của sáu đạo kim quang bỗng nhiên biến đổi quỷ dị lướt qua bên cạnh thân hình cự nga mà đi, quỷ dị đánh tới chỗ hư không tán loạn rồi biến mất. Nhìn thấy cảnh này Hàn Lập không khỏi ngẩn ra, nhưng lập tức bàn tay đen thui bên trong tay áo lại nhằm cự nga hướng xa xa nhẹ nhàng vỗ một cái. Nhất thời một phiến quang hà màu xám từ năm ngón tay phun ra sau đó hội tụ cùng nhau hóa thành quầng sáng màu xám nhằm thẳng phía đối diện biên cuồng cuốn tới. Nguyên tử thần quang chậm rãi mà đi, tại trên đường đi không ngừng khuếch tán cuồng trướng che kín non nửa không chung. Thanh thế to lớn như thế làm cho quái Nga thân ở trong bóng xám mơ hồ dương hai con mắt màu bích lục lấp lẽ không thôi. Phương hướng dao động vô hình từ hai cánh cũng biến đổi, tất cả đều hướng phía trên hùng hổ minh đón. Hai phương vừa tiếp xúc một trận nổ như tiếng sấm truyền ra, sóng dao động cùng quầng sáng mở đan vào nhau lấp lẽ, cả không gian chợt hốt sáng hốt tối cực kỳ quỷ dị hiện ra xu thế hai bên rằng co sắc mặt hàn lập trầm xuống năm ngón tay màu đen bỗng nhiên hơi dừng lại một chút nhất thời trên không trung phía trên quầng sáng mở có một bóng đen hiện ra tiếp theo là một tòa tiểu sơn màu đen quỷ dị xuất hiện trong nháy mắt cuồng trướng sau mây cái chớp đã liền biến thành ngàn trượng cự sơn đúng là nguyên từ thần sơn quái nga thấy vậy thì đầu tiên là ngẩn ra nhưng sau đó trong miệng lập tức giống to một tiếng sóng dao động vô hình đột nhiên lại huyễn hóa ra một cái cột sáng trong suốt bằng mắt thường có thể thấy được nhằm thẳng đến cự sơn vào tới. Lấy việc lúc trước sóng dao động vô hình có thể phá vỡ phi kiếm hàn lập mà nói thì có thể thấy được uy năng của nó to lớn thế nào. Lúc này lại hội tụ một chỗ nên mức độ tàn phá đối với pháp khí bảo vật lớn như thế nào có thể nghĩ. Nếu là trước khi nguyên từ thần sơn dung nhập cái thạch đôn quái gì kia thì nó có thể không ngăn cản được đạo cột sáng trong suốt này nhưng sau khi dung nhập thạch đôn thì trình độ cứng cỏi sớm đã đến một cảnh giới bất khả tư nghị chỉ thấy dưới chân núi chợt có quang mang kỳ lạ màu xám trắng chợt lóe lên, cột sáng sau khi đánh vào đấy thì chỉ phát ra thanh âm muộn hưởng và một đoàn bạch mang chói mắt phát ra. Mà bạch mang này sau khi tắt đi thì cột sáng cũng tán loạn mà tan biến đi còn chân ngọn núi thì ngay cả một tia nứt cũng khôn có xuất hiện, bộ dáng không chút tổn hao gì. Quái Nga kinh hãi, không thể tin tưởng vào điều này. Mà Hàn Lập ở xa xa mặt không chút thay đổi, hai tay bấm quyết niệm thần chú khiến cho ngọn núi nhất thời lấy thế thái sơn áp đỉnh từ từ hạ xuống. Ngay cả vòng sóng dao động từ hai cánh của quái Nga không ngừng phát ra nhưng dưới uy năng cường đại của ngọn núi đều nhất nhất tán loạn tan biến đi, căn bản là không thể ngăn cản sức nặng của nguyên từ thần Sơn. Mắt thây ngọn núi đè xuống cự Nga, tựa hồ ngay sau đó liền đem nó đè thành thịt vụn thì đột nhiên cái đầu sư tử của nó hơi ngừng lại rồi lại biến ảo thành cái đầu cự mãng hai mắt nhắm nghiền. Cái đầu rắn xanh thấm này hai mắt trợn tròn lộ ra hai con người ánh vàng rực rỡ quỷ dị, ánh mắt chấp động lạnh như băng dị thường, đồng thời ngẩng đầu nhìn thẳng lên ngọn núi trên đỉnh đầu một tiếng gầm âm trầm tê minh từ miệng mãng xà phát ra rồi đột nhiên hai cánh vỗ mạnh từng đoàn quang phấn màu xanh tràn ra đem thân hình của nó bao phủ lấy rốt cuộc làm cho không thấy rõ thân ảnh mảy may quái vật tựa hồ muốn thi triển đại thần thông nào đó hàn lập từ xa thấy vậy thì trên mặt lệ sắc chợt lóe lên đột nhiên thúc giục pháp quyết trong tay ngọn núi phát ra một tiếng nổ vang rồi đột nhiên áp chế xuống đánh ngọn núi áp vào trong quang phấn màu xám chương 1550, chiến đấu kịch liệt phần 2. phanh một tiếng nổ kinh thiên động địa truyền đến. Ngọn núi màu đen vừa tiến vào trong quang phấn dây lát thì đột nhiên chấn động dừng lại ở giữa không trung, giống như bị cái gì ngạnh kháng chặn lại. Lúc này đây, Hàn Lập thực sự lộ ra vẻ giật mình. Nguyên từ thần sơn nặng bao nhiêu tự nhiên là không ai có thể hiểu hơn hắn. Ít nhất là trước khi tiến dai lên luyện hư hắn không thể nhấc nổi núi này mà sau khi tiến dai lên luyện hư thì dựa vào hiệu quả cường hóa thân thể của Phạm Thánh chân Ma Công cũng mới có thể miễn cưỡng thừa nhận sức nặng của nó mà trước mắt một con quái nga này như thế nào có thể làm được việc này. Trong lòng kinh hãi, Hàn Lập không dám nghĩ ngợi nhiều, hai tay bắt quyết, trên đỉnh đầu kim sắc pháp tướng vung sáu cánh tay múa may một trận, vầng sáng màu vàng quay tròn vừa chuyển rồi đột nhiên bay ra một đoàn quang diễm màu vàng nhưng sau khi bắn ra xa hơn 10 trượng thì lập tức hóa thành một cơn cuồng phong màu vàng nhạt nhắm phía đối diện cuốn tới. Chưa đến gần hôi sắc quang phấn mà đã có tiếng xé gió nổi lên, từ trong cơn lốc có năm đạo phong nhận bắn ra sau khi chợt lóe lên thì tất cả đều bắn vào trong quang phấn phốc phốc có âm thanh trầm đục truyền đến tựa hồ như toàn bộ phong nhận đã đánh chúng cái gì đó nhưng tiếp theo lại khôn có dị thanh gì phát ra giống như vẫn chưa tạo thành thương tổn gì cho quái nga bên trong hàn lập hai mắt nhíu lại đột nhiên thúc giục pháp quyết cuồng phong màu vàng lại gào thét thổi qua đem đám quang phấn màu xám này trong nháy mắt thổi tán loạn hàn lấp vừa ngưng thần nhìn xuống thì sắc mặt chợt biến đổi chỉ thấy sau khi quang phấn tan đi thì để lộ ra thân hình to lớn của quái nga thân hình nguyên bản mập mạp khổng lồ bên ngoài có một tầng vảy màu lục bao trùm phía dưới bỗng nhiên có một cái bàn tay lớn như đuôi mãng xà đồng thời hai bên thân thể còn sinh ra hai cánh tay quái dị phía trên cánh tay đồng dạng đầy vẩy xanh lục tất cả đều hướng lên không trung ngạnh kháng lại nguyên từ thần sơn đang ép xuống loại tình hình này làm cho hàn lập phải trợn mắt quái vật này sau khi biến thân có hình dạng quỷ dị thì thôi nhưng như thế nào lại có được cự lực như thế nhìn bộ dáng thoải mái tự nhiên của nó thì một thân thần lực này xem ra còn hơn hắn ba phần. Bất quá trong mắt hàn lập hàn mang ẩn hiện, đám phi kiếm vừa bị vỡ ra xung quanh quái vật đột nhiên thanh quang chợt lóe rồi lại hóa thành hơn 10 cái thanh ti nhắm hướng quái vật bắn đi. Không biết vì nguyên nhân gì mà Hàn Lập thấy quái Nga sau khi biến thân thì nhất thời trong lòng ẩn ước cảm thấy được tấm thân bất tử của đối phương tựa hồ không còn tồn tại nữa cho nên không chút khách khí đem phi kiếm phục hồi lại như cũ để chuẩn bị đem quái thú này chém chết một tiếng tê minh bỗng nhiên từ miệng quái nga phát ra theo đó lấp phải màu xanh lục bên ngoài thân thể thả ra vô số tiểu thuẫn trong suốt hình lục giác giống như thủy tinh tạo thành đem thân thể hoàn toàn che đậy ở bên trong thanh ti bắn vào đây sau một trận bạch mang lóe lên thì đều thay đổi phương hướng lướt qua bên cạnh mà đi bộ dáng căn bản không thể làm nó thương tổn mảy may hàn lập thấy vậy thì vẻ mặt có chút khó tin đang muốn thi pháp khác thì song trưởng cự nga đột nhiên vẫy ra nhất thời một tiếng gầm đinh tai nhức óc truyền ra ngọn núi màu đen cao tới nghìn trượng dĩ nhiên bị quái vật này ném lên giữa không trung. Lập tức vô số thủy tinh quang thuẫn đồng thời chợt lóe lên cũng với âm thanh vỡ giòn, tất cả dĩ nhiên đồng thời vỡ vụn đồng thời hóa thành đoàn đoàn bạch mang chói mắt rồi trong nháy mắt hội tụ thành một đoàn. Xa xa nhìn lại thấy giống như một vòng sáng mặt trời bỗng nhiên hiện lên. Bạch quang thật sự rất chói mắt, ngay cả đang sử dụng linh mục thần thông mà hai mắt Hàn Lập vẫn cảm thấy đau đớn dị thường, bất quá trong nháy mắt công phu này hắn cũng đã xem rành mạch tình hình bên trong quần sáng này khóe miệng hắn khẽ run rẩy một chút, trong trung tâm bạch quang giống tuyết, nào có nửa phần bóng dáng quái nga. Quái vật này trong lúc hắn nhắm mắt đã biến mất vô tung vô ảnh. Tuy nhiên lấy kinh nghiệm tranh đấu phong phú của Hàn Lập, làm sao để cho đối thủ thừa cơ, cơ hồ ngay lúc phát hiện ra quái nga biến mất, hắn không cần suy nghĩ vung tay áo bảo lên. Năm bộ xương khô đầu bạch ngọc từ trong tay áo bảo bắn ra vây quanh Hàn Lập quay tròn một vòng đồng thời phun ra một cỗ ngũ sắc quang diễm bao trùm trong phạm vi ước chừng hơn trăm trượng xung quanh. Kết quả tại một chỗ cách hàn lập hơn 10 trượng có một tiếng quái minh phát ra, một cái bóng đen to chừng 8 trượng đang lăn lộn trong ngũ sắc quang diễm hiện ra. Đúng là quái Nga vừa mới thất tung kia, chỉ là giờ phút này hình thể của nó đã rút nhỏ đi hơn 10 lần, hơn nữa động tác trong quang diễm cũng trở nên chỉ độn dị thường, bộ dáng nhất thời bị nhốt ở tại trong đó. Hàn lập thấy vậy thì mừng rỡ, không cần suy nghĩ nhiều há mồm phun ra một đoàn ngân sắc hỏa diễm cùng một cái thanh sắc tiểu đỉnh. Ngân sắc quang diễm sau khi quay tròn một cái thì bỗng nhiên hóa thành một con ngân sắc hỏa điều cỡ chừng một tấc lao thẳng tới, còn thanh sắc tiểu đỉnh thì có âm thanh vù vù phát ra, trên nóc đỉnh có một chùm thanh ti bắn ra, nhưng sau khi chợt lóe lên thì lập tức tiêu thất. Ngay sau đó, trên đỉnh đầu quái nga khôn gian chợt dao động thanh ti từ trong hư không chợt lóe hiện ra rồi nhầm xuống phía dưới cuốn đi, trong nháy mắt đã đem quái nga trong quang diễm bao vây lấy. Chỉ thấy bên ngoài thân hình quái nga tinh quang chợt lóe, vô số tiến thuẫn trong suốt quỷ dị hiện lên lại đem thanh ti chặn ở bên ngoài. Tuy nhiên lúc này ngân sắc hỏa điều đã tới trước mặt. Hàn lập thấy vậy, mặt khôn chút thay đổi nhưng nhanh chóng niệm vài tiếng chú ngữ, ngân sắc hỏa điều không trực tiếp đánh về phía quái Nga mà há mồm phun ra một đạo kim ngân tế ti kích tới. Đúng là linh tuyền tà quang do phệ linh hỏa điều mới cắn nuốt chiếm được kia. Tế ti chợt lóe lên rồi liền xuyên qua lớp phòng hộ tinh thuẫn tiến vào trong đó, ngay sau đó liền dễ dàng xuyên thủng ngực quái thú rồi theo một bên khác kích bắn mà chui ra. Chỗ ngực quái thú hiện ra một cái lỗ hơi có máu hồng nhưng quanh thân vẫn chưa có mọt giọt máu tươi nào chảy ra. Nếu là quái thú bình thường mà chỗ yếu hại bị xuyên thủng, cho dù không lập tức bị mất mạng thì cũng sẽ lập tức ngã xuống đất khôn dậy nổi. Đúng lúc này, tế ti vừa xuyên thủng đi ra ngoài kia sau khi xoay quanh một cái thì lại một lần kích bắn mà quay về, tính toán lại một lần nữa xuyên thủng thân hình quái thú này. Bất quá lúc này đây, nó lại nhắm ngay chỗ đầu quái thú này. Chỉ thấy bên ngoài thân thể quái nga đột nhiên nổi lên tầng tầng cường quang chói mắt rồi dùng hai tay dựa vào cự lực một chút phá tan chói buộc của quang diễm rồi hung hăng nhằm chỗ trước ngực đánh ra một trường. Oanh một tiếng giống như tiếng phích lịch trầm đục phát ra, một vòng âm ba bằng mắt thường có thể thấy được lập tức hướng ra bốn phương tám hướng khuếch tán đi. Ngũ sắc quang diễm khi tiếp xúc với âm ba này thì dĩ nhiên một chút chói buộc đã bị tan ra. Mà cùng lúc đó, cái đầu rắn của quái nga đột nhiên quay 180 độ quỷ dị, hai con người màu vàng lạnh lùng nhìn thẳng vào tế thi đang bắn đến. Phốc phốc hai tiếng, hai đạo kim mang từ trong con mắt phun ra, sau khi chấp động một cái thì hợp thành một đạo vừa lúc đánh chúng lên linh tuyển tà quang đang phóng tới. Kết quả song phương vừa tiếp xúc với nhau thì phát ra âm thanh muộn hưởng rồi dĩ nhiên hóa thành một đoàn ánh sáng màu vàng sau gió run lên vỡ ra và biến thành hư ảo mà phệ linh hỏa điều hai cánh mở ra muốn bay lên. Tuy nhiên cự mã ngộ ải hé miệng phun ra một đoàn chất lỏng màu đen đem hỏa điều vây ở trong đó, bộ dáng nhất thời khôn thể thoát thân. Tiếp theo cái cự vĩ của quái nga đột nhiên vỗ vào hư không một cái, thân hình uốn éo rồi như một mũi tên hướng hàn lập kích bắn đến nhưng trên đường đi thì chỉ thấy không gian phụ cận hơi uốn khúc rồi thân hình quái nga quỷ dị biến mất. Hàn lập thấy vậy thì không nói một lời đột nhiên đưa một tay sờ vào mắt mình một chút. Chỉ thấy hắc mang chất động, phá diệt pháp mục thoáng hiện ra. Tùy theo mắt hắn lấp lóe một cái, từng đạo thần quang hướng bốn phương tám hướng đồng thời bắn ra, sau đó đều chợt lóe lên và nhập vào trong hư không. Oanh một tiếng nổ, trên đỉnh đầu Hàn Lập hơn 10 trượng, sau khi một đạo hắc quang bắn vào trong đó thì thấy thân hình quái nga lão đảo từ trong đó đi ra nhưng quái nga này chuyên ẩn tích, trong nháy mắt dương hai mắt gắt gao nhìn thẳng vào Hàn Lập, trong đồng tử kim mang chợt lóe rồi hai đạo kim quang kích bắn đến. Bên cạnh đó cái đuôi rắn lại vỗ thêm cái nữa hóa thành một đạo bóng xanh hướng Hàn Lập đảo qua mang theo một đám tàn ảnh quét đến đồng thời nửa trên thân hình quái nga này đột nhiên uốn một cái vô số lợi chảo mang theo tiếng động nhằm thiên linh cái hàn lập chụp xuống quái thú này liên tiếp gặp thiên thời nên nổi giận dị thường chỉ muốn đem đối thủ đập nát thành vô số mảnh nhỏ để giải mối hận trong lòng hàn lập thấy như vậy nhưng trên mặt không những không kinh sợ mà còn lấy làm mừng khôn thấy hắn có hành động gì nhưng kim sắc pháp tướng trên đỉnh đầu đột nhiên lóe lên rồi nhập vào trong thân thể hàn lập và biến mất không thấy ngay sau đó hàn lập liền hét lớn một tiếng trên người lập tức hiện ra lớp phải màu vàng rực rỡ đồng thời sau lưng hiện ra sáu cánh tay rốn như thật, tất cả đồng thời nhoáng lên một cái, trong các tay đều mơ hồ hiện ra một kiện vũ khí màu vàng. Phân biệt là đao, kiếm, trược, hoàn, sử, sáu loại vũ khí. Ánh mắt mang theo phá diệt pháp mục chợt lóe lên, một đạo hắc quang thô to chợt lóe lên bắn ra nghênh đón hai đạo kim quanh đang phóng tới. Tiếp theo sáu cánh tay nhoáng lên một cái, hai binh khí màu vàng đánh về phía cái đuôi rắn lớn, Bốn cái còn lại chia ra làm hai hướng lên đỉnh đầu vung lên, huyễn hóa ra một mảnh phiến kim sắc khí ảnh bảo vệ trên không. Đuôi rắn, chào ảnh cùng kim quang vừa tiếp xúc, ầm một tiếng nổ kinh thiên động địa. Thân hình Hàn Lập chấn động trực tiếp lui lại hai bước, sáu cánh tay vàng kim quang cuồng hiện, binh khí trong tay đều mơ hồ tắc tắc vỡ vụn tán loạn rồi biến mất vô tung vô ảnh. Đối diện cự nga tình hình cũng không tốt hơn chút nào. Chẳng những cái đuôi rắn bị hất ngược quay về mà hai cánh tay còn có một mảnh huyết nhục mơ hồ, xem ra bị thương tổn không nhẹ. Về sức lực, quái thú này có lẽ có thể hơn hàn lập một bậc nhưng luận về trình độ cứng cỏi của thân thể thì lại có thúc ngựa cũng vô pháp vượt qua. Tiểu thuẫn trong suốt hộ thế này tựa hồ đối với côn kích của binh khí thực thể lại không có tác dụng gì. chương 1551, kỳ độc, quái Nga trong miệng phát ra thanh âm tê tê không dứt hiển nhiên kết quả công kích vừa rồi cũng đã làm cho nó cảm thấy ngoài ý muốn, từ hai con ngươi vàng chóa hung quang đại phóng, hai tay nhoáng lên một cái, song trường huyết nhục mơ hồ nhất thời nổi lên một tầng lục quang, vết thương nhanh chóng khỏi hẳn đồng thời hai cánh sau lưng đột nhiên run lên hào quang đại phóng ra. Đột nhiên hai cái cánh chợt biến mất đồng thời trong không gian lại hiện ra hàng trăm phi nhận chói mắt, mỗi một khẩu đều có kích cỡ chừng nửa thước, hàn khí lóng lánh, âm khí bức người. Lập tức trong mắt quái vật này hung quang chợt lóe, phi nhận sau lưng nổi lên một trần vù vù tựa hồ sẽ lập tức phi đến. Chính là đúng lúc này, Hàn Lập lại bỗng nhiên nở nụ cười, trên người kim quang chợt lóe, lần giáp hiện lên trên da thịt đều biến mất, bốn cái cánh tay màu vàng cũng một chút mơ hồ rồi tán đi không thấy. Điều này làm cho quái nga linh trí không thấp ngẩn ra, động tác công kích không khỏi chứng lại một chút. Mà đối diện Hàn Lập lại một tay bấm quyết niệm thần chú, sau lưng có một tiếng sét đánh rồi bỗng nhiên hiện ra một đôi cánh lóng lánh, vừa động một cái thì cả người đã biến mất không thấy. Ngay sau đó, ở ngoài hơn 10 trượng có một tiếng sấm vang lên, thân hình hàn lập quỷ dị thoáng hiện ra, nhưng lại không thi triển công pháp gì mà ngược lại đứng lên hai tay khoanh trước ngực, thần sắc lộ ra vẻ tựa như cười như không nhìn quái Nga. Cự Nga tuy rằng trong lòng kinh nghi nhưng hung ý trong đầu trong nháy mắt đã khiến cho nó bỏ đi sự trần chờ Sau một tiếng tê minh, toàn bộ vảy trên người trong nháy mắt dựng thẳng dứng lên đuổi tới. Nhưng lúc này, Hàn Lập bỗng nhiên vỗ tay cười rộ lên đồng thời trong miệng phun ra một câu, ngã, ngã, ngã. Ba tiếng ngã vừa ra khỏi miệng, quái nga bỗng cảm thấy đầu trầm xuống một cỗ cảm giác mê muội xông thẳng lên đỉnh đầu tiếp theo trong ngực có một trận kỳ dương truyền ra thân hình trong nháy mắt trở nên không hề hay biết gì nữa lắc la lắc lư không thể ổn định thân hình quái thú tự nhiên vừa sợ vừa giận vội vàng cúi đầu thì phát giác ra lỗ hồng chỗ ngực chậm chạp không thể khỏi mà lúc này non nửa thân hình trở nên tím tái dị thường đồng thời có một cỗ khí tức tanh hôi từ trong da thịt tỏa ra mà phàm là chỗ tím tái thì đều mất đi cảm giác nó đã trúng một loại kỳ độc chưa bao giờ gặp qua Kỳ độc này ẩn nặc bá đạo dị thường, dĩ nhiên từ trước đã làm cho nó không thể phát giác ra chút dấu hiện nào nhưng mà chỉ chốc lát sau liền lập tức tràn ngập đến. Quái Nga hoảng sợ khôn phải là nhỏ, nó không lưỡng lự há mồm phun ra một ngụm hào quang màu xanh, bên trong ẩn hiện có một viên châu to cỡ quả trứng chim màu bích lục. Viên châu này chợt lóe lên rồi đã đi tới lỗ máu trước ngực. Viên châu quay tròn vừa chuyển phát ra lục mang chói mắt đồng thời một cỗ kỳ hương từ trong viên châu tán phát ra làm cho mùi tanh hôi trở nên nhạt đi, kỳ độc màu tím đang tràn ngập nhanh chóng dĩ nhiên bị đình trệ, chôn nháy mắt đã đình chỉ khuếch tán. Hàn lập thấy vậy thì trong lòng thật sự cũng có vài phần ngoài ý muốn. Linh tuyển tà quang này hắn đã chính mắt thấy qua thế mà dĩ nhiên không có thể lập tức đem đối phương độc chết. Điều này có thể cho thấy thân thể đối phương đối với độc chất cũng có sức chống cự nhất định. Nhưng lập tức Hàn lập cười lạnh một tiếng, thân hình đột nhiên nhảy lên phía trước, thanh quang đại phóng rồi hóa thành một con thanh sắc đại bàng dài chừng 10 trượng đồng thời chợt lóe lên sau hai cái chấp động, đại bằng liền mang theo một cơn lốc màu xanh minh mông hiện ra phía trên quái Nga đang khu độc. Hai cánh mở ra, tiếng sấm nổi lên, thân thể mặt ngoài đại bằng trong nháy mắt hiện ra từng đạo kim hồ thô to, một đôi cự chảo màu vàng nhạt hung hăng chụp xuống. Quái Nga phía dưới đột nhiên thân hình run lên, quái nhận sau lưng giống như loạn tiễn hướng lên không trung bắn nhanh mà đi. Tuy nhiên đại bằng đối mặt với vô số quái nhận bắn tới căn bản không thèm để ý tới mà vẫn phi xuống với khí thế không chút suy giảm sau một trận đinh, len ken, đương loạn hưởng, tất cả quái nhận kích lên lông vũ của đại bằng đều bắn ngược trở lại. Quái nhận nhìn như sắc bén dị thường lại không có biện pháp thương tổn tới đại bằng mảy may. Việc này cũng khôn có gì kỳ quái, thân thể hàn lập nguyên bản đã cứng cỏi tới cực điểm, hơn nữa sau khi biến thân thành côn bằng thì thân thể còn mạnh mẽ hơn vài phần nên tự nhiên không phải mấy đạo quái nhận sắc bén này có thể xâm phạm tới. Ngược lại một đôi lợi trả lại dễ dàng hất hơn 10 đạo quái nhận ra đồng thời giống như lôi đình xuyên thủng thân hình quái Nga nhưng chỉ thấy sau khi chảo mang hiện lên thì thân ảnh quái nga tứ phân ngũ liệt nhưng bên trong lại giống tuyết, bộ dáng khôn có một chút huyết nhục nào còn quái nga chân chính lại quỷ dị biến mất, chỉ còn lại có một tầng da bạc ở lại tại chỗ. Thậm chí ngay cả viên châu màu xanh khu độc trước người vào lúc này cũng chợt lóe lên rồi biến mất. Bất quá là một cái hư ảnh mà thôi. Đại bằng sừng sốt nhưng là trong mắt Lam mang vội vàng đảo qua mọi nơi rồi lập tức hai cánh cuồng phiến vài cái, nhất thời trên người điện hồ giống như gió bão tản ra sau đó chợt lóe lên ngưng tụ thành một đạo điện hồ thô to, sau khi chợt lóe lên cái nữa thì bắn ra. Theo đó là một tiếng gầm lớn, kim hồ trong nháy mắt lập lòe trong phạm vi mấy trăm trượng, không ngừng nhảy lên như quỷ mị, chỉ trong một cái nháy mắt đã vượt qua khoảng cách xa như vậy. Một tiếng nổ lớn, kim hồ bay ra được hơn 50 trượng thì tại hư không bạo liệt nổ tung, vô số tia điện tinh tế nhảy nhót chấp động rồi hóa thành một cái lưới thật lớn chụp xuống nhưng phía dưới bỗng nhiên hiện ánh sáng màu xanh rồi lưới kim sắc bị hất ra mà dưới ánh lôi quang lóe ra phía dưới rõ ràng hiện ra một thân ảnh bị thương. Đúng là kim thiền thoát xác quái Nga, lúc này 2 phần 3 thân thể của nó đã biến thành màu tím đen, chỉ có lục quang lóe ra không chừng, chính là viên châu màu xanh kia vẫn giữ cho độc khí thủy chung bồi hồi bên dưới, không thể hoàn toàn xông lên đầu. Mặt khác hai tay và đuôi tựa hồ đối với độc chất cũng có lực ngăn cản nhất định nên trong ánh lục quang chấp động vẫn chỉ hiện lên một tầng hắc khí như có như không mà thôi. Bất quá như thế cũng thấy quái vật này đang bị độc tố phát tác, bộ dáng lung lay sắp đổ. Trách không được nó căn bản không dám cùng hàn lập tái giao thủ mà lập tức quyết đoán áp chế độc chất rồi lặng yên bỏ trốn mất dạng. Bất quá, ngay cả nó có ẩn nặc thuật thần diệu thì cũng vô pháp giấu giếm được thanh minh linh mục của hàn lập nên một chút đã bị phát hiện ra. Nó vì ngăn cản ích tà thần lôi nên không thể không kiên trì tái điều động pháp lực ngăn cản cho nên vừa mới nguyên cưỡng ngăn chặn thần lôi thì chất độc lập tức hùng hổ cuốn lên làm cho nó tái vô pháp ngăn chặn. Thanh sắc đại bằng sau khi bay ra khỏi hồ quang thì hai cánh chợt lóe lên, thân hình khổng lồ sau mấy cái chấp động thì đã đến chỗ quái Nga hiện thân, hai mắt lạnh như băng từ trên không nhìn xuống. Tuy đại bằng do Hàn Lập biến thành không phải là chân linh côn bằng chân chính nhưng bởi vì hắn có chân linh chi huyết nên tự nhiên vẫn có chứa một cỗ khí thế cường đại. Phía dưới quái Nga thấy vậy, trong hai con mắt màu vàng rốt cục hiện lên một tia e ngại, bên ngoài thân thể có ánh sáng mở chợt lóe, bộ dáng muốn thi triển độn thuật đào tẩu. Nhưng đột nhiên có một tiếng hét lớn rồi viên châu màu xanh trong miệng nó không hiểu sao lại thoát bay ra. Dị biến này làm cho Hàn Lập cùng quái Nga đều ngẩn ngơ nhưng quái Nga lập tức phát ra một tiếng tiêm minh thê lương giỏi thân hình bộc phát ra quang mang kỳ lạ trói mắt đồng thời cuồng trướng gấp mấy lần. Tại cái đầu cửa mãng có quầng sáng mở chợt lóe rồi một cái đầu sư tử lại quỷ dị hiện ra. Tiếp theo thân hình quái vật này vừa động, thần tình giữ tợn xôn thẳng đến Hàn Lập, song trưởng quay cuồng, chảo mang đầy trời phát ra thanh âm suy suy xé gió rồi hội tụ thành hai cái chảo ảnh thật lớn. Thiên địa nguyên khí trong vài dặm phụ cận hóa thành vô số quang điểm hiện lên rồi ngay sau đó lại bị hai cự chảo nhất nhất hấp thu vào. Hai chảo ảnh cuồng trướng làm cho người ta có một loại cảm giác bị bao phủ quỷ dị rồi hướng hàn lập chậm rãi chụp tới. Dưới chảo ảnh, hàn lập chỉ cảm thấy vô luận chính mình trốn tránh như thế nào cũng không thể ngăn cản được nên đồng tử không khỏi chợt co rụt lại. Đại bằng lập tức phát ra một tiếng thanh minh. Bên ngoài thân thanh quang vừa chuyển, đại bằng Dĩ Nhiên trong một công phu hô hấp lại hóa thành một con khổng tước cả người đều được ngũ sắc linh quang bao bọc, mặc dù kích thước chỉ có tầm một trượng nhưng cả người quang diễm giống như vật hữu hình rất chói mắt. Hàn Lập dĩ nhiên thúc dục kinh chập quyết, một chút lại biến ảo thành ngũ sắc khổng tước. Mắt thấy trảo ảnh kia quỷ dị như thế, Hàn Lập không biết vì sao Dĩ Nhiên theo bản năng lại bỗng nhiên biến ảo thành hình thái này nhưng kết quả lại là một màn bất khả tư nghị xuất hiện. Mắt thấy trảo ảnh đánh lại, linh vũ trên người ngũ sắc khổng tước đột nhiên đồng thời bắn nhanh ra trong nháy mắt đã dung nhập vào quang diễm bên ngoài thân nhất thời ngũ sắc linh quang một chút tăng vọt mấy chục lần sau đó nghênh đón chảo ảnh thật lớn đang cuồn cuộn ập tới từ xa nhìn lại giống như một đạo ngũ sắc quang hà bỗng nhiên di động đảo lưu cuốn tới hai đầu của quái nga vừa thấy thanh thế kinh người của ngũ sắc khổng tước cùng ngũ sắc linh quang thì trong mắt nhất thời hiện lên biểu tình khó có thể tin bất quá giờ phút này nó cũng căn bản khôn thể khống chế một kích của mình trong nháy mắt, chảo ảnh thật lớn cùng ngũ sắc quang hà va chạm với nhau. Kết quả dĩ nhiên là vô thanh vô tức, ngũ sắc linh quang chợt hiện lên vài cái rồi chảo ảnh thật lớn giống như bọt biển chìm xuống sông và cứ như vậy biến mất vô tung vô ảnh. Lúc trước khí thế kinh người như thế mà thoáng cái lại giống như là phù dung sớm nở tối tàn. Nhưng vì cẩn thận, Hàn Lập cũng không tiến mà lui lại phía sau, ngũ sắc linh quang bên ngoài thân chợt lóe lên, khổng tước quỷ lui ra xa hơn 20 trượng quái Nga sau một kích không có hiệu quả thì lại cứ như vậy huyền phù tại chỗ không nhúc nhích. Hai cái đầu hung hăng nhìn Hàn Lập chầm chầm, biểu tình tràn ngập oán độc. Nhưng ngay sau đó, độc khí màu tím đen lập tức tràn lên, hai cái đầu cũng một chút biến thành màu tím đen làm cho thân hình quái vật run lên, bốn mắt dần mất đi thần quang rồi lập tức phảng phất như không có xương mà rơi xuống mặt đất. Vào lúc này, ngũ sắc khổng tước vừa thu lại hai cánh, hình thể thu nhỏ lại mấy lần rồi một lần nữa biến ảo thành hình người. Tuy nhiên Hàn Lập vẫn huyền phù ở nơi đó, lạnh lùng nhìn chăm chú vào chỗ quái Nga, không có ý tứ bay lại. Phanh một tiếng, thân hình tím đen của quái Nga giống như bùn đất rơi xuống băng địa, không động đậy một chút nào nữa. Hàn lập nhíu mày, lúc này mới đưa một tay hướng vào hư không đánh ra một chảo. Phóc suy một tiếng, một cái ngân sắc hỏa cầu quỷ dị thoáng hiện ra. Đúng là vệ linh thiên hỏa ban đầu bị quái Nga vây khốn. chương 1552, biển sâu cổ đăng. Trên không trung hàn lập thấy thế thì không nói gì, hai tay bấm quyết, lục hỏa trên không đang dao động bay đi thì chợt có hai đạo thanh ti từ trong hư không thoáng hiện ra. Thanh ti lập tức tản ra, trong nháy mắt đã đem hai luồng lục hỏa bao vây ở bên trong. Lục hỏa nhất thời không ngừng kêu lên thanh âm kỳ quái đồng thời dẫy giụa ở trong thanh ti muốn ra. Lúc này trên không trung phụ cận đột nhiên có một cái thanh sắc tiểu đỉnh quỷ dị hiện lên. Hàn lập trong mắt hàn mang chợt lóe dương một tay điểm ra xa xa một cái. Ngân sắc hỏa điều nổ tung ra rồi hóa thành hai quả cầu lửa bắn đi. Sau hai tiếng phốc phốc, hai quả cầu lửa này đều đánh lên hai luồng lục hỏa đang bị nhốt bên tòng. Sau khi kêu lên hai tiếng tiêm minh thê lương thì hai đạo lục hỏa ở trong ngân diễm chợt lóe lên lục quang rồi ngưng tụ thành hai cái đồ vật trôn giống như hai con ngươi nhìn vào hàn lập nhấp nháy mắt, trong đó tựa hồ có dị mang chấp động. Hàn lập trong lòng dùng mình, thân hình cơ hồ theo bản năng trong nháy mắt biến mất khôn thấy. Tuy nhiên ngay sau đó, hai đạo lục hỏa này trong ngân quang đã biến thành hư ảo, hoàn toàn bị tiêu diệt trên thế gian này. Ở một chỗ khác cách đó hơn 10 trượng, thân hình hàn lập trong thanh quang thoáng hiện ra, hai mắt nhìn xuống phía dưới đồng thời trao mày. Tinh hồn của loại cao dai quái vật này tự nhiên là vật có chỗ hữu dụng lớn nhưng trong tình huống không biết rõ về đối phương thì hắn cũng không dám để cho chúng nó sống sót, để ngừa có cái gì hậu hoạn về sau. Về phần phương pháp siêu hồn luyện phách thì lại càng không thích hợp sử dụng cho tồn tại cao dai hơn mình, nếu miễn cưỡng thực hiện thì có thể bị phương pháp siêu hồn phản phệ. Bất quá quái vật kia có được hai cái tinh hồn độc lập thật sự làm cho hắn hơi có chút bất ngờ hơn nữa đồ vật cổ quái do tinh hồn biến ảo thành nó tựa hồ cũng có chút quỷ dị nhưng hắn đã cẩn thận kiểm tra qua thân thể chính mình thì vẫn chưa phát hiện ra bất cứ sự dị thường nào xem ra loại đồ vật này hẳn là chưa kịp phát động ra công kích nào thì đã bị phệ linh thiên hỏa diệt sát trong lòng sau khi cân nhắc như thế hàn lập nhẹ thở ra một hơi đồng thời giơ một tay hướng ra xa vẫy một cái tay áo bảo run lên nhất thời chẳng những ngân sắc hỏa diếm cùng hư thiên tử đỉnh bay trở về mà ngay cả nguyên từ thần sơn cùng 72 khẩu thanh trúc phong vân kiếm cũng chợt lóe lên xuất hiện trước người rồi đều bị thu vào trong thân thể. Bên ngoài hàn lập lúc này thang quang chợt lóe lên rồi người từ từ hạ xuống phía dưới. Hàn lập cũng không biết ngay tại thời điểm hắn giết chết quái Nga đã dẫn tới dị biến tại một nơi rất xa dưới đáy biển sâu tối đen, trong một tòa cung điện được xây bằng ngọc trắng có một gian mật thất hắc ám nằm ở nơi sâu nhất trong cung điện. Trong mật thất có đặt một cái cổ đăng màu xanh cao chừng hai ba chục thước, phía trên có vô số đóa đăng diễm to nhỏ không đồng nhất chấp động không thôi. Đám đăng diễm này, cái lớn thì to cỡ quả trứng chim, nhỏ nhất cũng cỡ ngón tay cái. Mà ở phía trước cổ đăng này đang có một cái bóng người cao gầy ngồi xếp bằng không nhúc nhích. Người này khẽ cúi đầu nên thân thể cùng khuôn mặt đều bị một cái áo tơi màu vàng nhạt bao lấy. Bề ngoài áo tơi có linh quang chấp động cùng với một ít phù văn cổ quái. Ngay lúc Hàn Lập đem hai cái tinh hồn của quái Nga giết chết thì một đóa đăng diễm trong cổ đăng bỗng nhiên lóe lên rồi tiêu biến. Bóng người khô gầy hắt xì một tiếng rồi chậm rãi ngẩng đầu lên, hai luồng lục hỏa lóe sáng làm cho hình dáng người này hiện ra. Đây là một cái gương mặt bạch cốt khô lâu nhưng trong hai hốc mắt lại có hai luồng lục hỏa sáng lè lè, bộ dáng có vẻ cực kỳ quỷ dị. Khô lâu lắc lắc đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cổ đăng, trong mũi giống như phát ra một tiếng hừ tức giận rồi đột nhiên nó há mồm phun ra một đoàn hắc quang đây rõ ràng là một cái ấn bốn mặt màu đen. vật này trông sáng bóng dị thường nhưng phía trên có một con chân long màu đen quấn quanh ấn mấy vòng. sau một loạt câu thần chú khó hiểu từ miệng khô lâu phát ra thì từ trong cái ấn có một mảnh quang hà bay cuộn ra rồi có một con vật lớn màu đen tuyền thật lớn theo đạo sáng mờ này rơi ra. dưới ánh sáng mờ mờ cũng có thể nhìn thấy đây là một con thú dài chừng ba bốn trượng, thân thể có màu xanh dị thường, đầu giống như trâu. quái thú này nằm yên trên mặt đất không nhúc nhích nếu không phải ngực nó vẫn hơi phập phồng thì chỉ sợ kẻ nào nhìn thấy đều cho rằng đây là một cái xác chết mà thôi. Khô lâu khẽ há mồm, một đoàn lục diễm to cỡ hạt đậu từ từ bay ra, sau khi chợt lóe lên thì tiến vào trong thân thể quái thú cái gì đó. Nhất thời thân hình nó vừa động, hồ quang trên thân thể đột nhiên sáng lên chói mắt. Sau một tiếng sét đánh, trên thân thể quái thú này phát ra một đạo điện hồ rồi mượn thế dùng lôi đột biến mất. Mật thất một lần nữa trở nên hôn ám, lục diễm trong mắt khô lâu chợt lóe lên, Ánh mắt một lần nữa lại rơi xuống cái cổ đăng đã tắt kia, sau đó dương một ngón tay nhằm vào hư không điểm một cái. Phanh một thanh âm trầm thấp phát ra, ngọn lửa đã tắt trong cổ đăng lại một lần nữa lóe lên, bất quá đăng diễm lúc này chỉ nhỏ như hạt đậu, tương trông yếu ớt vô cùng, tựa hồ có thể vụt tắt bất cứ lúc nào. Sau khi làm xong hết thảy mọi việc này, trong mắt khô lâu lục hỏa chớp động vài cái rồi nó lại ngẹo đầu như suy nghĩ gì đó và đem ánh mắt rời khỏi cổ đăng nhưng ngay sau đó nó lại dương mọt ngón tay nhằm hư không trước người nhẹ nhàng điểm một cái, không gian phía trước liền xuất hiện một cái vòng tròn. Trong nháy mắt vòng tròn xuất hiện không gian trở nên xáo động rồi huyễn hóa ra thành một cái gương ngân quang trói lọi quay tròn trước mặt khô lâu. Khô lâu há mồm phun ra một đoàn lục quang bắn lên gương. Nhất thời mặt gương linh quang đại phóng đồng thời trên mặt dần hiện ra một hình ảnh. Hình ảnh này rõ ràng dị thường, giống như là gần trong gang tắc, nhưng lại phản phất như bị vật gì mông lung che đậy đi hơn phân nửa. Mỗi một hình ảnh xuất hiện đều hoàn toàn khác nhau, trong đó có rất nhiều hình người, cũng có yêu thú nhưng mỗi một hình ảnh đều lộ ra bộ dáng cực kỳ cường đại. Bỗng nhiên khô lâu dơ ngón tay chỉ vào gương một chút, đám hình ảnh đột nhiên ngưng trệ dừng lại bất động. Bên trong rõ ràng xuất hiện hình ảnh một thanh niên hai tay chắp sau lưng, mặt không chút thay đổi, một thân thanh bào. Không phải hàn lập thì còn là người phương nào. Khô Lâu lạnh lùng nhìn hình ảnh Hàn Lập trong gương một hồi lâu sau đó giống như tùy ý khoát tay một cái. Một tiếng vỡ răng rắc thanh thúy vang lên, cái gương từ từ vỡ vụn ra rồi lập tức hóa thành nhiều điểm thanh quang hoàn toàn tiêu thất. Trong mắt Khô Lâu lục hỏa lại thiêu đốt lóe lên trong chốc lát sau đó lại buồn bã tắt đi, đầu hơi cúi thấp xuống, thân ảnh rốt cục bất động. Đồng thời lúc đó thân hình Hàn Lập đã hạ xuống bên cạnh thi thể quái nga một lần nữa đánh giá. Quái thú này là tồn tại cao dai như thế nên tự nhiên mọi thứ trên người nó đều là tài liệu cực kỳ quý hiếm. Bất quá ngoại trừ nội đan của nó thì Hàn Lập cảm thấy hứng thú nhất vẫn là lớp phải có thể ngưng tụ thành tiêu thuẫn trong suốt cùng với một đôi cánh có thể biến ảo thành lưỡi dao sắc bén của quái Nga. Bất quá hiện tại không phải là thời điểm xử lý thi thể của nó. Hàn Lập đột nhiên rung tay, cái vòng chữ vật bắn ra, sau khi xoay quanh ở trên không một cái thì nhất thời phun ra một mảnh thanh hà. Bị ánh sáng mở bao phủ, thì thể quái nga nhanh chóng thu nhỏ lại cuối cùng bị cuốn vào trong vòng chữ vật sau khi làm tốt hết thảy việc này hàn lập thu hồi vòng chữ vật rồi nhìn mọi nơi một vòng sau khi không thấy gì cần lưu ý thì bên ngoài thân thanh quang đột khởi hóa thành một đạo thanh hồng hướng phía chân trời bay đi nhìn phương hướng thì không phải hắn đi ra ngoài mà lại tiếp tục nhằm chỗ sâu trong băng đảo nơi xuất hiện quái nga bay tới lúc này đây hàn lập không có phi hành bao lâu một lát công phu sau hàn lập đã lơ lửng trên không phía trên một khu kiến trúc đã sụp đổ hơn phân nửa kiến trúc này rộng chừng vài dặm các phòng ốc dưới ánh mặt trời lấp lóe không thôi tất cả đều là dùng hàn băng thi công mà thành bất quá trong hàn băng kiến trúc này ngoại trừ một ít vết máu cùng dấu vết bị tàn phá thì nơi nơi đều trống không tựa hồ tất cả mọi người đã bị quái nga kia đánh chết hàn lập nhướng mày hướng một chỗ nhìn như cung điện lớn nhất hạ xuống nhưng hai chân hắn vừa chạm đất thì bỗng nhiên thần sắc vừa động ánh mắt bá một chút hướng tới một tòa khác ở phụ cận nhìn như lầu các bình thường nhìn lại. Ai trốn ở nơi này, đi ra cho ta. Hàn lập thân hình một chút mơ hồ đã tới trước chỗ lầu các đồng thời trong miệng lạnh lùng quát hỏi. Đại nhân tha mạng, chúng ta là người hầu của ngân xa cư sĩ. Một thanh âm run rẩy của nữ tử từ, từ trong lầu các truyền ra sau đó cánh cửa lầu các vốn đóng chặt được mở ra, từ bên trong có một đám nam nữ tuổi trẻ đi ra. Những người này, vô luận là nam hay nữ đều thanh tú dị thường, nhưng bộ dáng phần lớn mới 16-17 tuổi. Cầm đầu là một nữ tử độ hơn 20 tuổi mặc áo bào trắng, sau khi vừa ra tới liền mang theo mười mấy tên nam nữ này hướng về Hàn Lập bái hạ. Vẻ mặt bọn chúng có vẻ cực kỳ sợ hãi. Ánh mắt Hàn Lập đảo qua trên người đám nam nữ này thì trên mặt thoáng hiện lên một tia dị sắc. Những người này thoạt nhìn tựa hồ không khác gì người thường, tuy trên người lại không có chút pháp lực nào, nhưng nếu nhìn kỹ hơn thì Lien phát hiện sự khác biệt trong đó. Đám nam nữ trẻ tuổi này ra thịt đều trong suốt dị thường đồng thời hàn khí mờ mịt, hơn nữa cả đám cũng ăn mặc phong phanh dị thường, giống như không sợ băng tuyết trên đảo chút nào. Hàn lập nhướng mày đang muốn mở miệng hỏi gì đó thì bỗng nhiên thần sắc vừa động quay đầu nhìn lại. Kết quả một lát sau, phía chân trời có linh quang chấp động, tùy theo lưỡng đạo kinh hồng chợt lóe lên bay đến, độn tốc nhanh vô cùng, sau mấy cái chấp động thì đã đến không trung phụ cận. Sau khi hào quang chợt tắt thì hiện ra thân ảnh thon thả, đúng là thanh tiểu cùng thiếu phụ mặc váy đen. Hai người vừa hạ xuống thì biểu tình đều lộ ra vẻ kinh nghỉ. Hàn tiền bối, người lúc này ở đây, chẳng lẽ cự Nga kia đã bị ngươi? Thanh tiểu trần chờ hỏi, bộ dáng trên mặt có chút khó có thể tin. Thiếu phụ bên cạnh trong nháy mắt cũng ngừng thở ngưng thần lắng nghe. Ân, quái vật kia đã bị ta đánh chết. Hàn lập mỉm cười, cổ tay run lên, ánh sáng mở chấp động rồi phanh một tiếng, thi thể quái Nga xuất hiện ở trên mặt đất. Trường 1553, Hàn tinh tộc. Nhị nữ sau khi thấy rõ thi thể thì tự nhiên đều cực kỳ mừng rỡ. Thanh Tiểu thở ra một hơi hướng hàn lập thi lễ nói, may mắn có hàn tiền bối ra tay nếu không lúc này đây hỏa hô quần đảo chúng ta còn không biết bao nhiêu đồng đạo vẫn lạc. Không sai, ngay cả Ngân Sa cư sĩ cũng không phải là đối thủ của quái vật này, một khi nó đại khai sát giới với hải vực này thì khẳng định đây là đại kiếp nạn lớn nhất mà ta gặp phải. Đa tạ hàn tiên sinh đại triển thần thông trừ yêu nghiệt này. Thiếu phụ váy đen so với lúc trước càng cung kính hơn nói. Không có gì. Quái vật kia mặc dù có vài phần khó giải quyết nhưng may mắn công pháp của ta vừa lúc có vài phần khắc chế đối với nó. Bất quá con thú này không giống như là yêu thú trong biển, các người có biết nó từ đâu mà đến không? Hàn lập lạnh nhạt hỏi, cái này thì vãn bối cũng không biết, nó cũng là lần đầu tiên xuất hiện nơi đây. Lúc ấy ta cùng mười mấy đạo hữu đang tụ tập ở đây nhằm thương lượng cách đối phó với hải thú kia thì quái Nga liền từ trong sương mù bên ngoài đảo lao ra vì không kịp đề phòng nên rất nhiều đạo hữu tu vi không đủ lập tức bị tiếng giống của nó làm cho toàn thân vỡ ra mà chết nhưng may mắn lúc đó có ngân xa cư sĩ ra tay kềm chế con thú một lát mới khiến cho non nửa người còn lại chạy thoát ra ngoài nếu không để nó toàn lực giống to thêm mấy tén thì chúng ta toàn quân vẫn lạc nơi đây cũng đều không có gì đáng ngạc nhiên hồi tưởng lại sự khủng bố của quái nga trên mặt thanh tiểu vẫn không khỏi hiện lên vẻ sợ hãi nói hàn lập nhướng mày gật đầu sau đó xoay chuyển ánh mắt một lần nữa đã rơi vào đám nam nữ trẻ tuổi kia đồng thời hỏi. Nhưng người này là người trên đảo phải không? Thể chất thoạt nhìn tựa hồ có chút đặc thù nhưng cũng không phải người tu luyện. Ha ha, đây là hàn tinh tộc. Tộc người này tuy rằng không thể khai thông thiên địa linh khí ai nấy đều thông minh dị thường, miệng có thể phun ra một ít hàn khí, lúc trước thành dung nhan thủy chung vẫn có thể bảo trì như lúc ban đầu. Chỉ tại khoảnh khắc chấm dứt thọ nguyên thì dung nhan mới hiện ra bộ dáng giả nua. Đây là một tộc người có số lượng thành viên tương đối thưa thớt cả hoa hô quần đảo cũng bất quá có hơn vạn người bên cạnh đó do tộc này không thể sinh ra tu luyện giả nên bình thường đều phải dự vào các tộc cường đại khác để được che chở bọn hàn tinh tộc này là đang dựa vào ngân xa cư sĩ bình thường làm người hầu cho hắn thiếu phụ váy đen giải thích bất quá hiện tại ngân xa cư sĩ đã chết chỉ sợ bọn hắn lại phải một lần nữa đi tìm nơi dựa dẫm thanh tiểu thở dài một tiếng tựa hồ đối với đám người hàn tinh tộc này có chút thương tiếc nga tộc người này có chút kỳ lạ Hàn Lập lần đầu tiên nghe nói về dị tộc như thế nên không khỏi cảm thấy hứng thú nhìn đám nam nữ đó đánh giá lại mấy lần. Mà đám nam nữ trẻ tuổi này sau khi nghe được lời của nhị nữ thì dưới sự dẫn dắt của nữ tử cầm đầu không ngừng hướng về phía ba người dập đầu bái ngưỡng. Như thế nào, hay là các người tính toán bái làm môn hạ của Hàn Tiên Sinh để được che chở? Nếu thật sự như thế, Hàn Tiên Sinh khôn ngại đem bọn họ nhận lấy. Tộc người này là lựa chọn tốt nhất để làm người hầu, vô luận là chăm sóc động thủ hay là quản dược viên bọn họ đều có chỗ độc đáo. Thiếu phụ váy đen tựa hồ nhìn ra cái gì thản nhiên nói. Nga, các nàng còn biết bồi dục linh dược, Hàn Lập nghe được lời này thì thật sự có chút bất ngờ. Không chỉ là biết, cho dù là thượng tộc tu luyện giả bình thường, trên phương diện bồi dục linh dược có thể nói là còn kém xa các nàng. Mà những người này có thể đi theo ngân xa cư sĩ tự nhiên đều là những người ưu tú nhất trong tộc nếu thả ra bên ngoài nói không chừng sẽ có một số lớn thượng tộc tiến hành tranh đoạt thanh tiểu cũng mỉm cười nói đáng tiếc ta luôn luôn độc hành nên cũng không thích có người bên cạnh nhị vị đạo hữu nếu thích thì cứ tự tiện thu nhận là được hàn lập khôn lưỡng lự lắc đầu nói ân nếu hàn tiền bối nói như thế thì bọn vãn bối cũng không khách khí động phủ của vãn bối đang thiếu những người như vậy thanh muội muội hai người chúng ta chia đều đám hàn tinh tộc này nhé hai thiếu phụ váy đen hấp háy đôi mắt đẹp cười dài nhìn thanh tiểu nói. Ta đã có không ít người hầu, tỷ tỷ nếu thích thì cứ thu nhận lấy, thanh tiểu có vẻ hào phòng dị thường, lơ đễnh trả lời. Thiếu phụ váy đen vừa nghe được thì cũng không khách khí nữ, liền hỏi đám hàn tinh tộc nhân này có nguyện ý đi cùng nàng hay không. Đám hàn tinh tộc nhân này chính mắt thấy chủ nhân vẫn lạc nên đối với lời mời của thiếu phụ thì tự nhiên là sẽ không cự tuyệt, lúc này đều cung kính vội vàng đáp ứng tiếp theo đó dưới sự phan phó của thiếu phụ bắt đầu đem tòa băng điện lớn nhất thu thập một chút rồi thỉnh ba người hàn lập đi vào hàn tiên sinh sau đây ngài có tính toán gì không còn có ý định đánh chết đầu hải thú kia không sau khi yên vị thanh tiểu liền mở miệng hỏi ân nếu đã đến thì ta tự nhiên sẽ không dễ dàng buông tha nói cái gì cũng muốn ra tay một lần xem sao hàn lập ngồi ở giữa nhị nữ bình tĩnh trả lời hai người thanh tiểu nghe vậy thì đưa mắt nhìn nhau như thế nào chẳng lẽ nhị vị cảm thấy hàn mỗ không thể làm được việc này? Hàn lập khẽ nhíu mày thản nhiên hỏi ngược lại, lấy thần thông của tiền bối đánh chết quái Nga thì như thế nào lại không thể đánh chết đầu hải thú kia nhưng hàn tiên sinh khôn biết, trước kia chúng ta sở dĩ có thể truy tung ra đầu hải thú kia hơn phân nửa là phải dựa vào đầu ngân quang thú của ngân sa cư sĩ. Hiện tại linh thú này cùng ngân sa cư sĩ đã vẫn lạc nên muốn tìm được đầu hải thú kia thì chỉ sợ là không phải việc đơn giản. Thiếu phụ váy đen vội mở miệng giải thích nói, có việc như vậy sao, đầu ngân quang xa thú kia làm như thế nào mà tìm được hải thú? Hàn lập ngẩn ra, sau khi trầm ngâm một lúc thì lập tức hỏi, cái này ta có nghe ngân xa cư sĩ nói qua, tựa hồ đầu ngân quang xa trời sinh đã có một loại thần thông truy tung thần bí, chỉ cần cho nó thấy qua một lần thì chỉ cần ở trong vòng ngàn dặm là có thể cảm ứng được sự tồn tại, từ đó chậm rãi tìm kiếm được. Trước kia chúng ta đều tới chỗ hải vực mà hải thú xuất hiện lần trước, sau đó để cho ngân quang xa dẫn đường thì mới có thể tra ra được chỗ hải thú ẩn thân. Thanh Tiểu Thần sắc ngưng trọng tiếp lời nói, nếu thật sự là như thế thì đích xác có chút phiền phức. Xem ra ta phải đi một mình đến chỗ hải thú xuất hiện để thử thời vận một lần. Hàn Lập nhíu mày một cái nói, tiên sinh nếu vẫn nhất quyết muốn đi tìm con thú này thì không bằng chờ thêm một thời gian nữa. Lúc trước các đồng đạo tụ tập ở Lam Hồ đảo hẳn là vẫn còn một số người thoát được, hơn nữa vẫn còn có rất nhiều người chưa kịp chạy tới đây. Nếu có thể phát động nhiều nhân thủ cùng nhau tìm kiếm thì so với một mình tiền bối có thể dễ dàng hơn. Thiếu phụ váy đen đề nghị nói, cái này thì chỉ sợ là không cần thiết. Ta nhớ rõ Tú Đạo Hữu đã nói qua, đầu hải thú kia thần thôn cũng không kém, nếu chia nhau ra đi tìm kiếm thì chỉ sợ rất khó cuốn lấy con thú này nhưng nếu hành động thì khả năng tìm được óc cũng vô cùng xa vời. Hơn nữa loại công việc tìm kiếm này, nếu trong khoảng thời gian ngắn thì còn khả thi còn nếu kéo dài thì chỉ sợ sẽ có người sinh tâm oán hận. Nếu là như vậy mà nói thì không bằng hàn mỗ chính mình hành động. Về phần những người khác, nếu là nguyện ý thì tốt nhất còn nếu không muốn thì hàn mỗ cũng sẽ không miễn cưỡng. Hàn lập nhếch miệng, để lộ ra hai hàm răng trắng như tuyết cười nói. Nghe hàn lập nói như thế, nhị nữ tự nhiên không nói cái gì nữa. Hàn mỗ nếu vạn nhất may mắn đoạt được không vân tinh thì hy vọng nhị vị đạo hiếu trợ giúp ta chữa trị truyền tống pháp trận. Tiền bối yên tâm, chỉ cần có không vân tinh kia thì việc chữa trị truyền tống trận cứ giao cho ta cùng thanh muội muội. Thiếu phụ váy đen thản nhiên cười nói, thanh tiểu cũng đồng dạng hứa hẹn, đối với thái độ của nhị nữ này, Hàn Lập tự nhiên thập phần vừa lòng gật đầu, chuyện kế tiếp đơn giản hơn, Hàn Lập hỏi kỹ nhị nữ về nơi hải thú xuất hiện lần trước cùng phương pháp liên hệ rồi liền hóa thành một đạo thanh hồng bay mất. Thanh tiểu cùng thiếu phụ váy đen đều ra cửa đại điện tiến hắn, đứng trên mặt đất nhìn thanh sắc độn quang biến mất phía chân trời mà thần sắc hai người hoàn toàn khác nhau. Ta đến bây giờ vẫn không thể tin tưởng hàn tiền bối vậy mà lại đánh chết được đầu quái nga kia phải biết rằng tu vi của người này thoạt nhìn bất quá là bằng ngân xa cư sĩ nhưng ngân xa cư sĩ căn bản là không chống đỡ được bao lâu. Thiếu phụ váy đen thì thảo nói, Hàn tiên sinh không phải đã nói rồi sao, thần thông của hắn vừa lúc khắc chế được quái Nga cho nên mới có thể đánh chết được quái vật này. Thanh tiểu im lặng một chút, khẩu khí có chút khác thường trả lời. Thanh muội mọi, loại việc lấy cớ này ngươi cũng hoàn toàn tin tưởng sao? Ít nhất là ta không quá tin tưởng. Quái nga không chỉ có quỷ dị thần thông mà chỉ riêng một thân yêu lực thâm hậu đã có thể so sánh với thượng tộc cửu giai cảnh giới. Đây chính là sự tranh lệch ước chừng hai giai đó a. À. Không phải một câu thần thông khắc chế là có thể dễ dàng bỏ qua. Thiếu phụ váy đen tựa như cười như không nói. Tỷ tỷ rốt cuộc muốn nói cái gì? Thanh tiểu thở dài một hơi nói, không có gì. Thanh muội muội đến bây giờ vẫn còn chưa có đạo lữ song tu sao? Vị hàn tiên sinh thần thông như thế còn gì nữa? Đây chính là lựa chọn rất tốt nếu muội muội cảm thấy không thích hợp thì tỷ tỷ ta sẽ không khách khí đâu. Thiếu phụ váy đen cười lên khanh khách nói, tỷ tỷ nói gì cơ, ta bất quá cùng hàn tiên sinh mới gặp nhau hai lần mà thôi. Như thế nào lại có loại suy nghĩ này, gương mặt như ngọc của thanh tiểu trong nháy mắt đỏ hồng lên, trong miệng giận dữ nói. Cái này thì có gì đâu, nếu ta không nhớ lầm thì thanh muội mọi đã dừng lại ở ngũ giai cảnh giới không ít năm. Nếu có thể cùng một vị thần thông lớn như thế kết thành đạo lữ, mượn lực song tu thì hẳn là có thể rất dễ dàng đột phá được cảnh giới này. Về phần cùng hàn tiên sinh chưa quen thuộc thì đâu có quan hệ gì. Chỉ cần hắn một ngày chưa rời phiến hải vực này đi là có thể gặp nhau nhiều lần. Lấy tài sắc của muội muội ta tin rằng người này không thể không động tâm. Thiếu phụ váy đen che miệng vui cười nói, tỷ tỷ đừng hồ ngôn loạn ngữ nữa. Hàn tiên sinh sớm muộn gì cũng sẽ trở lại đại hỏa lục, làm sao có thể ở lại đây với chúng ta. Hơn nữa nói không chừng người ta sớm đã có đạo hữu song tu vẻ đỏ ửng trên mặt thanh tiểu rốt cuộc tan đi khôi phục vài phần chấn định nói nga như thế cũng là vấn đề bất quá đầu hải thú kia giảo hoạt như thế ẩn hiện trong hải vực rộng lớn như thế nên không dễ dàng tìm được mà đánh chết như vậy chỉ cần một ngày hắn chưa thể chữa trị được truyền tống trận thì tự nhiên cũng chỉ có thể ở lại hỏa hô quần đảo chúng ta như thế thì việc hàn tiên sinh trước kia đã có đạo lữ song tu hay không thì có gì khác nhau đâu thiếu phụ lắc đầu liên tục nói lúc này đây Thanh Tiểu nghe vậy nhưng không có tiếp lời, chỉ ngẩng đầu hướng về phía chân trời nơi Hàn Lập biến mất nước mắt một cái, trong miệng cơ hồ phát ra tiếng thở dài khó có thể phát hiện ra. Chương 1554, nhị thú. Hơn 2 tháng sau, tại một nơi trên mặt biển có một đạo thanh quang đang chậm rãi phi hành. Bỗng nhiên từ dưới mặt biển có một đạo thanh quang đang chậm rãi phi hành. Bỗng nhiên từ dưới mặt biển có một tiếng thú giống truyền lên, tùy theo từ mặt biển nổi lên một con sóng lớn cao hơn 10 trượng, Lướt theo cơn sóng đó là một con quái ngư một sừng cả người đen thui, cái mồm tràn đầy răng nanh của nó hung hăng nhằm thanh quang táp một cái, bộ dáng tính toán đem thanh quang nuốt vào trong bụng. Thanh quang bỗng nhiên đại phóng rồi xoay quanh một cái, lấy tốc độ so với trước nhanh gấp mấy lần mà quỷ dị lướt ra xa xa biến mất rồi hiện ra cách đó vài chục trường. Quái ngư cắn vào hư không nhưng lại lập tức vẫy đuôi một cái rồi liền chuyển hướng quay đầu đánh tới mà đúng lúc này, trong thanh quang có tiếng thanh minh nổi lên, hơn người đạo thanh ti chợt lóe lên vây quanh quái ngư một vòng. Con hải thú thể tích không nhỏ này lập tức biến thành vô số mảnh vụn, một đám huyết nhục hỗn loạn nhanh chóng chìm xuống đáy biển đồng thời khí tức huyết tanh từ từ lan ra mặt biển xung quanh. Hơn chục đạo thanh ti chợt lóe lên quay về mà thanh quang thì lại khôi phục lại như lúc ban đầu, độn tốc từ từ đi tới. Trong thanh quang là một gã thiếu niên hơn 20 tuổi đang thong dong đứng trên một thanh cư kiếm dài hơn chục trượng, biểu tình thản nhiên dị thường. Đây đúng là Hàn Lập đã quần thảo hải vực nơi đầu hải thú kia thường lui tới mất hơn 10 ngày tuy thời gian tiến vào hải vực này không dài nhưng hàn lập đã cảm thấy việc tìm được đầu hải thú trong truyền thuyết kia thực sự là một loại công việc tìm kim đáy bể mấy ngày nay hắn ngoại trừ việc chém giết mấy đầu quái ngư bình thường không biết tốt xấu kia thì đều khôn có chút manh mối nào về con hải thú kia bất quá cũng may phiến hải vực này rất nhiều đảo lớn nhỏ khác nhau nhỏ thì chừng một dặm lớn thì hơn mười dặm cho nên hàn lập không sợ tiêu hao linh lực cứ cách một đoạn thời gian lại tùy tiện tìm một nơi yên ổn ngồi xuống đả tọa một hai ngày là pháp lực lại hồi phục như lúc ban đầu Đương nhiên trong thời gian này Hàn Lập cũng không chỉ tính toán là đi tìm kiếm đầu hải thú kia. Nếu có thể nhìn thấu qua thân thể hắn thì có thể phát hiện ra bên trong đan điền, Nguyên Anh thứ hai hai tay đang ôm một cái tiểu thuẫn trong suốt dài chừng một tấc, miệng không ngừng phun anh hỏa để bồi luyện. Pháp lực trên người Hàn Lập thật ra có hơn phân nửa đang dùng cho việc này. Đây là vật mà hắn thu được thì phân giải thi thể quái nga kia, sau khi phân giải hắn thu được đến hơn trăm cái vảy trong suốt cùng một ít tài liệu khác mà luyện chế thành một cái tinh lân tiểu thuẫn, Tài liệu luyện chế tiểu thuẫn này tuy rằng không quá phức tạp nhưng là bởi vì sử dụng tài liệu đặc thù nên ngoại trừ cứng rắn dị thường ra thì vẫn kế thừa được hơn phân nửa pháp thuật kiếm quang bẻ cong không gian cùng thiên phú thần thông của quái Nga. Điều này làm cho Hàn Lập mừng rỡ không thôi. Sau khi do dự một chút thì Hàn Lập đem bảo vật này tích huyết mà luyện chế thành một kiện bảo vật hộ mệnh của mình. Ngoại trừ cái đó ra, Hàn Lập còn sử dụng đôi cánh của quái Nga chia ra luyện chế được 360 khẩu đại phi đao, mỗi khẩu dài chừng một tấc và đều sắc bén dị thường. Đủ có thể dễ dàng phá vỡ chiến giáp bình thường nhưng đáng tiếc chính là, điều Hàn Lập tối hy vọng là yêu đan thì đã vỡ nát. Hắn đã chăm đường tìm tòi sự ảo diệu trong tiếng giống của quái nga khiến cho máu huyết của tu sĩ sôi trào lên. Dù sao âm ba công kích bình thường vô luận như thế nào cũng không thể làm cho chân linh chi huyết trong cơ thể sinh ra dị biến như thế. Mà cứ tưởng tượng đến việc như vậy trong lòng Hàn Lập lại có chút bất an. Ai biết kinh chập thập nhị quyết của hắn có nhược điểm gì mà hắn khôn biết hay không? vạn nhất mà đụng tới thần thông cùng loại của quái nga thì có thể xuất hiện tình hình đồng dạng hay không hàn lập vừa suy nghĩ vừa đưa ánh mắt tản mạn nhìn xung quanh thần niệm thỉnh thoảng lại thả ra tìm tòi từ trên mặt biển tới đáy biển dựa theo lời của hai người thanh tiểu thì đầu hải thú kia trong gần trăm năm trở lại đây vẫn qua lại phiến hải vực này chỉ cần hắn tốn chút thời gian thì hy vọng có thể đụng chạm với nó mấu chốt là con thú này có một loại thần thông chạy trốn cực kỳ lợi hại nên thật sự rất khó giết chết Bất quá hắn nếu đã đến đây thì tự nhiên từ lâu đã suy nghĩ kỹ về đối sách cùng phương pháp truy đuổi, bản thân tự hỏi ít nhất cũng có 8-9 phần nắm chắc. Hàn lập đứng trên mặt biển minh mông vô bờ đảo mắt nhìn quanh, lông mày lơ đáng khẽ nhíu một chút. Ở đáy biển phụ cận lại xuất hiện loại quái ngư cấp tháp này thì đầu cự kình hải thú kia hơn phân nửa sẽ không sống ở gần đây. Thầm nghĩ như thế, linh quang dưới chân hàn lập chợt lóe lên, độn tốc của thanh hồng nhanh hơn mấy lần hướng phía chân trời xa xa bắn nhanh đi. Cứ như vậy, Thời gian một ngày trôi qua, cứ mỗi tháng Hàn Lập lại tìm một cái đảo nhỏ ngồi nghỉ ngơi mấy ngày, chờ pháp lực khôi phục rồi lại rời đi tiếp tục điều tra. Kết quả là hải vực phụ cận không ít hải thú đã ngã xuống. Con nào chủ động công kích thì tự nhiên đều bị Hàn Lập dễ dàng giết chết, còn con nào có chút linh trí chủ động tránh đi. Hàn Lập sau khi tra xét rõ ràng không phải là mục tiêu muốn tìm thì cũng không làm khó dễ cái gì, tùy ý để chúng nó rời đi kể từ đó, Hàn lập tuy rằng vẫn không tìm được mục tiêu nhưng những nơi có quan hệ tới con thú này thì đã đảo qua đảo lại mấy lần. thậm chí một ngày nó hắn còn tìm được một tấm da hải thú lớn trong một cái động lớn dưới đáy biển. tấm da thú này cứng cỏi dị thường và cũng là tài liệu luyện khí hiếm có. tuy nhiên Hàn lập không đem cái này dùng để luyện chế chiến giáp gì đó vì da thú này ngay cả có cứng cỏi thì tuyệt không thể so sánh với thân thể của hắn. hắn dùng da con thú này luyện chế được một ít linh phù bao gồm một bộ cửu cung thiên kiền phù mấy tấm giáp nguyên phù cùng thái nhất hóa thanh phù. Trên tấm kim khuyết ngọc thư tàn trang kia có ghi lại nhiều loại phù lục nhưng cũng chỉ có thiên qua phù kia là không thể luyện chế được. Sau khi Hàn Lập tiến giai lên luyện hư kỳ, có thể nắm thiên địa nguyên khí trong tay thì tựa hồ đã mở ra cơ duyên nào đó mà đối với việc luyện chế thiên qua phù thật sự có một chút linh cảm. Đương nhiên muốn thực sự đem phù lục này luyện chế thành công thì tự nhiên là còn mất không biết bao nhiêu năm tháng nữa. Thời gian trôi qua nhanh, Hàn Lập bất chi bất giác đã lang thang ở hải vực này mấy năm hắn thật sự cũng không gấp, vốn vừa mới tiến dai lên luyện hư kỳ không lâu, hắn còn có rất nhiều thứ cần phải chậm rãi tìm hiểu lĩnh hội. Những năm gần đây tuy không thể thu luyện pháp lực nhưng về phương diện lĩnh ngộ công pháp cùng thần thông thì lại có nhiều thu hoạch. Một ngày, Hàn Lập vẫn giống như lúc trước, vừa chậm rãi phi hành trên mặt biển vừa yên lặng tìm hiểu cái gì đó thì bỗng nhiên nghe được một tiếng kêu quái dị từ xa truyền tới. Hàn Lập nguyên bản trên mặt vẫn thản nhiên lúc này tinh thần liền rung lên, hai mắt lam mang đại phóng hướng ra phía xa xa nhìn đi. Một lát sau, trên mặt hắn lộ ra một tia kinh hỉ. Cuối cũng đã tìm được con thú này, bất quá yêu thú đang cùng nó động thủ là loại yêu thú gì? Hàn lập tự hỏi rồi lập tức tăng tốc độn quang, hóa thành một cây thanh ti hướng về phía trước bắn nhanh đi. Sau mấy cái chấp động, đạo thanh hồng trong tiếng xé gió đã hiện ra cách đó mấy trăm trượng, chấp động một cái nữa thì đã biến mất vô tung vô ảnh. Tại một hòn đảo nhỏ cách đó mấy trăm dặm, bầu trời u ám, sóng ba đảo mãnh liệt do hai con quái vật lớn đang rằng co với nhau. Trong đó có một con thân thể dài hơn 200 trượng, hơn phân nửa thân mình đang dựa vào phiến đá ngầm thật lớn, toàn thân ngạnh giáp bóng loáng trong suốt, đúng là một con tôm lớn toàn thân màu huyết hồng. Mà cách đó không xa trên mặt biển đang có một con hải thú trôi nổi àm hình thể của nó giống cá voi nhưng còn lớn hơn con cự tôm kia vài lần. Sở dĩ nói giống cá voi vì thân hình cùng cái đuôi của quái vật này đều giống như cự kình bình thường, cái khác duy nhất là trên đầu hải thú này có rất nhiều vảy phía trên đầu lại có một cái sừng màu vàng cùng một đôi xúc tua thật dài, dĩ nhiên có bảy tán phần giống như đầu rồng. Hai con cự thú đứng cách xa mà nhìn nhau, cự tôm kia trong miệng không ngừng phát ra tiếng giống kỳ quái, nửa thân ghé vào đá ngầm gây ra sóng gió, mây đen u ám trên đầu cùng sóng biển phụ cận là do con thú này gọi về, thanh thế cực kỳ lớn. Mà cự kình đối diện lại dựa theo sóng gió mà phiêu động, không phát ra thanh âm nào, giống như u linh, chỉ dùng một đôi mắt quái dị gắt gao nhìn chằm chằm vào huyết hồng cự tôm, nhưng trong ánh mắt lại chấp động đầy vẻ tham lam. Nhất động nhất tính của hai con này lại làm cho người ta cảm giác cự tôm mặc dù có khí thế hơn xa đối phương nhưng bộ dáng lại như dần dần bị áp chế. Bỗng nhiên cự kình kia hai mắt vừa động, có chút kinh nghi hướng lên không trung liếc mắt một cái. Kết quả một lát sau, bầu trời không xa có linh quang chợt lóe lên, một cây thanh ti lấy tốc độ bất khả tư nghị đang bắn nhanh đến, chỉ sau mấy cái chớp động đã liền đến phụ cận đồng thời lại không có ý tứ che giấu độn quang chút nào. Lần này, chẳng những cụ kinh hải thú mà ngay cả huyết tôm cũng cảnh giác ngẩng đầu nhìn lên. Kết quả thanh quanh trở tắt, thân hình hàn lập như quỷ mị hiện ra trên bầu trời giữa hai con cự thú, mặt không chút thay đổi nhìn xuống hai đầu cự thú phía dưới đánh giá một phen. Không sai, quả nhiên là con thú này. Di, dĩ nhiên còn có một đầu huyết diễm tôm. Hảo, tốt làm, xem ra chuyến đi này của ta không tệ. Hàn lập nhìn vài lần, trong miệng liền phát ra thanh âm thì thao hưng phấn. Tiếp theo đột nhiên hai tay áo bảo của hắn đồng thời run lên. Nhất thời từ trong miệng có tiếng thanh minh vang lên, hơn 10 khẩu thanh tiểu kiếm hướng cự kình hải thú bắn nhanh tới, chỉ thấy lóe lên thì đã đồng thời nhập vào trong hư không không thấy bóng dáng. Từ một ống tay áo khác lại có một cái bóng đen bắn ra, sau khi đón gió thì Lien lập tức hóa thành một tòa cự sơn đen tuyền nhằm huyết tôm trực tiếp ép xuống. Tiếp theo Hàn lập hai tay bắt quyết trên người kim quang đại phóng, bỗng nhiên kim sắc pháp tướng ba đầu sáu tay hiện ra. Nhất thời có mấy tiếng phốc phốc phát ra, sau cái cột sáng màu vàng phun trong đó ba cái đồng thời đánh về phía huyết tôm, ba cái đánh về phía cự kinh hải thú. Hàn lập dĩ nhiên đồng thời ra tay với cả hai con hải thú, hơn nữa vừa ra tay liền lấy thế lôi đình mà đánh, một chút y tứ lưu thủ cũng không có. Dưới tình huống hàn lập toàn lực vận chuyển phạm thánh chân ma công, tốc độ của kim quang cực nhanh, quả thực là không thể tưởng tượng. Chỉ thấy kim quang chợt lóe lên rồi đã tới trước người hai đầu hải thú. Hai cự thú cả kinh, một con há mồm phun ra một đoàn lam quang, một con khác thì bên ngoài thân thể huyết quang lưu chuyển rồi lập tức toát ra huyết quang diễm hơn trượt, đem toàn thân bảo hộ nghiêm mật. Bang bang, vài tiếng động trầm đục truyền ra, ba đạo kim quang vừa cùng lam quang tiếp xúc thì lập tức đem lam quang đánh cho tán loạn, sau khi lóe lên cái nữa thì đánh sâu vào thân thể cự kinh. Nhất thời một tiếng kêu gào bén nhọn từ trong miệng cự thú phát ra, bên ngoài thân thể lam quang chợt lóe rồi lập tức hiện ra ba cái lỗ máu to bằng cánh tay, đại lượng máu huyến phun ra như suối, bộ dáng căn bản không thể cầm được chương 1555, chứa trị pháp trận. Cự kinh hải thú thấy vậy trong lòng cực kỳ hoảng hốt. Lam quang nó phun ra lúc trước thoạt nhìn như không có gì đáng chú ý nhưng đó là một loại hộ thân thần thông thu thập quỷ tinh trong nước mà tu luyện ra, uy lực thật lớn, trước kia không biết đã cứu mạng nó bao nhiêu lần. Thế nhưng hiện giờ lại bị bao đạo kim quang này dễ dàng một kích mà tán như thế làm cho trong lòng nó giật mình, nhất thời cảm thấy có chút không ổn, tuy nhiên thương tổn do kim quang này tạo thành đối với nó thực ra chưa đủ khiến nó để vào trong mắt thân hình phảng phất như quả núi nhỏ của nó chỉ nhoáng lên một cái thì mặt biển xung quanh đã dấy lên một trận sóng lớn mãnh liệt tiếp theo từ trong nước biển lập tức bay vụt ra vô số điểm sáng màu xanh trong nháy mắt nhập vào miệng vết thương tiếp theo linh quang chợt lóe lên vết thương bị xuyên thủng lập tức hồi phục như lúc ban đầu hàn lập thấy vậy thì hai mắt hơi hơi nhíu lại bên kia ba đạo cột sáng màu vàng đồng dạng chợt lóe lên rồi chui vào trong huyết sắc quang diễm. Mặc dù dễ dàng tiến vào trong quang diễm nhưng sau khi đánh lên lớp vỏ cứng rắn của con tôm lớn thì chỉ thấy huyết quang chợt lóe lên, cột sáng không hiểu sao đột nhiên bị nhỏ đi rất nhiều, uy lực giảm đi quá nửa. Phanh phanh phanh, ba tiếng vang trầm đục truyền ra, thân hình con tôm lớn chấn động rồi liền bị đánh bay ra ngoài. Trên vỏ của nó hiện ba vết lõm sâu đến cả tất nhưng vẫn không có bị quang trụ màu vàng xuyên thủng, Hàn Lập nhìn thấy cảnh này thì trong lòng rất kinh ngạc, nhưng lập tức liền khôi phục như thường mà hắc sắc tiểu sơn theo sau lúc này đã áp sát con tôm lớn. Lớp huyết quang phía ngoài con tôm lớn đại phóng rồi lớn lên gấp mấy lần, nó dụng lực hướng lên trên, bộ dáng tính toán dựa vào lực lượng thân thể để đón đỡ nguyên từ thần sơn đang hạ xuống. Cũng khó trách con tôm này lại lớn mật như thế, lấy thân mình khổng lồ dài chừng 200 trượng đối mặt với một cái tiểu sơn cao hơn trăm trượng thì đích xác nhìn như là có thể một kích đánh bại. Tuy nhiên con tôm lớn nhìn như căn phòng lớn vừa tiếp xúc với hắc sắc tiểu sơn thì mặt ngoài tiểu sơn chợt hiện ra quang mang màu xám kỳ lạ rồi nhất thời có hai tiếng kêu răng rắc chuyển đến. Con tôm kia run lên một cái rồi đã lập tức bị ép bẹp xuống. Các bộ phận của nó tất tắc, tắc bị vỡ vụn ra, tuy nhiên thế giới của hắc sắc tiểu sơn vẫn chưa dừng lại, sau khi phát ra một tiếng nổ ầm ầm đã đem con tôm ép xuống phiến đá ngầm mà cả khối đá ngầm dưới sức ép kinh khủng này cũng run lên rồi lún xuống mấy trượng. Mặc cho con tôm lớn phát ra tiếng giống kinh sợ dị thường, ánh sáng xanh ngoài thân thể liều mạng chớp lên nhưng hắc tiểu sơn không chút lay động, giống như nó cùng phiến đá ngầm là một thể. Cửa tô mới đối mặt với hàn lập đã lập tức bị chấn trụ không thể thoát thân. Con hải thú kia thoáng nhìn thấy một màn này thì trong mắt chợt lóe lộ ra một tia sợ hãi, lúc này không hề trần chờ, cái đuôi lớn đột nhiên vỗ lên mặt biển. Mặt biển phụ cận quay cuồng một trận rồi có hai tiếng phốc phốc phát ra, vô số thủy thương dài hơn một trượng, giống như mũi tên từ trong biển ảo ảo bay ra nhằm thẳng hàn lập bay đến làm mang rậm rạp giống như bão phong mưa rào phô thiên cái địa mà đến. Cùng lúc đó, từ trong biển phụ cận có vô số điểm sáng màu xanh bay ra đem thân hình khổng lồ của hải thú bao bọc ở trong đó rồi bắt đầu trượt lấp lóe không ngừng. Con thú này rào hoạt dị thường, thấy hàn lập khí thế rào rạt, tu vi tựa hồ không thấp nên sau khi đánh ra một chiêu thì liền tính toán thi triển độn thuận trốn chạy. Hàn lập nhìn thấy trong mắt con thú này lộ ra một tia khác thường thì bỗng nhiên tay áo bảo hướng về trước người vung lên một tảng lớn ánh sáng màu xám hiện lên rồi hình thành một cái quầng sáng màu xám rộng vài trường quầng sáng này quay tròn một vòng vô số thủy thương bắn tới nhất thời đều lao vào trong đó rồi biến mất không thấy bóng dáng nguyên từ thần quang chuyên khắc ngũ hành thuật nên việc xua tan đám thủy thương này đối với hàn lập mà nói là việc rất dễ dàng hàn lập căn bản không thèm nhìn đám thủy thương này mà thủy trung vẫn nhìn chằm chằm vào con hải thú lúc này bên ngoài thân thể lam quang đại phóng Ai cũng không biết lúc hắn thi triển nguyên từ thần quang thì trong lòng đồng thời lặng yên thúc giục kiếm quyết. Mắt thấy thân thể cự kình hải thú bắt đầu trở nên mơ hồ, rõ ràng là muốn bỏ chạy. Xung quanh hải thú này, trong vòng mấy trăm trượng, đột nhiên hiện ra một đoàn linh quang màu xanh, sau khi lóe lên thì biến ảo thành 72 đóa liên hoa màu xanh to cỡ nắm tay. Đám liên hoa này mơ hồ đi một chút rồi lại huyễn hóa mấy trăm đóa. Thanh liên quay tròn vừa chuyển rồi từ trong đó bay ra một luồng sáng mờ màu xanh, trong nháy mắt liên kết một mạch hình thành một quần sáng màu xanh. Một cỗ mộc linh khí cực kỳ nồng đậm trong nháy mắt từ trong quần sáng hiện ra, một chút đã đem cự kình hải thú bao vây ở trong đó. Hết thảy việc này đều hình thành trong phút chốc, nhưng hải thú này nếu có thể nhiều lần thoát khỏi sự truy sát của ngoại tộc thì tự nhiên là linh trí cực cao. Nó vừa thấy cảnh này, tự nhiên biết là bất diệu, con mắt màu bạc vừa động, làm quang bên ngoài thân lập tức vỡ toát ra rồi biến thành một đoàn linh quang chói mắt. Tiếp theo nhoáng lên một cái, thân hình khổng lồ của nó liền tiêu tán trong quang đoàn đồng thời ngay sau đó, một bên quầng sáng màu xanh minh mông bỗng nhiên phát ra một đoàn lam mang chói mắt, tiếp theo là một tiếng gầm nhẹ rồi một con kình ngư dài hơn một trượng quỷ dị hiện ra, bộ dáng như bị quầng sáng màu xanh ngăn trở. Hải thú đang thủy độn thì bất ngờ bị cản lại nên tự nhiên kinh sợ dị thường. Nó há mồm, một âm thanh như tiếng sấm nổi lên, một đạo quang hồ chói mắt phun tói hung hăng đánh lên quầng sáng màu xanh. Nhưng quầng sáng kia chỉ hơi nhoáng lên một cái, không hề có gì khác thường xảy ra. Hải thú khẩn trương lúc lắc đầu, đột nhiên từ trên đỉnh đầu có một đoàn sáng mờ màu hồng bay ra. Bên trong rõ ràng bao vây lấy một vật hình vuông màu hỏa hồng, vật này trong suốt sáng bóng như ngọc. Trong nháy mắt thể tích của vật này cuồng trướng lên vài thứ óc, sau khi lóe lên thì liền phát ra tiếng sét đánh lên quầng sáng màu xanh. Sau một tiếng vang thật lớn thì một đoàn hỏa diễm đỏ đậm cùng vật này đan vào nhau, nhưng kết quả lại không khác gì lúc trước chỉ thớ quần sáng màu xanh chấp động hai cái rồi liền dường như không có việc gì. Lần này, hải thú này thực bắt đầu có chút kinh hoàng. Thân hình nó nhoáng lên một cái, lại bành trướng phồng to như một quả núi nhỏ, tiếp theo lam quang đại phóng, nó dùng chính thân hình khổng lồ của nó đánh tới. Hàn lập trên không trung nhìn thấy cảnh này thì khóe miệng mỉm cười. Xuân Lê kia ém trận quả nhiên là huyền diệu, mặc dù là lấy huyễn thuật làm chủ nhưng trên phương diện cấm chế các loại độn thuật thì còn hơn xa đại canh kiếm trận. Hải thú này tuy thủy độn thuật có chút biến dị nhưng vẫn bị chính mình nhanh như chấp bày ra kiếm trận, mạnh mẽ đem vây khốn. Con thú này nếu một khi không cẩn thận rơi vào kiếm trận thì sinh tử tự nhiên là phụ thuộc vào một ý niệm của mình. Mà kiếm trận này còn chưa được kích thích huy lực, vừa lúc dùn con thú này để tập luyện. Trong lòng cân nhắc như thế, Hàn Lập vừa nhấc một tay, năm ngón tay niết pháp quyết, trong miệng niệm động một câu gì đó. Nhất thời quầng sáng màu xanh phía xa mơ hồ dao động khó có thể phát hiện ra hải thú một lần nữa hóa thành con cá voi thật lớn dùng thân mình xô vào quầng sáng lúc này một màn giật mình xuất hiện thân hình thật lớn của hải thú vừa tiếp xúc với quầng sáng màu xanh thì lại thấy không chút bị ngăn cản giống như đâm vào không khí một chút đã chui tọt vào trong đó cả thân hình cửa thú giống như bị một quầng sáng màu xanh thôn phệ chỉ thấy thanh quang chợt lóe thân hình hải thú nhoáng lên một cái biến mất từ phía trước rồi ngay sau đó lại bỗng nhiên từ một bên quầng sáng màu xanh lóe lên lao ra hải thú ngẩn ra, nhưng lập tức con mắt chợt lóe lên rồi nó thay đổi phương hướng lại nhảy vào trong cấm chế. Liên tiếp mấy lần, tình hình đều không sai biệt lắm, con thú này trong lòng biết là bất diệu nên rốt cuộc rừng độn quang lại. Mà đúng lúc này, Hàn Lập lại đem kiếm trận thúc dục lên. Chỉ thấy bốn phía quần sáng màu xanh chợt lóe lên rồi tắc tắc vỡ vụn ra, trên không trung thúy mang, chấp động liên tục, bốn phía đều có khí tức thảo mộc truyền đến, cả người như ở trong hoa hương điểu ngữ. Tuy nhiên ở trong mắt hải thú thì lúc này nó đang ở trong một khu rừng rậm, mọi vật trông rất sống động, cơ hồ khó phân biệt thiệt giả. Trong lúc nó đang mờ mịt cúi đầu thì mới chấn động phát hiện ra ở dưới chân nó không biết khi nào đã hiện ra một đóa thanh liên thật lớn, rộng gần trăm trượng, đóa hoa tỏa ra màu xanh minh mông phát sáng lập lòe. Hải thú thầm kêu một tiếng không tốt nhưng chưa kịp phản ứng gì thì liên hoa phía dưới đã chậm rãi chuyển động. Quang hà màu xanh ở không trung phụ cận liên tiếp hiện lên, xoay quanh rồi vây quanh thân thể hải thú, nhất thời một cỗ cự lực vô hình buông xuống thân thể nó. Lực lượng to lớn làm cho thân hình cự thú bị ngưng trệ không thể nhúc nhích mảy may mà ngay sau đó, ánh sáng màu xanh chợt lẽ, đột nhiên từ trong đó có hơn 10 con thanh mãng thô to lao thẳng tới cự thú. Chúng nó nhất loạt há mồm để lộ ra cái miệng đầy răng nanh sắc bén, một đám giữ tợn dị thường. Nửa ngày sau một đạo thanh hồng lại từ mặt biển phụ cận bắn lên, hướng về phía không trung xa xa lóe lên rồi biến mất mà trên mặt biển lúc này hết thảy các dấu vết đều không còn sót lại chút gì chỉ có khối đá ngầm kia vô duyên cớ chìm xuống đáy biển là còn ẩn chứa dấu vết về trận tranh đấu vừa rồi. Hai năm sau, từ hỏa hô quần đảo bỗng nhiên có tin truyền ra. Truyền tống pháp trận nguyên bản đã hủy hoại không biết bao nhiêu năm kia không ngờ đã được chữa trị và cũng có người đã sử dụng pháp trận này mà truyền tống trở về luôn minh đại hỏa lục. Nhất thời các tồn tại thượng tộc tu luyện thành công đều sôi nổi vui mừng quá đỗi. lúc này kết bè kết đội nhằm về hướng truyền tống pháp trận hội tụ đến. Hàn lập mí mắt vừa động, cuối cùng từ trong mê muội thanh tỉnh lại đồng thời chậm rãi mở hai mắt ra. Tiếp theo ánh mắt hắn đảo qua xung quanh một chút thì trong lòng hơi có chút buông lỏng. Hắn đang đứng trong một cái phòng rộng hơn trăm trượng, phụ cận im ắng, một bóng người cũng không có. Bốn vách tường có ánh sáng trắng nhạt của cấm chế và một cái cửa đá phong bế nghiêm mật. Ở giữa cái phòng hình tứ giác này có mấy cái cột đá cao hơn một trượng, phía trên mặt được khảm một tảng đá sáng lè lè không biết tên là gì khiến cho cả đại sảnh đều chiếu sáng rõ ràng dị thường Hắn cúi đầu, ở dưới chân rõ ràng là một tòa truyền tống pháp trận thật lớn. Hàn Lập thở ra một hơi, không hề chần chờ đi ra khỏi pháp trận, đi thẳng đến chỗ cửa đá. Một tay khẽ đẩy, cái cửa đá thoạt nhìn như rất nặng nề lại dễ dàng bị đẩy ra, tựa hồ như không hề có trọng lượng vậy, đồng thời một tiếng ồn ào bỗng nhiên ập đến làm cho Hàn Lập không kịp đề phòng, thật đúng là hơi kinh hãi. Chương 1556, khốn cảnh. Hàn Lập vội vàng đảo mắt qua, kết quả làm hắn ngạc nhiên trước mắt rõ ràng là một cái quảng trường lớn rộng vài nghìn trượng, tất cả đều dùng một loại bạch thạc làm thành, mà bên trong bộ dáng có vô số người. Những người này đại bộ phận đều mặc các loại chiến giáp, đại thể đều có nhân hình nhưng có những chỗ nhỏ thì lại khác biệt. Có người có hai cái tai dài giống như tai thỏ, có người toàn thân đầy lông đen, thân hình cao lớn giống như hắc tinh tinh, còn có người toàn thân tất cả đều là kim quang chấp động giống như toàn thân được một tầng kim giáp bao trùm, căn bản là không thấy rõ dung mạo thậm chí bên trong còn có người phía trên là nhân hình còn phía dưới là thân rắn nhưng nhiều nhất là một loại người có làn da màu lục nhạt, khuôn mặt trắng bệch. Bọn họ người nào người ấy đều mặc một loại chiến giáp thống nhất màu xa lục, trong tay cầm một thanh giáo màu hồng. Đám dị tộc nhân này nam nữ đều có, lúc này đang tụ tập châu đầu ghé tai, trên mặt lộ ra vẻ cực kỳ lo âu. Trên người những kẻ này nhiều ít đều có một chút pháp lực dao động, tu vi cao thấp khác nhau nhưng đại bộ phận đều là tồn tại trúc cơ kỳ cùng kim đan kỳ nguyên anh kỳ cùng hóa thần kỳ không phải là không có nhưng chỉ có ít ỏi hơn trăm người và đám người này cũng đang tụ tập lại cùng một chỗ tạo thành một cái vòng lớn đại bộ phận bọn họ đều đứng ở trước đám người thấp giọng nói nhỏ cái gì đó hàn lập dùng thần niệm đảo nhanh qua thì phát hiện ra trong đám tồn tại cao dài có ba gã dị tộc nhân cấp luyện hư thì trong lòng cả kinh theo lời thanh tiểu thì truyền tống trận nơi đến là một tòa thành nhỏ do cộng đồng quản lý vì vậy theo lý thuyết thì người tỏa trấn có tu vi cao nhất cũng bất quá là một hai gã hóa thần kỳ mà thôi đâu có thể xuất hiện nhiều tu luyện giả như vậy. Mà hiện tại, trên quảng trường chẳng những tụ tập mấy vạn tu luyện giả mà ngay cả số lượng cùng dai với hắn còn có mấy người. Điều này không khỏi làm cho Hàn Lập cảm thấy ngoài ý muốn. Chẳng lẽ sau mấy ngàn năm không liên hệ, chỗ lục quang thành này đã xảy ra biến hóa gì? Hơn nữa thần niệm của hắn còn cảm ứng được phía trên quảng trường có cấm chế dao động như ẩn như hiện mà tất cả mọi người đều đang đứng trên mặt đất, không thấy có ai bay lên không, hiển nhiên nơi đây còn có cấm chế cấm không tồn tại ánh mắt hàn lập chấp động vài cái, hít sâu một hơi rồi từ từ nhằm hướng đám người đi tới. Ngay lúc Hàn Lập đang muốn hỏi thăm xem nơi đây đã xảy ra chuyện gì thì trong đám dị tộc luyện hư kỳ, một gã đầu to, hơn nữa trên đầu lại không có sợi tóc nào đột nhiên trong miệng kêu lên một tiếng đưa tay vào trong ngực rồi lấy ra một cái mộc bàn. Phía trên có nhiều điểm linh quang màu sắc khác nhau, tuy nhiên trong đó lúc này đã xuất hiện một cái phù văn xa lạ đang lơ lửng không động đậy. Như thế nào, Nguyên huynh phát hiện cái gì một gã dị tộc nhân ra màu lục nhạt bên cạnh mở miệng hỏi. Nơi đây bỗng nhiên nhiều ra thêm một đồng đạo thượng tộc thượng ta dai. Nếu ta nhớ không nhầm mà nói thì truyền tống trận trong thành có thể sử dụng đã sớm bị rác si tộc chặt đứt. Sao còn có người có thể truyền tống đến nơi đây? Tên dị tộc nhân đầu to kia trên mặt hiện ra vẻ kỳ quái. Có chuyện như vậy sao? Chẳng lẽ rác si tộc nhất thời sơ ý để lọt vào truyền tống trận kia? Nếu là như thế thì mau tìm ra người này cẩn thận mà hỏi. Gã dị tộc nhân ra màu lục nhà thần sắc vừa động mừng rỡ nói: "Điều đó không có khả năng, ta đã đích thân thí nghiệm qua tất cả các truyền tống pháp trận một lần, xác thực là đều mất đi tác dụng." Gã dị tộc đầu to hai mắt nhìn chằm chằm vào mộc bàn trong tay, liên tục lắc đầu nói: "Không cần nhiều lời, nhanh đem người này tìm ra rồi chúng ta hỏi rõ không phải là xong sao? Nguyên huynh, bằng vào linh quang bàn của người thì hẳn là có thể dễ dàng tìm được người này chứ?" Một gã dị tộc khác cả người có ánh lửa đỏ bảo phủ nghe xong hai người nói thì không nhịn được hỏi. Hắc hắc, người này vừa mới xuất hiện bên trong quảng trường. Ta sớm đã dùng cấm chế tập trung vào hắn, là ở chỗ này trong mắt dị tộc nhân đầu to tinh quang chợt lóe lên rồi nhìn vào vị trí chỗ Hàn Lập đang đứng. Hai người khác tự nhiên cũng quay đầu lại nhìn, cho dù số lượng người trong quảng trường rất đông, hơn nữa Hàn Lập cũng dùng bí thuật che giấu tu vi nhưng dù sao vẫn không thể hòa lẫn với đám tồn tại thấp sai phụ cận nên lập tức đã bị vài tên dị tộc cấp luyện hư tìm ra. Hàn Lập lúc này mới tiến đến bên cạnh vài tên dị tộc, mới vừa nghe được một hai câu thì lập tức cảm ứng thấy việc bị đám dị tộc cấp luyện hư nhìn tới nên vừa lúc nhìn lại. Hắn nhướng mày, việc mấy người này có thể tìm ra hắn nhanh như vậy hơi có chút kinh ngạc. Bất quá sau khi hơi trầm ngâm thì liền nghênh ngang trực tiếp nhằm hướng ba người này đi tới. Một lát công phu sau, hắn liền đứng trước mặt bốn gã dị tộc nhân cấp luyện hư đồng dạng đưa mắt đánh giá đối phương vài lần. Đạo hữu chắc là vừa đến lục quang thành, không biết sương hô như thế nào. Cái linh quang bàn trong tay dị tộc nhân đầu to chợt lóe lên rồi biến mất không thấy, sau đó hắn bình tĩnh hỏi. Tại hạ họ hàn, xác thực là vừa đến thành này. Nơi này đang xảy ra chuyện gì vậy, chẳng lẽ là khai chiến cùng với người nào? Ánh mắt hàn lập đảo qua rồi bất động thanh sắc hỏi ngược lại. Nguyên lai like là hàn đạo hữu xem ra đạo hữu là từ địa phương cực xa truyền tống đến đây, nếu không thì sao lại không biết việc giác si tộc bắt đầu thâu tóm thiên vân 13 tộc chúng ta. Dị si tộc nhân đầu to nhìn chằm chằm vào Hàn Lập, sau một lúc lâu mới lộ ra vẻ kỳ quái nói. Giác si tộc, sắc mặt Hàn Lập bỗng nhiên đại biến. Tộc này tại linh giới đủ có thể nằm trong số 10 tộc siêu cấp. Hàn Huynh, mọi việc ngươi có thể từ từ tìm hiểu sau nhưng ngươi rốt cuộc làm như thế nào mà có thể truyền tống đến lục quang thành này. Theo lý thuyết, Tất cả các truyền tống trận có liên hệ tới đây đều sớm đã bị giác si tộc chặt đứt mới đúng tên dị tộc ra xanh nhạt kia nhịn không được hỏi. Tại hạ từ hải ngoại truyền tống đến đây, Hàn Lập không có gì phải giấu giếm nên từ từ trả lời. Hải ngoại, thành phố như lục quanh thành này mà cũng có loại truyền tống trận này sao vừa nghe lời này, gã dị tộc toàn thân có hồng quang bao phủ có chút kinh ngạc nói. Hải ngoại truyền tống trận đích xác có hai cái, bất quá từ nhiều năm trước đã bị phá hỏng rồi đạo hữu là từ chỗ nào ở hải ngoại đến đây dị tộc nhân đầu to đồng dạng lộ ra vẻ giật mình. Tử hỏa hô quần đảo Hàn Lập tâm niệm nhanh chóng xoay chuyển nhưng vẫn lưu loát trả lời. Nguyên lai like là nơi đó, nếu ta nhớ không nhầm thì tòa truyền tống trận này đã bị hủy hoại mấy ngàn năm, sớm đã mất đi liên hệ với Lục Quang Thành. Đạo hữu có thể giải thích qua một chút được không? Gã đầu to thì thảo nói, biểu tình không thể tránh khỏi vẻ hồ nghi. Kỳ thật rất đơn giản, Hàn Lập thần sắc không thay đổi đem chuyện năm đó truyền tống trận bị phá hủy thoáng giải thích lại một lần nhưng ở trong lời nói lại không hề đề cập đến lai lịch của mình, tránh làm cho mấy người này thắc mắc về vì Hàn Lập xuất thân có phải từ tu luyện giả ở hải vực này. Cuối cùng tại hạ tuy gặp cơ duyên xảo hợp mà đoạt lại được không vân tinh nhưng khi sửa chữa pháp trận thì lại gặp chuyện ngoài ý muốn. Không biết là do phương pháp có sai lầm hay là do không vân tinh sau thời gian dài nằm trong bụng hải thú mà xảy ra một ít biến dị, Trải qua thí nghiệm thì pháp trận này một lần chỉ có thể truyền tống một người, hơn nữa mỗi lần truyền tống phải cách nhau 7 ngày, nếu miễn cưỡng truyền tống trước thì sẽ lập tức bị